chương 41, giọt mưa rơi giữa những đám mây cầu vòng một. Anh nhìn về phương xa, thầm cầu nguyện rằng giữa những ánh sáng rực rỡ đó, sẽ có tung tích của em. Đáng tiếc, khi anh từng bước tiến lên mới phát hiện ra. Thứ tưởng như giống bóng dáng của em, lại chẳng phải là em. Rồi từ giữa những đám mây, cơn mưa phùn đổ xuống. Tinh thần của Nam Đình như bị ngâm đẫm trong cơn mưa tầm tã, cả người dần mất đi ý thức và tri giác, từ từ tiến vào trạng thái hoang mang, hoảng hốt, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Cơn mưa mùa hè, dù sao cũng thường tới rất nhanh. Sau tiếng sấm nặng nề, bầu trời như sụp xuống, dán một trận mưa như trút nước, từng hạt mưa táp lột đột như phủ một tầng sương mù trên toàn bộ không gian bên ngoài cửa sổ xe, che kín tầm nhìn. Một giọng nữ dịu dàng vang lên lời nhắc nhở, đừng lái nhanh quá. Người đàn ông đang lái xe ở phía trước nghe thấy vậy liền cung kính đáp, vâng, phu nhân. Cô bé ngồi ở ghế sau ghé mặt vào cửa kính, cố gắng nhìn ra bên ngoài mẹ nhiều người bị ướt quá đang chạy đi tìm chỗ trú mưa kìa người phụ nữ ôm cô bé vào lòng dịu dàng nói so với những người bị ướt đó có phải là chúng ta may mắn hơn nhiều đúng không một người coi việc không bị ướt mưa là may mắn tấm lòng phải lương thiện đến nhường nào người tài xế ngồi phía trước nghe thấy vậy cũng khẽ mỉm cười nhưng cô bé con kia còn nghiêm túc suy nghĩ may mắn ạ à thế thì đáng ra phải chờ mình về nhà rồi hẳn mưa nói xong cô bé lại nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài buồn bã nói giờ trời mưa to thế này xe thì đi chậm con cũng không được gặp bố ngay lập tức người phụ nữ mỉm cười dỗ dành con gái hay là mình gọi điện cho bố trước nhé được cả à, cô bé rất thích lời đề nghị này vui vẻ cầm lấy điện thoại của mẹ còn nói như thể muốn khoe chiến công số điện thoại của bố của mẹ con đều thuộc lầu rồi không cần phải mở danh bạ người phụ nữ khen mang mang nhớ giỏi ghê được khen ngợi Cô bé chớp đôi mắt to tròn và bảo, "Con học thuộc lòng đấy, ngộ nhỡ bị lừa bán đi, con mới gọi điện về cho bố mẹ được, bằng không báo tin cho bố mẹ thế nào?" Người phụ nữ khẽ cười, "Con ngoan ngoãn ở bên cạnh bố mẹ, không chạy lung tung, bị lừa bán thế nào được?" "Trên tivi toàn diễn thế đấy ạ, à, tan học, trên đường về cũng có thể bị người xấu bắt cóc, rồi cả đời không được gặp lại bố mẹ nữa." Cô bé nói xong liền ôm cổ người phụ nữ như thể sợ bị vứt bỏ, mà màng không muốn rời khỏi bố mẹ đâu thế thì mang mang không sống nổi mất. Người phụ nữ ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô bé, nhẹ nhàng trấn an, bố mẹ sẽ không rời bỏ mang mang đâu, mang mang đừng sợ. Có lẽ cô bé chỉ nghịch ngợm mà làm nũng thôi, nghe thấy mẹ cam đoan như vậy, cô bé hớn hở bấm số điện thoại, gọi cho bố. Cơn mưa tầm tả trút xuống, người phụ nữ nhìn chiếc cần gạt nước trước cửa kính chắn gió không ngừng lay động, chẳng hiểu sao lòng ngực thoáng nghẹn lại, bà đang định nhắc tài xế lái chậm thêm chút nữa, thì giọng nói của người chồng vọng tới qua ống nghe điện thoại, nhẹ nhàng gọi, Gia Thanh. Một tia sét dài ngoằng chấp nhoáng ở phía chân trời, cùng với tiếng gọi bố giòn tan ngọt ngào của con gái, người phụ nữ nhìn thấy tài xế cuốn cuồng đánh tay lái sang phải. Bà căn bản không hề nghe thấy tiếng mưa rơi cùng tiếng lốp xe ma sát chói tai ở bên ngoài, chỉ dùng cơ thể bảo vệ con gái theo bản năng. Quỳnh Một tiếng, xe của họ bị một chiếc xe tải tông vào, bắn đi một đoạn khá xa. Gia Thanh, hai mẹ con đến đâu rồi? Ở nhà vừa mới mưa, nếu chưa xuất phát thì đừng về vội. Mẹ con em đã xuất phát rồi, qua một, hoặc hai con đường nữa là có thể về đến nhà, nhưng mà em thì không về được rồi. Chiếc xe bị biến dạng, từ những mảnh vỡ thủy tinh, máu trên cơ thể bất động nhưng vẫn ôm ghi lấy mình của mẹ chảy xuống. Mang mang khản giọng hét lên, bố, bố ơi, cứu mẹ, mau cứu mẹ đi. Trong đầu nặng trịch như bị ống nước cao áp phun cho nước toát, nước bao phủ lên tất cả các sợi thần kinh, thậm chí cả cơ thể đều đang co rút. Nam Đình đưa tay ra tìm chiếc điện thoại di động trong xe một cách vô thức, nhưng rõ ràng chiếc điện thoại chỉ gần ngay trong gan tất, vậy mà cô không sao với lấy được. Cô muốn hét lên, cố gắng để tiếng kêu bật qua cổ họng, rồi trong khoảnh khắc tỉnh lại, cô nghe thấy giọng nói chưa từng có của mình gào lên, mẹ. Bên ngoài dồn dập tiếng đập cửa, Tề Diệu lo lắng gọi, Nam Đình, em làm sao thế? Em không mở cửa là chị cậy khóa đấy hình như mất ngủ cũng sốt ruột, nó không sủa, chỉ rên ư ử rồi đi loanh quanh từ phòng khách ra đến cửa, như thể nôn nóng muốn để người ở bên ngoài tiến vào. Thấy Nam Đình ngồi bật dậy, nó hớn hở chạy tới, dùng đầu cò vào chân chủ nhân. Nam Đình thở hổn hển, ngồi thừ ra trên ghế sofa, mãi một lúc sau mới khôi phục ý thức. Cô nhìn căn phòng trước mắt, sau đó giơ tay sờ mặt mình, chẳng phân biệt được thứ chất lỏng trên đó là mồ hôi hay nước mắt. Cô muốn đi lấy khăn lau mặt, kết quả là vừa nâng người dậy, hai chân mềm nhũng khùi xuống sàn nhà, lại chẳng ngờ là khiến chiếc cốc thủy tinh trên bàn trà rơi xuống, vỡ tan tành. Ở bên ngoài, Tề Diệu nghe thấy tiếng động thì càng sốt ruột hơn, lại cao giọng gọi, Nam Đình, Nam Đình, em làm sao thế? Nam Đình Bất chấp cái đau ở đầu gối, Nam Đình rút tạm mấy tờ giấy ăn lau qua mặt, rồi viện bàn trà đứng dậy, em ra đây, chị Diệu. Vừa mở miệng, mới phát hiện ra giọng mình khản đặc chờ cửa nhà được mở ra, Tề Diệu nhìn thấy sắc mặt tái nhợt như trang giấy của Nam Đình thì thoáng thở phào, nhưng lại rất lo lắng. Lão thất nói gọi cho em nhưng em không bắt máy, bảo chị sang xem em có nhà không. Kết quả là vừa ra đến cửa đã nghe thấy cô hét lên một tiếng, gõ cửa thì không thưa. Nam Đình kiệt sức, nhưng để tránh cho Tề Diệu nhìn ra điểm khác thường, cô tự người vào khung cửa, em đang ngủ, không nghe thấy chung điện thoại. Tề Diệu nhíu mày, em không sao đấy chứ. Nằm mơ hay là như thế nào? lão thất nghỉ đêm ở bên kia nên chưa về được có chuyện gì cứ nói với chị diệu nam đình cười nằm mơ thôi sợ quá ấy mà không có gì lát nữa em gọi lại cho anh bảy sau tề diệu vẫn lo lắng không có chuyện gì thật đấy chứ không có gì thật mà nghĩ đến việc tề diệu đi công tác cô hỏi chị về từ lúc nào thế mới về đến nhà hồi chiều vừa ngủ được một giấc thì lão thất gọi điện đánh thức làm phiền chị rồi chị diệu nói cái gì thế người một nhà cả xác nhận cô khỏe mạnh không có chuyện gì tề diệu liền quay về có gì cứ gọi chị nhé nam đình đồng ý nhớ lại câu người một nhà của tề diệu trái tim lạnh buốt từ trong mộng dần ấm lên điện thoại đổ chuông không cần nhìn màn hình cũng biết là thịnh viễn thời mất ngủ thấy nam đình đứng bất động ngoài cửa bèn cắp điện thoại của chủ nhân đến dường như nam đình không động chân nổi cô dựa cửa rồi trượt xuống nhận lấy điện thoại quả nhiên là thịnh viễn thời vô cùng lo lắng điện thoại vừa được kết nối anh liền vội vàng hỏi sao lại không bắt máy có ở nhà không tề diệu có sang thăm em không nam đình đưa tay lau mặt em ngủ quên trên sofa không nghe thấy chung điện thoại chị diệu gõ cửa mới tỉnh trải nghiệm ngủ quên trên sofa anh cũng từng có thịnh viễn thời không nghi ngờ nhưng nghe ra giọng cô hơi khác lạ anh hỏi khóc à chiều cùng ngày sau khi thu chương trình phát thanh anh phải bay luôn nguyên nhân đến từ một tổ bay khác đã hai ngày nay hai người không được gặp nhau nhưng anh nắm bắt tin tức nhanh nhạy mặc dù đang ở nơi khác về chuyện nam đình bị đình chỉ công tác anh vẫn biết rõ mồn một nói một cách chính xác khi nam đình nói ra câu sẽ giải quyết cho anh bay trước trong tiết mục phát thanh thình viễn thời đã đoán được ứng tử minh sẽ xử phạt cô như vậy coi như để khiển trách thật ra có thể lợi dụng chức quyền để giải quyết chuyện này từ lớn hóa nhỏ từ nhỏ hóa không dù sao cũng chỉ là một tiết mục truyền thanh Chẳng phải sai lầm cô gây ra trong thực tế công tác, mà đã là câu nói đùa vui, thì sao chứ? Có người coi là thật ư, nhưng thịnh viễn thời tin chắc, Nam Đình không mong anh làm như vậy. Nam Đình cười, trong mắt anh, em là người bị đình chỉ thì sẽ khóc nhẹ. Nghe cô nói vậy, thịnh viễn thời thoáng yên tâm, nhiều nhất là một tháng, rồi chuyện này sẽ qua thôi, em đừng suy nghĩ nhiều, coi như là thuyên chuyển tạm thời. Trước đây chủ nhiệm Lâm cũng từng hỏi mượn em từ chỗ chủ nhiệm ứng, hy vọng em có thể hỗ trợ ông ấy làm mấy hoạt động tuyên truyền nhưng em đang trong thời điểm mấu chốt để thi ra làm độc lập nên chủ nhiệm ứng mới không đồng ý hôm nay em đi cùng chủ nhiệm lâm đến một trường đại học tổ chức hoạt động nhìn thấy nhiều sinh viên có vẻ hào hứng tự nhiên lại cảm thấy làm cho thêm nhiều người hiểu về nghề kiểm soát viên không lưu hiểu về ngành hàng không dân dụng là một chuyện rất có ý nghĩa loại cảm giác này rất hiệu quả trong việc giúp nam đình giảm bớt nỗi hụt hẫng khi bị đình chỉ nhưng lại càng khiến cô nhận thức rõ ràng hơn lòng nhiệt huyết của mình với công việc kiểm soát không lưu vậy nên đối với lời phê bình và hình thức xử phạt ứng tử minh dành cho cô nam đình không có cảm xúc mâu thuẫn cô chỉ hy vọng mình có cơ hội sửa sai có thể quay trở về sảnh chỉ huy thình viễn thời không an ủi cô nhiều có lẽ là lo càng an ủi sẽ càng khiến cô khó chịu cũng có thể là tin tưởng cô rằng cô sẽ vượt qua được nỗi lo lắng khi bị đình chỉ hai người trò chuyện một lúc lâu nữa rồi mới thôi mà từ đầu đến cuối Nam Đình không hề nhắc đến những tin đồn kia. Nếu có thể làm anh không biết thì sẽ không kể cho anh biết, tránh đi được một hồi phong ba bão táp. Nam Đình ngồi lặng người trong phòng khách một lát, rồi chợt gọi điện cho Tang Chất, "Chi tiết lúc em với mẹ gặp tai nạn, em nhớ ra rồi." Ở bên kia thành phố, Tang Chất đang nằm trên giường bỗng bật dậy, em nói là, "Nam Đình cúi đầu, vừa mới xong, không hiểu sao em lại ngủ thiếp đi, không quá 40 phút, em nằm mơ thấy cảnh tai nạn." nước mắt bất giác lăn dài cô nghẹn ngào một giây trước mẹ còn bảo sẽ không rời bỏ em giây sau đó tai nạn xảy ra là mẹ nam gia thanh đã dùng thân mình bảo vệ cho con gái trong vụ tai nạn đó tài xế của nhà tư đồ tử vong ngay tại chỗ nam gia thanh thì vẫn kiên trì được đến khi tư đồ thắng kỹ tới đáng tiếc bà không thể nói được lời sau cùng với chồng trái tim đã ngừng đập sau hàng loạt nỗ lực cấp cứu cuối cùng bác sĩ vẫn tuyên bố tử vong nam đình lại chẳng hề hấn gì hệt như một kỳ tích Điều kỳ lạ duy nhất là, cô chỉ nhớ mình và mẹ gặp tai nạn, còn các chi tiết khác lại hoàn toàn không nhớ ra. Từ đồ thắng kỹ mất đi người vợ thân yêu, ông rất sợ con gái mình cũng gặp chuyện, nhưng sau một thời gian theo dõi, cô chỉ thiếu đi mất mấy tiếng ký ức đó, thậm chí có thể chỉ là mấy phút ký ức, còn lại đều không có gì bất thường. Từ hôm đó trở đi, không còn ai nhắc đến vụ tai nạn đó nữa. Cho tới 12 năm sau, dưới áp lực từ những lời đồn đại về bố mẹ mình, Nam Đình đã nhớ ra ngay trong giấc mơ. Tại em, tại em muốn về nhà, bà ngoại cố giữ mẹ con em lại, bảo là ở thêm một hôm nữa, em lại cứ đòi về với bố. Rõ ràng đã sắp về đến nhà rồi, Nam Đình không nói nổi nữa, giữa căn nhà đi thuê, cô bất lực hệt như một đứa trẻ, khóc không thành tiếng. Chương 42 Giọt mưa rơi giữa những đám mây cầu vòng hai. Rốt cuộc tang chất vẫn không yên lòng, anh cúp điện thoại rồi vội vàng qua bên này hai mắt Nam Đình vẫn còn đỏ, nhưng cảm xúc của cô thì đã ổn định lại. Tàn chất thấy quyển kinh chép tay kia trên bàn, còn cả một quyển giày cột khác ghi bằng chữ của Nam Đình, ấn đường anh thoáng nhíu lại, em chép đấy à. Nam Đình gật đầu, lúc không có việc gì, em lại chép hai trang. Đâu chỉ có hai trang, từ khi cô mang quyển sách kinh này từ thành phố A về, đến nay mới hơn một tháng, vậy mà cô đã chép gần xong cả quyển. Nhưng nếu như vậy có thể khiến cô bình tĩnh trở lại, Tàng chất cũng cảm thấy không có gì là không tốt cả. Năng lực tự chữa trị của cô không phải ở tầm mà người cùng trang lứa có thể sánh kịp. Tàng chất nói ra mục đích chủ yếu khi đến đây, đêm này thôi miên nghỉ ngơi một chút đi. Nhưng Nam Đình rõ ràng không muốn, em không buồn ngủ. Tàng chất nâng cổ tay nhìn đồng hồ, 11 giờ đêm, giờ này, nên nghỉ ngơi rồi. Sau đó như nhìn thấu tâm tư của cô, anh nói, ngủ say rồi hẳn là sẽ không nằm mơ đâu. Anh đã đến đây rồi, không để cô được thôi miên thành công thì chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nam Đình đành thỏa hiệp. Thế thì anh không cần ở lại đây với em cả đêm đâu, chờ em ngủ rồi anh về đi nhé. Được. Tàn chất vừa dứt lời liền lấy một cây nến từ trong túi ra. Anh vừa mua được ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu. Chờ Nam Đình lên giường rồi nằm xuống, Tàn chất tắt hết đèn trong phòng. Anh đứng giữa bóng tối, thắp ngọn nến lên. Nam Đình thấy anh được vây trong ánh nến ấm áp, cô khẽ cười thôi miên mà cũng làm ra được cảm giác lãng mạn em sắp phục anh rồi đấy tang chất cầm cây nến lại gần ngồi xuống ở một chỗ không gần không xa chờ em có thể đi vào giấc ngủ một cách tự nhiên rồi phục anh cũng không muộn nam đình lẩm bẩm lần trước thôi miên không phải thế này nhỉ tang chất không dè dặt thản nhiên nói lần trước áp lực trong lòng em không lớn thế này nam đình nhắm hai mắt lại tang chất lại nói nhìn vào ánh sáng của ngọn nến Nam Đình lại mở mắt nhìn, em không thả lỏng được. Tàn chất không sốt ruột, anh kiên nhẫn dẫn dắt cô, hôm đó về nhà, dì Út có nói gì không? Nam Đình biết anh đang tìm chuyện để nói, dì bảo dì không thích cũng không ghét thịnh viễn thời. Cô nhìn cái bóng bị ánh nến hắt lên tường của tan chất, nhưng em cảm giác dì chưa nói thật. Sao lại nghĩ thế? Dường như tan chất thật sự không hiểu, dù sao dì cũng mới chỉ gặp thịnh viễn thời có một lần, lại trong tình huống bất ngờ, có cảm giác như vậy cũng chẳng lạ. Có thể là tại em nghĩ nhiều. Cứ từ từ. Ừm. Ánh nến có chói mắt không? Vừa đủ. Nhìn thấy màu gì? Trắng với đỏ. Không đợi tan chất nói, đột nhiên cô hỏi, anh ở gần ánh lửa như thế, không nóng à? Tan chất ý thức được đêm nay sẽ không dễ để thôi miên cô, giấc mơ vừa rồi, còn nhớ rõ không? Nhớ, nhớ cực kỳ rõ nam đình có chút lạng tránh ánh nến bất giác chuyển tầm mắt hướng lên trần nhà lúc đấy mưa rất to chiếc xe tải đó lao từ con đường bên trái sang tốc độ rất nhanh mà xe của nhà tư đồ đi thẳng tuy bởi nam gia thanh đã nhắc nhở xe đi cũng không nhanh nhưng vì đèn xanh tài xế không giảm hẳn tốc độ cho đến khi phát hiện chiếc xe tải ở đoạn đường bên trái có dấu hiệu không phanh lại thì mới định đánh tay lái sang phải để tránh nguy hiểm nhưng không kịp nữa rồi chiếc xe tải kia lao đến hút văng xe của nhà tư đồ đi mấy chục mét, hoặc là mấy trăm mét gì đó. Nam Đình không biết. Bác sĩ cấp cứu cho Nam Gia Thanh nói, đưa đến quá muộn, nếu không còn có thể cứu được. Nhưng tài xế lái chiếc xe tải kia lại bỏ chạy sau khi gây tai nạn, không hề gọi điện báo cấp cứu. Có lẽ không chịu nổi sự phán xét của lương tâm, hoặc do tự biết rồi sẽ chẳng thoát được chế tài của pháp luật. Một tuần sau khi xảy ra vụ việc, gã tài xế đó ra đầu thú, tư đồ thắng kỷ mới biết, gã ta say rượu lái xe người nhà của kẻ gây chuyện đến tận cửa cầu xin tư đồ thắng kỹ, họ quỳ khóc, nói gã là trụ cột trong nhà, nói không có gã, già trẻ trong nhà sẽ không sống nổi, nói bắt họ làm trâu làm ngựa cũng được, nói nam gia thanh đã chết, cho dù gã tài xế đền mạng, bà cũng không sống lại được, họ còn không ngừng nói, xin lỗi. Có tác dụng gì chứ, mẹ cô không thể quay về được nữa. Năm ấy, tư đồ nam mới 12 tuổi không hề khóc, cô nuốt nước mắt, nghẹn ngào nói, vĩnh viễn không tha thứ có lẽ cũng từ ngày đó, tư đồ nam không chấp nhận và cũng không nói ra câu xin lỗi này. Cho đến tận một đêm sau 12 năm, tàn chất mới biết, năm chữ vĩnh viễn không tha thứ đó, là tư đồ nam nói với chính mình. Đó là chuyện ngoài ý muốn thôi. Giọng tàn chất như vọng đến từ một miền xa xôi, có chút mờ ảo, lại mang theo nguồn năng lượng khiến người ta vững lòng. Nam Đình nghe thấy anh thông thả nói, chú Tư Đồ nói với anh rồi, vốn dĩ thời tiết hôm đó rất tốt, mẹ em gọi điện trước với chú ấy, Nói là muốn đưa em về. Đúng là chú Tư Đồ muốn để hai mẹ con em ở lại bên đó thêm hai hôm nữa. Nhưng em cũng biết mà, thời điểm đấy bà ngoại em vẫn chưa chấp nhận chú ấy. Chú ấy không thể về cùng hai mẹ con em, mà mẹ em lại không muốn để chú ấy ở nhà một mình. Sự thật đúng là như vậy. Tư Đồ Thắng Kỷ lớn lên trong cô nhi viện. Nhà họ Nam không đồng ý cho Nam Gia Thanh và ông kết hôn. Nhưng trong tình yêu, Nam Đình được di truyền tính bướng bỉnh và kiên trì của mẹ. Nam Gia Thanh dứt khoát bỏ đi theo Tư Đồ Thắng Kỷ cùng ông gây dựng sự nghiệp cùng ông đi lên từ hai bàn tay trắng sau đó sinh cho ông một cô con gái đáng yêu sự xuất hiện của tư đồ nam đã làm dịu đi quan hệ giữa nam gia thanh với bố mẹ rốt cuộc bà cũng có thể về nhà mẹ đẻ chỉ riêng tư đồ thắng kỷ là vẫn không được chấp nhận để tránh cho vợ mình phải khó xử tư đồ thắng kỷ luôn lấy cớ bận việc bảo tài xế lái xe đưa hai mẹ con về nhà họ nam nam gia thanh đau lòng bởi sự nhún nhướng của chồng nên tuy rằng đưa tư đồ nam về nhà mẹ đẻ nhưng bà không ở lại lâu thường thường chỉ qua hai đêm là về sau này tư đồ nam dần lớn lên cô bắt đầu hỏi sao bố không về nhà bà ngoại ạ à? nam gia thanh và tư đồ thắng kỷ đều thống nhất nói tại vì bố bận mới đầu tư đồ nam tin vì bình thường đúng là tư đồ thắng kỷ luôn bận rộn rất ít khi ăn tối ở nhà trong mắt tư đồ nam bố lúc nào cũng phải họp cũng có việc phải giải quyết cho đến một lần cô nghe thấy bà ngoại nói với mẹ nếu không tại tư đồ thắng kỷ con cũng không đến nỗi mấy năm liền không về nhà. Thật ra người già hối hận, cảm thấy mấy năm trước không nhận con gái, đánh mất tình thân, nhưng Tư Đồ Nam mới 12 tuổi, sao có thể nghe ra ý thỏa hiệp trong lời nói của bà ngoại, mà chỉ nghe được đuôi chứ không nghe được đầu, cô không biết bà ngoại cô đã nói với mẹ cô, lần sau bảo cậu ta về cùng. Tới giờ Tư Đồ Nam mới hiểu, thì ra bố chưa bao giờ đến nhà bà ngoại, là vì bà ngoại không cho bố đến. Biết bà ngoại không thích bố cô, Tư Đồ Nam mới cương quyết đòi về nam gia thanh lại vì chuyện mẹ mình rốt cuộc cũng chịu chấp nhận chồng mình nên nóng lòng muốn báo tin vui này cho tư đồ thắng kỷ kết quả là ngay trên đường về lại gặp tai nạn có thể trách ai được đều là ý trời mà tư đồ thắng kỷ cũng không biết trước khi vợ mình qua đời mẹ vợ đã chịu chấp nhận mình rồi đương nhiên nếu có thể ngược thời gian lại một lần ông thà rằng để mẹ vợ mãi mãi không chấp nhận mình chỉ cần vợ mình còn sống mà thôi nhưng sống chết lại chẳng phải chuyện cho người ta lựa chọn Nam Đình dần hoảng hốt, cô cất giọng yếu ớt, em hy vọng bao nhiêu là em có thể đi thay mẹ, nếu thế, mẹ có thể ở lại cùng bố. Nếu cô còn không ngủ, dĩ nhiên tan chất không thể tiến hành tiếp được. Gió thoáng lạnh, đêm lặng ngắt, anh thổi tắt ngọn nến, bước nhanh ra khỏi phòng ngủ. Mất ngủ nằm rạp trên sofa, im lặng nhìn anh chầm chầm, như thể còn chẳng dám chớp mắt. Tan chất ngồi xuống cạnh nó, sờ đầu nó rồi thì thầm, có vài lần, tao cứ định kể cho Thịnh Viễn Thời nghe, cô ấy đã từng trải qua những chuyện gì. Nhưng cô ấy lại bảo tao, chuyện đã qua rồi, không muốn nói ra một cách trầm trọng như thế. Mất ngủ không hiểu, nó chỉ có thể im lặng ở bên cạnh. Đúng là tan chất vẫn còn lo lắng, anh nằm tạm trên sofa cả đêm, đến hơn 5 giờ sáng, xác nhận Nam Đình sẽ nhanh chóng tỉnh lại, anh mới rời đi. Sau đó trùng hợp là, Tây Diệu trước giờ không dậy sớm nổi, nhưng vì hôm trước đã ngủ quá nhiều nên hôm nay dậy sớm đang định ra ngoài mua đồ ăn sáng, thì lại chạm mặt tan chất. Tan chất không thể ngờ Tề Diệu lại là chị họ của Thịnh Viễn Thời, đương nhiên anh cũng sẽ không giải thích lý do mình xuất hiện ở chỗ Nam Đình cho một người chủ nhà, thế nên anh thản nhiên gật đầu xem như chào hỏi, rồi bắt thang rời đi. Tề Diệu đứng ngay ra đó một lát, rồi đóng cửa quay vào nhà. Cô nàng ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, giờ này, không phải là vừa mới đến rồi, thế thì, anh ta ở nhà Nam Đình cả một đêm. Phân tích như vậy, cô nàng có phần sốt ruột, gọi vào số của Thịnh Viễn Thời theo bản năng, nhưng dường như lại cảm thấy quá hấp tấp nên lại vội vàng ngắt máy. Sau đó, Tề Diệu cầm túi sách đi ra ngoài, nửa tiếng sau, cô nàng dựng Kiều Kính Tắc khỏi giường. Mỗi lần gặp phải chuyện không nghĩ thông hoặc không giải quyết được, ngoài Thịnh Viễn Thời, Kiều Kính Tắc luôn là sự lựa chọn đầu tiên của Tề Diệu, nhưng chính bản thân cô nàng cũng chưa bao giờ ý thức được điều này. Đang mơ mà ngủ, Kiều Kính Tắc thấy cô nàng đứng ngoài cửa thì ngoái đầu lại nhìn đồng hồ, rồi hiếp mắt nhìn cô nàng, làm gì đây, đi bắt giang cũng đâu cần sớm như thế. Nói xong còn định đóng cửa như thật, ở trong có người, không tiện, chị chờ ở ngoài đi. Tề Diệu còn lâu mới tin, đẩy anh ta ra rồi đi vào, người đâu, tôi thẩm định hộ cậu. Thẩm cái rắm ấy. Kiều Kính Tắc vào mái tóc rối bù xù, tưởng tôi giống chị à, vớ bừa cũng tóm được một em. Tề Diệu Phi cái gối ôm đến, tôi thì làm sao? Kiều Kính Tắc bị đập trúng, bè ngồi xuống sofa như ông lớn rồi than, đi công tác mấy hôm, nhớ tôi rồi chứ gì? Tôi nói cho chị biết, yêu thương nhớ nhung cũng vô dụng, nếu không giải thích rõ ràng với tôi gã đàn ông tối hôm đó là như thế nào, anh ta vung tay lên, thì tôi không cần chị nữa. Thằng tranh cậu thích chết hả? Tề Diệu vừa lao đến là đã hành hung luôn. Kiều Kính Tắc nhìn cô nàng một lúc, rồi mới xoay người đè cô nàng dưới thân ghì hai tay cô nàng lên đỉnh đầu không chịu thôi đi có phải không có tin bây giờ ông đây chiếm chị luôn không tề diệu định đưa chân đá anh ta nhưng kiều kính tắc chỉ dùng một chân đã kẹp cho cô nàng không động đậy nổi anh ta nghiến răng nghiến lợi nói còn lộn xộn nữa tôi sẽ dùng cơ thể nói cho chị biết ông đây là đàn ông nhận ra tư thế của hai người quá thân mật tề diệu không dám động đậy cậu dậy đi tôi có chuyện muốn nói với cậu ông đây không thích nói chuyện ông đây muốn làm. Kiều Kính Tắc vừa nói xong liền đưa tay về phía ao cô nàng. Tề Diệu bực bội, Kiều Kính Tắc, cậu chán sống rồi phải không? Nếu không muốn thịnh viễn thời đánh chết cậu, thì đứng dậy cho tôi. Kiều Kính Tắc véo một cái vào lưng cô nàng, tôi sợ cậu ta chắc. Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng anh ta không đùa nữa, sau đó không bất ngờ, liền bị Tề Diệu đấm cho mấy phát. Kiều Kính Tắc không giận, còn làm ra dáng vẻ gợi đòn kiểu có người massage cả người khoan khoái. Tề Diệu kể chuyện gặp tan chất, Kiều Kính tắt lại kể chuyện hôm gặp Nam Gia Dư, Nam Đình và tan chất đi ăn. Nhưng dù sao anh ta cũng là đàn ông, không tỏ ra kinh hãi như Tề Diệu, mà nói bằng vẻ trầm ổn hiếm thấy, kể cả anh ta ở chỗ Nam Đình suốt đêm cũng có vấn đề gì đâu, ngộ nhỡ người ta có việc thì sao? Chuyện gì mà phải qua đêm? Qua đêm đấy? Trai đơn gái chiếc, cậu nghĩ là bình thường à, Tề Diệu càng nghĩ càng thấy không đúng, tôi tin vào thái độ sống của Nam Đình, nhưng rõ ràng là Tây Tang trước kia có ý với con bé, cái gì gọi là không sợ kẻ cắp, chỉ sợ kẻ trộm nhớ thương. dù sao thì cũng phải đề phòng loại người lòng mang âm mưu như thế đúng không? thật ra Kiều Kính Tắc chẳng lo lắng, anh ta cho rằng có ý sung thì được ít gì, chẳng phải mấy năm rồi mà vẫn chưa thu phục được Nam Đình đấy ư? mấy năm? Tề Diệu bắt được trọng điểm, xem ra cậu biết rõ chuyện của Nam Đình với lão thất nhỉ? nói xong liền véo tay Kiều Kính Tắc, nào kể xem nào kiều kính tắt quai quái kêu đâu nam đình đi làm như thường ngày hôm nay đoàn ủy không có hoạt động tuyên truyền ở bên ngoài cô được ứng tử minh gọi đến phòng mô phỏng kiểm soát tiếp cận đó là một nơi hoàn toàn khác biệt so với sảnh chỉ huy ở tầng cao nhất của đài quan sát nơi đó không có một cánh cửa sổ nào đừng nói đến tầm nhìn chẳng thấy máy bay trong một không gian khép kín việc kiểm soát hoàn toàn thông qua sóng vô tuyến và radar ứng tử minh bật máy móc lên làm mẫu cho cô xem trạng thái làm việc của kiểm soát viên tiếp cận. T021, báo cáo hướng đi và độ cao. Hệ thống đáp lại, hướng đi 140, độ cao 3000m, T021. T021, để xác định, rẽ trái hướng 110. Hệ thống nhắc lại, rẽ trái hướng 110, T021. Sau đó, T021 đã xác định vị trí 20km về phía bắc thành phố A, giữ nguyên hướng đi hiện tại hệ thống đáp lại, giữ hướng đi hiện tại, T021. Ứng tử minh tiếp tục, GH723, chưa xác định được, vẫn chưa đến phạm vi quét của radar, khôi phục chế độ tự dẫn đường, bay thẳng về Bắc, vệt bay 200, khoảng cách 32 km. Trong khi đưa ra chỉ lệnh mô phỏng, ứng tử minh nói, khi máy bay trong phạm vi dưới 6.000 m ở không vực của sân bay, tức là trong giai đoạn đang lên hoặc đang hạ cánh, ở vùng chuyển tiếp này, máy bay phải hoàn thành việc chuyển từ không phận của đường bay sang không phận của sân bay, kiểm soát viên chỉ được nói chuyện với cơ trưởng trong vòng 10 phút. Nam Đình nghe đến đó mới nhận ra là ứng tử Minh đang dạy mình, cô lập tức rút sổ ra, bắt đầu ghi chép. Ứng tử Minh thấy cô cúi đầu ghi chép thì tạm dừng một lát rồi mới tiếp tục, thỉnh thoảng có nhắc đến một ít danh từ chuyên nghiệp và thuật ngữ, ví dụ như vệt bay, cảnh báo va chạm, hội tụ, bay song song, rồi còn làm như đang thi mà bảo Nam Đình, lặp lại bằng tiếng Anh, Nam Đình lập tức đáp lại, magnetic chắc vệt bay, ti rèn alert cảnh báo va chạm, nhưng thật ra đâu có bị kiểm tra. Một buổi sáng trôi qua rất nhanh, trước khi rời khỏi phòng mô phỏng, Nam Đình lấy dũng khí rồi nói, thầy, con làm thầy thất vọng rồi. Ứng tử Minh nhìn cô học trò trước mặt, ông thở dài, thầy sẽ không thất vọng vì con nói sai một câu hay làm sai một việc, giống như công việc của con, thầy chỉ có thể dạy con, chứ không thể thay con hoàn thành. Thầy chỉ hy vọng con hiểu được, trong công tác kiểm soát bảo đảm an toàn cho toàn bộ sinh mạng trên những chuyến bay vượt trên bất cứ thứ tình cảm cá nhân nào. Hai ngày nay Nam Đình cũng đã suy nghĩ rất nhiều, trước đây con từng nghĩ, công việc kiểm soát viên chỉ là một sự ký thác tại thời điểm mờ mịt bất lực nhất trong cuộc đời con, mà sở dĩ con có thể nghiêm túc với sự ký thác này là xuất phát từ việc sợ có sự cố bay, cho đến lúc bị Đình chỉ con mới phát hiện ra, không biết từ khi nào, sự ký thác và sợ hãi đó đã biến thành yêu quý và kính trọng, yêu quý công việc của kiểm soát viên, kính trọng sự đáng quý của mỗi một sinh mạng cô cúi đầu trước ứng tử minh thầy con xin lỗi vì hôm đó đã không tôn trọng công việc của kiểm soát viên mong thầy có thể cho con cơ hội sửa sai đương nhiên ứng tử minh muốn cho cô cơ hội nếu không ông đã chẳng đưa cô đến đây nhưng ông hy vọng học trò của mình có thể dũng cảm mà đối diện và chịu trách nhiệm với sai lầm của mình mà giờ phút này ông cũng vô cùng mừng mừng vì nam đình đã tự biết kiểm điểm tuy nhiên ông vẫn nói có được về lại đài quan sát hay không khi nào thì về còn phải xem chủ nhiệm lâm đánh giá quá trình làm việc của con thế nào đã Nam Đình lập tức cam đoan, còn nhất định sẽ thể hiện tốt. Ứng Tử Minh sụ mặt nói, thể hiện tốt quá, lão Lâm lại không chịu thả người, cũng phiền phức. Nam Đình liền nhoẻn miệng cười. Ứng Tử Minh nhìn đồng hồ rồi nhắc nhở, chuyến bay của Thịnh Viễn Thời sắp hạ cánh rồi, không tranh thủ thời gian đi ăn trưa à. Chương 43, giọt mưa rơi giữa đám mây cầu vòng ba. Chuyến bay của Thịnh Viễn Thời được lắp cầu ống lồng, anh bước qua cổng an ninh đi thẳng ra ga sân bay đang định tới đài quan sát thì trình tiêu gọi điện đến vốn tưởng là chuyện công việc kết quả là lại nói về nam đình thình viễn thời lẳng lặng nghe sắc mặt mỗi lúc một trầm xuống cuối cùng chỉ nói một câu biết rồi cuộc điện thoại kết thúc thình viễn thời đang định gọi cho nam đình hẹn cô cùng đi ăn trưa nhưng còn chưa kịp bấm nút gọi thì đã cảm giác đằng sau có người chạy nhanh về phía mình anh không kịp quay đầu lại đã bị người ta thân mật ôm lấy cánh tay là nam đình không còn nghi ngờ gì nữa cô mặc đồng phục, tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng sau đầu, gương mặt không trang điểm trông vô cùng xinh đẹp. Thịnh viễn thời có chút ngỡ ngàng, anh nhìn Nam Đình, lại nhìn bàn tay cô đặt trên cánh tay mình, ý cười nơi khóe môi lan tới tận đáy mắt, đãi ngộ này có vẻ cao nhỉ, biết anh bay không thoải mái nên tặng phần thưởng an ủi à. Nam Đình nháy mắt, sao lại không thoải mái? Thịnh viễn thời nhướng mày, muốn bay nhanh hơn một chút, nhưng trung tâm chỉ huy lại không đồng ý. Nam Đình khó hiểu, sao không bay ở tốc độ bình thường thôi vậy mà thịnh viễn thời lại đáp muốn nhanh chóng hạ cánh để còn đi gặp em cái tên này nam đình ông cánh tay anh mỉm môi cười thịnh viễn thời cực kỳ hưởng thụ sự dựa dẫm và xấu hổ của cô lúc này nhưng điều khiến anh khó hiểu là không phải là làm chuyện gì có lỗi với anh nên mới đến làm nũng đấy chứ từ khi hai người làm lành đến nay trừ lần anh tuyên bố chủ quyền trên kênh sóng và lúc anh chủ động đến đài quan sát tự xác lập danh phận thì cô hoàn toàn không hề tự giác tiếp cận anh. Thịnh viễn thời cũng đã từng nghĩ, không chừng một ngày nào đó hai người tình cờ gặp nhau ở ga sân bay, cô sẽ giả vờ như không biết anh có khi. Nam Đình Ngượng ngùng véo anh một cái rồi mới nói, em nghe được một ít tin đồn về chúng mình, đại ý là bảo em mặc giày theo đuổi anh, em nghĩ nếu mà mọi người đều đã biết rồi, không bằng nhân cơ hội cho tin đồn thành thật luôn. Trước đó, Thịnh viễn thời cũng không biết những tin đồn nhảm nhí đó, cho tới vừa rồi, Trình Tiêu mới nói qua điện thoại, không biết là ai thả rắm, bóc hết chuyện nhà Nam Đình bị phá sản với chuyện ngày trước cậu ấy theo đuổi anh ra, bây giờ cả cái cảng hàng không đều đang đồn, cậu ấy là công chúa nghèo dựa vào nhan sắc để leo lên quan to là anh. Nói đến đây, Trình Tiêu cười ở đầu dây bên kia, còn có người nói, cậu ấy dụ anh lên giường rồi đấy. Nghe Trình Tiêu thuật lại xong, Thịnh Viễn Thời có thể tưởng tượng được những tin đồn đó khó chịu đến mức nào, vậy mà Nam Đình lại chẳng nhắc đến một lời với anh. Thịnh Viễn Thời đang bực dọc, kết quả là cô có vẻ chẳng thấy ấm ức ngược lại còn đề nghị dùng cách cho tin đồn thành thật để hóa giải lời đồn như thế này có phải chứng minh là cô vẫn ổn không trong lòng thịnh viễn thời thầm thấy nhẹ nhõm vì nam đình đủ dũng cảm nhưng cũng xót xa cho cô anh cười cười rồi hỏi như này là chứng thực thế còn muốn như nào nữa nam đình nghiêng đầu nhìn anh mời thịnh tổng nói rõ nào thịnh viễn thời cuối người dán môi vào vành tay cô rồi nói chẳng phải trong lời đồn có nhắc đến vấn đề lên giường hay chưa đấy sao? Anh cảm thấy chứng thực cái đấy mới tương đối có tính thuyết phục. Nam Đình không ngờ anh cũng nghe ngóng được những chuyện đó, cô lập tức buông cánh tay anh ra như bị giật điện, cô đỏ mặt nói, em vẫn chưa nhận lời theo đuổi của anh đâu đấy, nói chuyện này, quá sớm. Thông qua quan sát, anh đoán là trong lòng em đã nhận lời rồi. Thịnh viễn thời tóm tay cô, kéo cô vào lòng mình rồi nghênh ngang ôm ghi lấy cô, không phải đục đè, anh thích sự dũng cảm của em. Trước đó, trong Thâm Tâm Nam Đình cũng không mong nhiều người biết về mối quan hệ của họ, chẳng phải do vấn đề xứng hay không xứng, mà là trưởng thành rồi, rõ ràng chỉ có tình yêu thôi là không đủ, hai người muốn ở bên nhau dài lâu cần đối mặt với rất nhiều thứ. Cô cũng không khỏi nghĩ ngợi, cứ cho là Thịnh Viễn Thời thích cô, cũng không có nghĩa là gia đình anh sẽ chấp nhận cô, nói cho cùng, gia cảnh cô trong mắt người ngoài vô cùng tàn tạ, thậm chí là chính bản thân Nam Đình cũng không biết nên nói thế nào với Thịnh Viễn Thời. Không muốn giấu giếm, lại càng không muốn nói dối chỉ là không biết phải mở miệng thế nào nhưng giờ phút này trước sự biểu lộ tình cảm của thịnh viễn thời nam đình cũng tạm thời đặt những mối bận tâm đó xuống chỉ muốn ôm người đàn ông mình yêu sáu năm cho anh biết đối với việc yêu anh cô còn có thể dũng cảm hơn trước vì thế nam đình giang tay ôm chặt lấy anh thịnh viễn thời thở phào một hơi đầy mỹ mãn lại có chút tiếc nuối mà nói muốn bảo em trốn làm ghê Nam Đình không ngẩng đầu cũng có thể cảm giác được những người đi ngang qua đều ngoái đầu lại nhìn. Nhưng nhà ga sân bay chính là có cái hay như vậy. Quá nhiều người dùng cái ôm để biểu đạt nỗi buồn chia ly hay niềm vui hội ngộ. Thế nên, đừng nói là ôm, ngay cả hôn, cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng thân là nhân viên ở chốn này, khả năng gặp được người quen quá cao. Nam Đình vùi mặt vào cổ thịnh viễn thời, thấp giọng nói lãng sang chuyện khác, người ta đói rồi. Thật ra anh cũng đói. Thịnh viễn thời buông cô ra, lại bổ sung một câu đầy mờ ám, không chỉ mỗi dạ dày. Nam Đình hiểu ra ngay, đỏ mặt xoay người bỏ đi, lại nghe thấy người đàn ông ở phía sau nói bằng giọng mang ý cười, quay lại đi, đằng đấy không có nhà hàng. Vì buổi chiều hai người đều có việc, nên đành giải quyết bữa trưa ở một nhà hàng trên tầng 2 của ga sân bay. Trong lúc chờ đồ ăn được mang lên, Thịnh Viễn thời nhìn cô và nói, nếu Trình Tiêu không nói với anh, anh vẫn không biết hai hôm nay em bị dính phải mấy lời đồn thổi này. Nam Đình cũng không xác định Trình Tiêu đã nghe được bao nhiêu, nhưng bằng phản ứng của thịnh viễn thời cô đoán là họ vẫn chưa nghe được nhiều bằng mình cũng không phải đều là tin đồn nhảm ít ra thì chuyện nhà em phá sản chuyện em thay tên đổi họ chuyện em theo đuổi anh đều là sự thật chẳng qua là có những người không ăn được nho lại nói nho chua thêm mắm dặm muối chút thôi nam đình nhìn vẻ mặt cứng ngắc của thịnh viễn thời thì cười hì hì nói cho cùng là họ ghen ghét em xem như là chiến tranh giữa phụ nữ đi trước thì bị đình chỉ công tác sau lại bị vướng vào những tin đồn vớ vẩn đổi thành người khác e là đã tìm bạn trai khóc lóc kể lể rồi vậy mà cô vẫn còn tâm trạng nói đùa với anh cái gì mà chứng thực lời đồn chứ ngoài việc dùng hành động nói cho anh biết cô có thể tiếp nhận được càng là để trấn an anh sợ anh nổi giận nhưng lần hiểu chuyện này của cô thịnh viễn thời không cho phép bây giờ anh vẫn chưa xác định được chuyện này có liên quan đến lâm như ngọc hay không anh sẽ điều tra nếu chứng minh được là không liên quan đến cô ta vụ đình chỉ công tác anh sẽ không truy cứu nữa còn không, anh rót cho Nam Đình một cốc nước, em cũng đừng quản nữa. Thật ra Nam Đình không để ý đến việc những tin đồn nửa thật nửa giả đó có phải từ miệng Lâm Như Ngọc mà ra hay không, bởi vì bất kể là ai, với cô mà nói thì cũng đều như nhau, các anh ở đài quan sát nói với em, nếu để họ biết là ai hãm hại em, nhất định sẽ đi xả giận thay em. Thế nên anh xem, người quen em đều tin những chuyện đấy đều chỉ là tin đồn. Còn về những người không quen em, hiểu lầm em, em biết họ là ai đâu cho nên em thấy cách đáp lại tốt nhất là không để ý đến hiển nhiên thịnh viễn thời không ủng hộ anh dạy cô bằng vẻ không vui lương thiện không sai nhưng lương thiện thì cũng phải có độ sắc nhọn trên đời này luôn luôn có những kẻ dùng sự lương thiện của người khác để làm vũ khí tấn công họ em không cho người ta biết mặt người ta mãi mãi không biết đâu là điểm dừng nam đình tư tưởng tinh thần nhân cách cá tính cũng giống như xương thịt da tóc nhận từ bố mẹ đều không thể dễ dàng để người ta phá hoại được anh nói có lý như vậy nam đình làm sao tranh luận lại nổi cô cười đáp được rồi anh nói sao thì là vậy được chưa hả thịnh tổng thịnh viễn thời nói như có chút giận dỗi anh không thích em nén giận như thế câu này lọt vào tai nam đình thoáng đượm chút ngọt ngào cô hỏi bằng giọng thăm dò thế anh thích em như thế nào đúng lúc người phục vụ mang đồ ăn ra nam đình tỏ ra tiếc nuối như thể bị gián đoạn như vậy rồi là thịnh viễn thời sẽ không trả lời nữa vậy kết quả là chờ người phục vụ đi rồi vì thịnh tổng kia vừa gấp đồ ăn cho cô vừa nói anh thích em làm loạn thích em tùy hứng với cả thích em yêu anh nam đình hơi đỏ mặt cô nói em cũng thích anh biết nói lời ngon tiếng ngọt thế này thịnh viễn thời cưng chiều xoa đầu cô bữa cơm này không cần ăn cũng no rồi phải không lúc này một cô gái mặc bộ đồng phục tiếp viên hàng không đi tới chào hỏi thịnh tổng hiển nhiên là tiếp viên hàng không của nam trình có lẽ đã từng phục vụ trên cùng chuyến bay với thịnh viễn thời nét cười vẫn còn nơi khóe mắt anh khẽ gật đầu hỏi bằng giọng điềm tĩnh vừa hạ cánh nhà vâng sau đó cô ấy cười và gật đầu với nam đình rồi mới lại nói với thịnh viễn thời không quấy rầy thịnh tổng ăn cơm với bạn gái nữa tôi đi trước đây tạm biệt thịnh tổng chờ cô tiếp viên hàng không kia đi xa nam đình thở dài giờ thì tin đồn thành thật rồi giọng điệu u buồn như thể ban nãy hai người ôm nhau trước bàn dân thiên hạ mà chẳng ai nhìn thấy vậy. Thịnh viễn thời ngước mắt nhìn cô, rồi nói như vừa nhận ra, cũng may vừa nãy ôm em ở chỗ quầy đăng ký của Nam Trình, bằng không em đổi ý, anh lại chẳng tóm được em. Nam Đình nghe thế bèn thò người xuống dưới xem, ba nãy cô không chú ý, lúc này, đám nhân viên quầy của Nam Trình đều ngửa đầu nhìn về phía họ, thấy cô nhòm xuống, họ lập tức xoay người đi, giả vờ như đang làm việc. Được rồi, rõ ràng là cô đề nghị chứng thực tin đồn kết quả là lại bị trúng chiêu của thịnh tổng cô cho anh điểm tối đa bầu không khí suốt bữa trưa rất tốt dẫn đến việc cả buổi chiều nam đình đều mang tâm trạng vô cùng hưng phấn đến cả ứng tử minh cũng cảm nhận được lúc tan tầm ông nói như tự cảm khái yêu đương đúng là chuyện tốt nhỉ khi ấy nam đình mới ý thức được rằng mình để lộ cảm xúc quá rõ ràng vì trung tâm chỉ huy có việc thịnh viễn thời phải về muộn lúc anh vội vàng xuống lầu đang chuẩn bị lái xe sang đài quan sát đón Nam Đình, thì đã nhìn thấy cô gái của anh rồi. Cô yên lặng ngồi ở khu nghỉ ngơi tại sảnh lớn tầng 1, cúi đầu dở sổ ghi chép, toàn thân được bao phủ trong ánh mặt trời xuyên qua lớp kính pha lê. Khoảnh khắc này, bất chợt sưởi ấm cả trái tim anh. Thịnh viễn thời nhẹ chân bước đến, cúi người hỏi, xem cái gì mà mê mẩn thế. Nam Đình ngước mắt cười, anh xong việc rồi à. Thịnh viễn thời đón lấy quyển sổ ghi chép của cô, lật dở, phòng kiểm soát tiếp cận nam đình đáp một cách hào hứng cả ngày hôm nay đều ở phòng mô phỏng kiểm soát tiếp cận thầy đưa em đi thịnh viễn thời treo chọc xem ra là trong họa có phút đây rồi dắt tay cô đi ra ngoài bữa tối vẫn là thế giới hai người không cần thịnh viễn thời tự mình xuống bếp cũng không có mất ngủ ngồi bên cạnh như hổ rình mồi họ chọn một nhà hàng yên tĩnh vừa ăn vừa trò chuyện thịnh viễn thời nghe nam đình kể về hồi còn đi học ở học viện hàng không cũng có lúc hỏi một câu bằng giọng chứa đôi phần ghen tuông, ở trường có người theo đuổi em không? Nam Đình nói luôn với anh, tỏ tình thì không, còn có yêu thầm hay không thì em không biết. Lúc đấy, em chỉ chuyên tâm học, cô nghiêng đầu nhìn anh. Với cả nhớ anh nữa. Giờ phút này, cô cười quá đổi vô tư, ánh mắt trong veo như trẻ nhỏ. Thịnh Viễn thời không nhịn được bèn cúi đầu hôn cô. Trên đỉnh đầu phủ ánh đèn ấm áp, Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng có người đi đường lướt ngang qua, cùng với tiếng nhạc du dương trong nhà hàng, tất cả đã làm nền cho khoảnh khắc ấy. Hơn 9 giờ, Thịnh Viễn Thời đưa Nam Đình về nhà. Tề Diệu nghe thấy tiếng động liền lao ra, làm Thịnh Viễn Thời rõ ràng cảm nhận được sự nóng vội của cô nàng, có việc gì à? Tề Diệu nghẹn họng, nhớ đến lời dặn của Kiều Kính Tắc, cô nàng nhịn, không có, nghe thấy mày đến nên ra xem thôi. Thịnh Viễn Thời liếc cô nàng, tôi vừa mới từ thang máy ra còn chưa kịp nói câu nào tề diệu trừng mắt lườm anh một cái nói một câu đầy ẩn ý chị không tin giờ này rồi còn có người đàn ông khác đưa nam đình về thịnh viễn thời nhướng mày đương nhiên tề diệu tin mắt thấy anh xách theo hai túi bánh ngọt có phần của chị không không có đều là cho bạn gái tôi thịnh viễn thời nói rồi liền đưa cho nam đình nam đình đánh vào tay anh một cái rồi đưa một túi cho tề diệu anh ấy bảo là không thể để hai cô gái đánh nhau vì một cái bánh ngọt được, thế nên cho chị một túi. Tề Diệu nhận lấy, coi như hai đứa có lương tâm, còn biết trải ít cơm chó cho chị đỡ đói. Yên tâm, có kiều kính tắc, bà không chết đói được đâu. Thấy Tề Diệu định đánh người, anh chật một tiếng như để cảnh cáo, đừng có không vừa tay một cái là động tay chân, không có chuyện gì thì tôi đi đây. Sau đó quay sang nói với Nam Đình, anh không vào đâu, tránh có phản ứng. Hiểu được là anh chỉ mất ngủ, Nam Đình liền gật đầu. Thịnh Viễn thời sắp vào thang máy thì lại đi ra rồi nói, "Mai nếu mà không đi đâu thì giữa trưa sang phòng nghỉ của Nam Trình nhé, trung tâm ẩm thực có buổi thử đồ ăn, đến nếm thử xem." Chờ anh đi rồi, Nam Đình thấy Tề Diệu còn đứng ở cửa, cô vừa mở khóa vừa hỏi, "Sang đây ngồi một lúc không chị Diệu?" Đáp án của Tề Diệu đương nhiên là muốn. Sau khi vào nhà, Nam Đình đun nước pha hai tách trà nhài, lúc bưng ra thì Tề Diệu đang bóc hộp bánh ngọt thế nên hai người liền cùng ngồi xuống sofa uống trà ăn bánh luôn. Tề Diệu hẳn còn canh cánh trong lòng chuyện gặp tan chết ban sáng, nhưng nghĩ đến lời Kiều Kính tắc dặn mình không được nói năng bừa bãi, cô nàng ăn mà chẳng biết mùi vị gì, bèn dùng dĩa đút cho mất ngủ ăn. Nam Đình gọi mất ngủ sang chỗ mình, không cho nó ăn bánh kem, béo quá không tốt cho tim. Tề Diệu thật sự không nhịn được, cô nàng buông dĩa rồi hỏi, trong người em có chỗ nào không thoải mái à? Trong người em, không thoải mái á. Nam Đình ngẩn ra, điều đầu tiên nghĩ đến là chứng không ngủ của mình bị phát hiện rồi. Nhưng nghĩ kỹ lại cảm thấy không thể nào, cô liền phủ nhận, không có, em khỏe mà. Tề Diệu lại cảm nhận được sự chần chừ trong dây lát đó của cô, cô nàng kết luận, chắc chắn sức khỏe em có vấn đề. Nam Đình, nếu em không nói thật, nhất định chị sẽ nói với lão thất. Cô nàng quá chắc chắn, nhất là còn nhắc đến Thịnh Viễn Thời, trong lòng Nam Đình có chút hoảng sợ, nhưng cô vẫn thử thuyết phục Tề Diệu em thật sự không sao mà, kể cả chị có nói với anh Bảy, thì em vẫn giải thích như thế thôi. Tề Diệu liền móc điện thoại ra, chắc là lão thất vẫn chưa đi xa. Nam Đình đè tay cô nàng lại, em thật sự thật sự không sao mà. Tề Diệu buộc miệng thốt lên, thế tại sao tan chất lại ở nhà em cả đêm? Chương 44, giọt mưa rơi giữa đám mây cầu vòng 4. Tan chất không nói, đương nhiên Nam Đình không biết sáng sớm nay anh đã gặp Tề Diệu. Thế nên, khi tề diệu đặt ra nghi vấn chính xác mà nói đó không phải là câu hỏi mà là câu khẳng định đánh thẳng vào điểm yếu khiến nam đình trở tay không kịp cô cũng loáng thoáng hiểu được vừa rồi tề diệu gặp thịnh viễn thời cứ ấp úng định nói lại thôi là vì điều gì nếu thịnh viễn thời biết tan chất ở nhà cô cả đêm tất nhiên anh sẽ không vui dù sao thì chuyện đó với chuyện ăn chung một bữa cơm trực chung một ca là hoàn toàn khác biệt đổi lại là người phụ nữ khác ở cùng một chỗ với anh cả đêm trong lòng nam đình cũng sẽ không thoải mái mặc dù sẽ không vì thế mà chia tay nhưng cũng không thể tránh được một trận cãi vã mà tề diệu là chị họ của thịnh viễn thời không thể nào nhìn thấy nhưng coi như không thấy được cô nàng hỏi như vậy là hỏi thay thịnh viễn thời đương nhiên nam đình sẽ cho tề diệu một lời giải thích nhưng cô không thể nói dối một khi lời nói dối bị vạch trần sẽ càng khiến hiểu lầm lớn hơn đến lúc đó có giải thích thế nào cũng không rõ ràng được Nam Đình đành phải thừa nhận, đúng là sức khỏe em có vấn đề. Tề Diệu buông điện thoại xuống, nhìn cô chầm chầm, chỉ nhớ em đã từng nói, anh ta là nhà tâm lý, là chủ nhiệm khoa thần kinh, thế thì, em. Chỗ nào có vấn đề đây? Nam Đình sợ Tề Diệu liên tưởng đến bệnh trầm cảm, cô vội nói, chắc là tại vấn đề về tinh thần làm cho, tạm dừng một giây, cuối cùng cô vẫn giữ lại, đổi không ngủ nói thành, em bị mất ngủ. Mất ngủ á, đối với Tề Diệu, đây không hẳn là bệnh tật gì cả chỉ thế thôi chỉ thế thôi nhưng vì nó kéo dài em sợ gây ảnh hưởng đến sức khỏe với công việc nên đang được anh ấy điều trị bằng biện pháp thôi miên biện pháp thôi miên tây diệu cảm thấy vô cùng mới lạ thế nên tối qua là anh ta thôi miên cho em anh ta không nhân cơ hội làm gì em đấy chứ lão tang không phải người như thế giữa bọn em tuyệt đối không có quan hệ vượt mức bạn bè chị diệu đừng nghĩ linh tinh Nam Đình kể ngắn gọn chuyện bị đình chỉ, cô lấy chuyện tình trạng mất ngủ của mình tăng lên đổ tại áp lực tâm lý, lão Tang muốn thông qua việc tăng chất lượng giấc ngủ của em để giảm bớt áp lực trong lòng. Đó là một lời giải thích vô cùng hợp lý, Tề Diệu dễ dàng bị thuyết phục. Cô nàng trước thì mắng lãnh đạo của Nam Đình một trận, cho rằng đình chỉ là cách xử phạt quá nghiêm trọng, sau lại chửi Lâm Như Ngọc như tát nước vào mặt, còn chửi lây sang cả kiều kính tắc, cái loại không có nguyên tắc, không biết giới hạn như thế, mắt mù hay sao mà còn tuyển lúc tuyển chẳng nhẽ chỉ nhìn mỗi cái mặt à mà hoàn toàn quên mất tuy đài phát thanh là của nhà họ kiều nhưng kiều kính tắc không làm chủ cuối cùng cô nàng nói em không muốn lão thất lo lắng chỉ có thể hiểu nhưng bằng quan hệ của hai đứa em có gì không thoải mái bất kể là cơ thể hay tinh thần đều phải cho nó biết nếu mà vì chuyện đó gây hiểu lầm thì mất nhiều hơn được đấy lý lẽ này nam đình hiểu ngay vừa rồi khi cô biết tan chất ở nhà mình một đêm còn bị Tề Diệu bắt gặp anh đi từ nhà mình ra. Nam Đình bỗng nghĩ, sau này tiếp nhận trị liệu, e là không lừa được thịnh viễn thời. Giống như tối hôm nay, một khi anh không có nhiệm vụ bay, hoặc là cô không phải trực ca đêm, đi hẹn hò là chuyện đương nhiên. Tang chất còn nói, trị liệu phải làm trong một thời gian liên tục, cần tần suất cố định, nói như vậy, muốn giấu giếm tróc lọt trước mặt thịnh viễn thời, gần như là không có khả năng. Che che giấu giấu rồi bị anh phát hiện sinh ra hiểu lầm, chẳng thà thẳng thắng từ trước còn hơn. Có điều, anh có thể chấp nhận được sự thật cô là một người không ngủ không? Nếu anh gặn hỏi là nguyên nhân gì gây ra chứng không ngủ, phải trả lời thế nào? Đây mới là điều khiến Nam Đình khó nghĩ nhất. Không ngủ đối với Nam Đình mà nói, cũng chẳng quá đáng sợ, nhưng nếu hậu quả của việc thẳng thắn là phải kể biến cố kia ra, Nam Đình lại không muốn. Hôm ấy, trong phòng nghỉ của Nam Trình, Thịnh Viễn Thời nói đã lấy được hồ sơ của cô từ đài quan sát, Nam Đình biết anh bị một thông tin chỉ sai rồi, nhưng anh không hỏi gì nam đình hiểu đó là xuất phát từ sự đau lòng dành cho mình mà cô vì lãng tránh biến cố đó nên mới không giải thích giờ phút này đối mặt với lời khuyên nhủ của tề diệu nam đình vẫn không hạ được quyết tâm vì thế cô bảo chị diệu để em tự nói với anh bảy được chứ tề diệu đâu nghĩ được đến chứng không ngủ hay biến cố nào chứ chỉ nghe kiều kính tắc nói nam đình và thịnh viễn thời từng biết nhau năm năm trước mà nhà cô lại bị phá sản hiện tại ngoài gì ra thì không còn người thân nào nữa tề diệu càng thấy thương cô hơn em với lão thất đi được đến ngày hôm nay chẳng dễ dàng gì năm năm nam đình không phải chị diệu nói quá đâu nhưng từng ấy thời gian đủ để yêu đương kết hôn ly hôn rồi lại kết hôn rồi đấy cô nàng nắm tay nam đình nhưng mấy năm nay bên cạnh nó chẳng có cô gái nào cả nếu nói nó không thương em đánh chết chị cũng không tin chỉ tại nó cứng miệng không dễ dàng nói ra lời yêu thôi Em quen biết nó lâu như thế, chắc là hiểu nó mà. Đây là chị gái đang nói đỡ cho em trai đây mà. Nam Đình cũng nghe ra được, Tề Diệu biết về quá khứ của cô và Thịnh Viễn thời hồi đấy em quá tệ, quá tùy hứng, anh bảy có thể không tính đến chuyện cũ mà tha thứ cho em, bọn em còn được ở bên nhau, với em mà nói, hệt như kỳ tích vậy. Thỉnh thoảng em lại thấy sợ, sợ vừa tỉnh lại thì đã chẳng còn gì. Sự tha thứ của anh ấy, tình yêu của anh ấy đều là do tự em nghĩ ra là ảo giác của em tề diệu véo má cô đừng có vờ vịt nó có ôm em có hôn em không cảm giác chân thực như thế ảo tưởng mà ra được nam đình nghe thấy thế liền mỉm cười lại hơi xấu hổ chị diệu tề diệu nhún vai rồi nói như người từng trải tuy chị diệu chưa yêu đương bao giờ không có kinh nghiệm để chia sẻ cho em nhưng cảnh trai gái yêu đương tan hợp hợp tan thì chị thấy nhiều rồi có thể quay về như bọn em không nhiều đâu đại đa số tan rồi là tan luôn tề diệu bằng tuổi thịnh viễn thời thật ra đã đến độ tuổi thích hợp để kết hôn nhưng cô nàng không chỉ độc thân mà còn chưa từng yêu đương ư nam đình có chút tò mò chị với anh kính tắc tề diệu ngắt lời cô ngay lập tức bọn chị là chị em chị em mà thôi em cũng đừng nghĩ linh tinh nhưng nam đình không mù em thấy anh kính tắc thích chị lắm tề diệu có chết cũng không thừa nhận lão thất cũng thích chị nam đình chẳng biết phải làm sao không phải là kiểu thích giữa anh chị em họ hàng nhưng chị với cậu ta như chị em họ hàng nhìn ra được nam đình đang đoán mình không thích tình chị em tề diệu thẳng thắn nói không phải là chị không thích kiều kính tắc mà là chị không thích yêu đương không thích yêu đương còn có kiểu như vậy ư ừ, nam đình ngạc nhiên không phải chị mang chủ nghĩa độc thân giống gì em đấy chứ chủ nghĩa độc thân dường như tề diệu cũng không chắc cô nàng bối rối mãi một lúc nói thật với em nhé rõ ràng trong nhà chỉ có hai người họ nhưng cô nàng lại ghé vào tai nam đình mà nói như thể sợ bị người khác nghe thấy chị bị chứng sợ đàn ông sợ đàn ông sợ đàn ông theo ý nghĩa trên mặt chữ ư vì bất ngờ nên nam đình bất giác cao giọng nhưng em thấy chị ở cạnh anh kính tắc với anh bảy vẫn bình thường mà tề dịu đét cô một cái em nhỏ giọng chút đi nam đình nhìn người thứ ba trong nhà mất ngủ rồi phối hợp nhỏ giọng nói nó nghe không hiểu Tề Diệu liếc mất ngủ đang nghiêng đầu nhìn mình và Nam Đình, không nhịn được liền bật cười. Cô nàng kiên nhẫn giải thích với Nam Đình, chứng sợ đàn ông này của chị, chủ yếu biểu hiện ở. Vì thế, cùng lúc Tề Diệu phát hiện ra Nam Đình mất ngủ, thì Nam Đình cũng phát hiện ra một bí mật nhỏ của Tề Diệu mà ngay cả thịnh viễn thời cũng không biết. Đối với hội chứng sợ đàn ông kỳ lạ này, điều đầu tiên Nam Đình nghĩ đến là, em hỏi lão tang hộ chị nhé, xem bệnh tâm lý này chữa thế nào. Tề Diệu hiếp mắt ngẫm nghĩ thế thì em đừng bảo với anh ta là chị nam đình cười được nhưng nói rồi đấy nhé chuyện em mất ngủ để tự em nói với anh bảy chắc em cũng chẳng dám làm cái gì với tay họ tan kia sau lưng lão thất đâu nhưng mà như thế này giống như là chị đang tạo cơ hội cho em với tên kia ở chung một chỗ thế nhỉ hay thôi em đừng hỏi chị như thế này cũng vẫn ổn mà bị nam đình khẽ đẩy một cái cô nàng nhoảng miệng cười được rồi được rồi chị nói đùa thôi tôn trọng em đấy tin vào lý do mất ngủ của Nam Đình, lúc gần về, cô nàng còn không quên đề nghị, uống ít rượu vang đi, dễ vào giấc hơn đấy. Rượu vang? Nam Đình cũng hơi muốn biết, sau khi say liệu mình có ngủ hay không? Cô quyết định hôm nào đó mua một chai rượu vang xem sao? Về đêm, Nam Đình nhắn uy chát hỏi tan chất, anh đã từng nghe thấy chứng sợ đàn ông chưa? Tan chất hồi âm, còn có cả chứng sợ phụ nữ nữa, là một hình thức đặc biệt của chứng sợ giao tiếp. Hình thức đặc biệt chứng sợ giao tiếp á nam đình nhấm nháp hàm nghĩa của mấy chữ này em có thể hiểu là vừa thấy đàn ông một cái là xấu hổ luôn không tang chức trực tiếp gọi điện tới anh nói anh phát hiện ra dạo gần đây em có hơi nhiều câu hỏi đấy lại còn tương đối lạ nữa ví dụ như dị ứng lông chó ví dụ như chứng sợ đàn ông nam đình cười em cũng không ngờ là xã hội hiện đại lại có nhiều bệnh như thế y học phát triển càng cao bệnh tật kéo đến càng nhiều Tang chất trả lời câu hỏi của cô, việc đỏ mặt xấu hổ như em nói, là biểu hiện khá dễ thấy, thuộc về tầng nổi của tâm lý, còn có tầng chìm nữa. Chứng sợ giao tiếp này không phân biệt già trẻ, nhìn thì như là một hội chứng tâm lý, nhưng sẽ ảnh hưởng đến chức năng sinh lý. Biết ngay là đáp án ở chỗ anh, còn chuẩn xác hơn Baidu gấp trăm lần. Nam Đình lẩm bẩm, xem ra cũng khá nghiêm trọng đấy. Cũng chưa hẳn, còn phải xem biểu hiện của người bệnh như thế nào, có thể chỉ cần khơi thông tâm lý là được đột nhiên tang chất nghĩ đến điều gì đó anh bất ngờ hỏi không phải là chủ nhà của em đấy chứ con người này quá thần thông rồi cô còn chưa hỏi gì cơ mà nghĩ đến việc đã nhận lời giữ bí mật cho tề diệu nam đình vội vàng phủ nhận không phải chị ấy nếu em hỏi anh về chứng sợ phụ nữ anh chẳng có mục tiêu nào dù sao thì đài quan sát chủ yếu là đàn ông còn chứng sợ đàn ông thì tang chất cười bạn nữ bên cạnh em không nhiều cho lắm, ý là em thừa nhận đi, không phải chị ấy thật mà là Nam Đình thật sự không giỏi nói dối, cô thuận miệng nói là một cô bạn ở công ty hàng không, mà bạn ở công ty hàng không của cô hình như chỉ có Trình Tiêu. Nam Đình thầm nói lời xin lỗi với Trình Tiêu. Tang Chất cười như thể biết thừa rồi, anh không gặn hỏi nữa, chỉ nói nếu cần bảo cô ấy đến gặp anh. Nam Đình bất giác hỏi chẳng phải anh không nhận điều trị tâm lý riêng cho người ta ư? Đáp án trong lòng tan chất là, tại có quan hệ với em thôi. Nhưng lời nói ra miệng lại là, nếu là ca bệnh đặc biệt, có thể xem xét. Nam Đình không nghi ngờ, rồi lại xác nhận với anh, hôm qua anh ở nhà em cả đêm mà. Tan chất không phủ nhận, hôm qua tâm trạng em không ổn định, anh hơi lo. Lúc sáng đi về gặp chị Diệu, ý em là chủ nhà của em à? Đúng. Làm sao? Chị ấy là Nam Đình Tạm Dừng, chị họ của Thịnh Viễn Thời. Chị họ của Thịnh Viễn Thời. Nhà Nam Đình đang thuê. Nghĩ đến việc mình tìm nhà giúp cô, tàn chất chợt có cảm giác thất bại như đưa dê vào miệng cọp. Anh nghẹn họng mãi một lúc, sau mới hỏi, Thịnh Viễn Thời hiểu lầm à cần anh đi giải thích không? Không cần, em định tìm cơ hội nói cho anh ấy biết, bệnh của em. Chuyện không ngủ được ư? Ừ. Tàn chất trầm mặt có vấn đề gì không tang chức đứng trước khung cửa sổ sát đất nhìn vào những ánh đèn chiếu tỏa khắp thành phố giấu cậu ta em sẽ có áp lực tâm lý nhất định nói cho cậu ta biết phản ứng của cậu ta sẽ tạo thành gánh nặng tâm lý mới trong em anh không dám chắc trong hai lựa chọn này cái nào là tốt nhất với em điều nam đình lo lắng thật ra chẳng phải là bản thân mình nỗi băn khoăn vốn có của cô ngoài việc không muốn nhắc đến biến cố năm ấy ra còn là tâm lý và cảm xúc của thịnh viễn thời sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực. Theo như Nam Đình nghĩ, tâm lý của cơ trưởng sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của ngành hàng không dân dụng, mà hiện tại, thân là bác sĩ chủ trị của cô, tàn chất có vẻ cũng không mong cô tiết lộ tình trạng bệnh cho người khác, cô lại có phần do dự. Tuy cuối cùng tàn chất có nói, anh tôn trọng quyết định của em. Nhưng Nam Đình vẫn quay về điểm xuất phát. Sáng hôm sau, Nam Đình theo ứng tử minh vào phòng kiểm soát tiếp cận lần này là phòng kiểm soát thật, chứ không phải phòng mô phỏng nữa. Trong căn phòng khép kín gần giống phòng mô phỏng, cô được tận mắt chứng kiến một tổ kiểm soát tiếp nhận một chuyến bay có sự cố khẩn cấp. Họ chỉ huy cho các máy bay trong khu vực phối hợp nhường đường, chỉ trong vòng 3 phút, tiếp sức cho đài quan sát, dẫn đường cho chiếc máy bay kia hạ cánh bình nhan. Sau khi máy bay hạ cánh, cả phòng kiểm soát rơi vào bầu không khí trầm mặc lạ thường, ngoài một số người vẫn phải tiếp tục ra huấn lệnh, còn những người khác thì không nói một câu nào, bao gồm cả ứng tử minh sắc mặt cũng vô cùng nghiêm trọng. Bầu không khí kỳ lạ đó kéo dài gần 5 phút. Cho đến khi điện thoại đột nhiên đổ chuông, mấy vị kiểm soát viên lập tức đổ ánh mắt lại, nhưng không ai chủ động bắt máy, thậm chí là cả chủ nhiệm cũng chân chư. Cuối cùng, dưới sự ra hiệu của ứng tử Minh, Nam Đình nhấc ống nghe lên, cô nói, xin chào, phòng kiểm soát tiếp cận thành phố Dê. Sau khi nghe thấy bên kia nói một câu, cô nở nụ cười như trút được gánh nặng, rồi ấn mở loa ngoài, vì thế cả phòng kiểm soát đều nghe thấy đầu bên kia vui mừng thông báo. Cơ trưởng của Trung Nam 1255 vừa gọi điện thoại đến, nói là thai phụ có dấu hiệu xuất huyết kia được cấp cứu kịp thời, đã qua được giai đoạn nguy hiểm, mẹ con đều bình an rồi. Lúc năm chữ mẹ con đều bình an vang lên giữa không gian, hai mắt nam đình nóng bừng, cả phòng kiểm soát tiếp cận ngập tràn tiếng hoang hô trong tức khắc. Thì ra, khoảng thời gian yên lặng của phòng kiểm soát trước đó là để chờ đợi, chờ đợi một tin tức tốt. Có điều, trong lòng mỗi một kiểm soát viên đều hiểu, dù họ đã giành giật từng giây, nhưng cũng chưa chắc đã có thể cứu lại được mọi sinh mệnh đang cận kề cái chết. Họ sợ sinh mệnh đó cứ thế mà ra đi, kể cả sinh mệnh đó chẳng có quan hệ gì với mình. Sau khi đi ra khỏi phòng kiểm soát, Nam Đình gọi điện cho Trình Tiêu, cô nói bằng giọng chân thành, cậu giỏi lắm. Là cơ trưởng trên chuyến bay số hiệu 1255 của Trung Nam, Trình Tiêu đắc ý đáp, mình cũng thấy thế. Sau đó liền nở nụ cười tươi rói. Cậu không biết chứ, mình vừa nghe nói người phụ nữ kia sắp sinh, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu là, sinh trên máy bay cũng không hẳn là nguy hiểm đến tính mạng, vẫn may, vẫn may. Kết quả là tiếp viên trưởng lại bảo với mình, người phụ nữ kia có dấu hiệu xuất huyết nhiều, đúng là hết cả hồn. Chờ có cơ hội, Bảo Thịnh Viễn Thời đưa cậu đi trải nghiệm cảm giác kích thích lúc hạ cánh khẩn cấp từ độ cao 3000m, chắc cả đời này cậu sẽ không muốn bay nữa luôn. Giọng của Thịnh Viễn Thời bỗng vọt vào, Nam Đình nghe thấy anh mất kiên nhẫn nói có thể nắm chặt một tí được không để chồng em đợi trong văn phòng à hiển nhiên là đang thúc giục trình tiêu giọng điệu còn có cảm giác hơi giống một gã gia trưởng nam đình vội vàng nói cậu đi mau đi chắc là cố tổng đang lo lắng đấy trình tiêu không đáp lời cô mà là tức tối nói với thịnh viễn thời vợ anh đấy anh cũng nắm cho chặt vào điện thoại lập tức được đổi chủ giọng nói trầm thấp của thịnh viễn thời vọng tới nam đình nam đình dịu dàng nói em đây nghĩ đến chuyến bay vừa gặp tình huống khẩn cấp của Trung Nam, cô bảo, lát nữa anh có đến nhà ga không? Nếu anh không đến, bất kể là hoạt động thử đồ ăn gì, cô cũng sẽ không đi. Thịnh Viễn thời cười, nếu mà không đi, gọi chồng cô ấy đến làm gì? Người này lấy chuyện công làm việc tư. Nam Đình cười, thế để em qua đấy tìm anh. Được. Thịnh Viễn thời nâng cổ tay nhìn đồng hồ, 10 phút nữa anh có mặt có thể tổ chức hoạt động thử đồ ăn thành một bữa tiệc nhỏ, chiêu đãi các hội viên vip của Trung Nam và Nam Trình sẽ lên máy bay trong ngày hoặc vừa hạ cánh xuống bên đây, nhân thể giải quyết được bữa trưa cho nhân viên quầy và nhân viên mặt đất, Nam Đình vô cùng khâm phục ý tưởng của trung tâm ẩm thực. Cô đứng ở nơi cách phòng nghỉ vip của Nam Trình không xa, nhìn cả khách và nhân viên ra ra vào vào, nên không vội đến ngay. Cho tới khi Thịnh Viễn thời từ bên ngoài tiến vào, nhìn xung quanh tìm kiếm cô thì cô mới bước lại gần bỗng một giọng nam cất lên với vẻ không chắc chắn tư đồ giọng nói này nam đình quay đầu lại liền thấy ben sơn trong bộ đồ phi công đang nhìn mình với vẻ không thể tin nổi nam đình cũng nghĩ mình hoa mắt cô kinh ngạc không nói nổi thành lời ben sơn xác nhận là cô liền kích động chạy tới vừa ôm cô vừa nói vậy mà anh còn được gặp em lúc còn sống gặp lại sau bao ngày xa cách chóp mũi nam đình cây xè nhưng tiếng trung của ben sơn lại khiến cô bật cười cô hơi sẵn giọng sao tiếng trung của anh chẳng tiến bộ chút nào thế benson chợt nhận ra cô gái hay nói đùa với mình hay hỏi mình về thầy đã trở lại rồi anh ta cũng mừng đến rơi nước mắt trong giọng nói còn loáng thoáng vẻ nghẹn ngào trừ em ra chẳng ai chịu dạy tiếng trung cho anh cả bọn họ đều nói là người nước ngoài tiếng trung của anh đủ tốt rồi sư phụ cũng bảo anh nói tiếng anh nhiều để tăng trình độ tiếng anh của các đồng nghiệp khác đây rõ ràng là gạt bỏ sự thật anh có một nửa thân thể thuộc về trung quốc mà một người đàn ông ngoại quốc cao lớn vậy mà lúc này lại tỏ ra ấm ức như một đứa trẻ nam đình cười ra nước mắt cô gian tay ôm chặt người bạn cũ chắc chắn là sư phụ anh muốn tiết kiệm chi phí đào tạo cho công ty rồi để ý đến huy hiệu bốn vạch trên vai anh ta cô tươi cười nói chúc mừng anh lên cơ trưởng anh gặp được thầy tốt tuy tính tình hơi thối một tí nhưng so với đám giáo viên động một cái là mắng chửi trong công ty thì vẫn đáng yêu lắm thế nên anh thích anh ấy giống em Vị cơ trưởng mang dòng máu lai Trung pháp Ben càng nói càng hưng phấn, còn đòi dùng cách chạm má để kỷ niệm ngày hội ngộ với Nam Đình. Trong tình huống thế này, thình Viễn thời không thể không ra mặt ngăn cản. Anh kéo Nam Đình đến cạnh mình, rồi nói với vẻ mặt hờ hững: Ôm một cái thì được, nhưng đừng có ôm mãi như thế. Nam Đình liếc anh một cái vẻ oán trách. Nhìn hai người thân mật đứng cạnh nhau, Ben như phát hiện ra một bí mật động trời, lại có phần mất hứng mà nói: Thì ra anh tìm được tư đồ lâu rồi, thế mà không nói cho em biết anh em thế đấy. Thịnh viễn thời sửa lời, tôi không phải anh em với cậu, tôi là thầy cậu, đây là vấn đề vai vế, đừng có lẫn lộn. Cũng thế còn gì, đều là người có quan hệ thân thiết mà. Ben sân nhíu mày, chẳng lẽ trình tiêu lừa em? Nói xong, anh ta nhìn về phía Nam Đình, tư đồ, em nói đi, anh nghe em. Không đợi Nam Đình lên tiếng, thịnh viễn thời đã dơ thẻ nhân viên của cô cho Ben sân xem, Nam Đình, phòng kiểm soát đại quan sát, kiểm soát viên cấp 5. Ben Sơn cầm tấm thẻ lật qua lật lại, tỏ ra khó hiểu, kiểm soát viên. À, anh nhớ ra rồi, chuyến bay đầu tiên của Nam Trình, anh nghe ra giọng nói giống em. Nhưng mà, tư đồ này, em đổi tên lúc nào đấy? Chẳng trách sư phụ không tìm được em. Đây là lần thứ hai Ben Sơn nhắc đến việc thịnh viễn thời tìm cô. Nam Đình nghiêng đầu nhìn anh, cảm xúc dâng lên, như đang muốn hỏi, anh tìm em ư, tại sao đến giờ anh vẫn không nói anh từng đi tìm em? Thịnh Viễn Thời lại nói với Ben Sơn, có cơ hội sẽ kể nguyên nhân cho cậu, như là một lời mang hai nghĩa. Nam Đình nhịn, không hỏi nhiều. Ben Sơn đến để thử đồ ăn, anh ta hỏi Thịnh Viễn Thời, em đưa tư. Nam Đình, Nam Đình, em đưa Nam Đình đi ăn nhé. Nói xong liền nháy mắt với Nam Đình, nghe nói có ngô vừa to vừa ngọt. Nhớ lại niềm yêu thích của anh ta với ngô, Nam Đình treo, cả bắp ngô to như thế, không ăn thì hình như không vui rồi. Bên sân cười toe toét, để lộ cả hàm răng đều tăm tắp. Thấy hai người vẫn hợp cả như xưa, thịnh viễn thời ý thức được, so với bạn trai là anh đây, rõ ràng tên ngoại quốc kia là niềm vui mới của Nam Đình. Được rồi, nể tình họ mới gặp lại, anh vung tay lên, đi đi. Nhưng Nam Đình không quên anh, thế còn anh, không đi cùng bọn em à? Bên sân trả lời thay anh, lát nữa giám đốc Hà đến, chắc chắn sẽ bàn chuyện đồ ăn với sư phụ. Sau đó ghé vào tai Nam Đình, nhỏ giọng báo cáo, một cô gái thích sư phụ anh. Những cô gái thích Thịnh Viễn Thời quá nhiều, đương nhiên Nam Đình sẽ không ghen linh tinh, cô cười nói, "Em đi đây." Thịnh Viễn Thời ngang nhiên xoa má cô một cái rồi mới chịu thả người. Nam Đình gần như là bị ben sân kéo đi, Thịnh Viễn Thời nhìn thấy mà nhíu mày. "Có điều, thôi, họ là bạn thân mà đã lâu không gặp nhau." Thịnh Viễn Thời thuyết phục mình phải rộng lượng một chút. Đúng vậy, đàn ông phải có một tấm lòng bao la nhưng sao vẫn có cảm giác khó chịu thế nhỉ? Chẳng bao lâu sau, Hà Tử Nghiên xuất hiện trong bộ đồ công sở chỉnh chu, cô ta cười với thịnh viễn thời, hôm nay có hai món là do tôi làm, anh nhất định phải nếm thử đấy. Giọng điệu vô cùng thân thiết, không gọi anh là thịnh tổng như những lúc xử lý công việc ở công ty. Tâm tư thịnh viễn thời đều đặt ở chỗ Nam Đình, nên cũng không để ý lắm, cứ thế đi theo Hà Tử Nghiên vào thử đồ ăn. Hà Tử Nghiên thông thả giới thiệu những món ăn mới, thỉnh thoảng gấp một miếng, sau đó đưa đến bên miệng anh như chỉ vô tình mà thôi thịnh viễn thời từ chối ý tốt của cô ta anh nói để tự tôi sau hai lần hà tử nghiên không tiếp tục nữa lúc phát hiện ra thịnh viễn thời hơi mất tập trung cô ta nhìn theo tầm mắt anh cô gái đi bên cạnh ben sơn thu hút sự chú ý của cô ta hà tử nghiên hỏi với vẻ không quá chắc chắn tư đồ nam thịnh viễn thời kinh ngạc cô quen cô ấy ư là cô ấy thật sao dường như lúc này hà tử nghiên mới chắc chắn tôi còn tưởng mình nhận nhầm người thế giới này nhỏ thật thịnh viễn thời cũng không thể ngờ hà tử nghiên quen nam đình đàn lúc anh chuẩn bị gọi nam đình thì lại nghe thấy hà tử nghiên nói một câu như cảm khái chắc là cô ấy kết hôn với tang chất rồi nhỉ chương bốn giọt mưa rơi giữa đám mây cầu vòng năm nam đình và tang chất kết hôn đây là câu chuyện cười không buồn cười nhất mà thịnh viễn thời nghe được trong năm nay sắc mặt anh trầm xuống giọng nói cũng lạnh đi, cô cũng quen tan chất cả. Hà Tử Nghiên cúi đầu cười, rồi mới ngẩng mặt nhìn về phía anh, chẳng phải tôi đã nói với anh, tôi có một người bạn làm bác sĩ ở bệnh viện trung tâm đấy sao? Thế nên, người bạn này là tan chất. Thế nên, đối với việc anh bị dị ứng lông chó, Nam định đi hỏi tan chất, người bạn bác sĩ mà Hà Tử Nghiên định giới thiệu cho anh cũng là tan chất. Tan chất, có cảm giác như ở đâu cũng thấy mặt vậy. Hà Tử Nghiên trả lời xong mới hiểu ra ý trong câu hỏi của anh, anh cũng quen tan chất à. Thịnh viễn thời đâu còn tâm trạng thử đồ ăn nữa, anh đặt cái dĩa trong tay xuống, xem như thế. Cái gì gọi là, xem như thế? Hà Tử Nghiên không hiểu lắm, cô ta nghĩ ngợi một lát rồi nói ra quan hệ giữa mình và tan chất, tôi với anh ấy là thanh mai trúc mã, trước lúc ra nước ngoài. Tôi vẫn nghĩ người cưới anh ấy là tôi. Thanh Mai Trúc Mã của Tan Chất làm việc cùng với mình, bạn gái mình lại được Tan Chất chăm sóc nhiều năm. Nếu mọi người cùng tồn tại trong một vòng tròn, tại sao năm năm trôi qua, lại chưa từng xuất hiện cùng nhau? Giờ thì lại cùng lúc hội ngộ. Chẳng lẽ, Thịnh viễn thời anh và Nam Đình nhất định phải trải qua kiếp nạn này? Thình viễn thời giờ ánh mắt khỏi Nam Đình đang ở phía xa, anh nhiên đầu liếc Hà Tử Nghiên một cái, chỉ một cái liếc mắt này thôi, nhưng ẩn ý thì đầy sâu xa. Hà Tử Nghiên nói như mang theo đôi phần tiếc núi, rất nhiều người ủng hộ chúng tôi, nói chúng tôi là trai tài gái sắc, trời đất tác hợp. Bà nội tôi còn mê tín đi tìm người xem bát tự cho chúng tôi, ngay cả lá số cũng thể hiện giữa hai chúng tôi có một mối nhân duyên cực kỳ tốt. Cô ta nâng ly rượu vang lên, nhấp một ngụm rồi lẩm nhẩm, lúc đó, tôi thật sự rất thích anh ấy, cảm thấy ở cạnh anh ấy vừa thoải mái vừa tự do, anh ấy chưa bao giờ can thiệp vào việc của người khác, chỉ cho người ta lời phân tích lý trí nhất rồi để người ta tự lựa chọn. Từ nhỏ tôi đã thích nhà bếp rồi, chỉ thích nghề nấu ăn, nhưng cả nhà lại phản đối tôi làm đầu bếp, cứ nghĩ là không có tương lai ngay cả bố tôi cũng cảm thấy tôi khiến ông ấy mất mặt. Chỉ có anh ấy cổ vũ tôi là cứ làm gì mình muốn làm. Từ khi biết đến sự tồn tại của người tên tang chất này, Thình Viễn Thời không hề cố đi tìm hiểu về anh. Nhưng bằng thái độ của Nam Đình đối với anh, Thình Viễn Thời đoán vị bác sĩ tang này rất ôn hòa, chu đáo, biết săn sóc người khác. Thế nên những lời Hà Tử Nhiên nói, Thịnh Viễn Thời đều tin. Mà anh cảm thấy may mắn vì Hà Tử Nhiên đã nói những điều này với mình. Đổi thành Nam Đình đánh giá về tang chất, Thình Viễn Thời tự thấy chắc chắn mình sẽ không kiềm chế được mà nổi giận. Vì thế, anh cố nén cảm giác khó chịu trong lòng xuống, quyết định nghe hết chuyện cũ của Hà Tử Nghiên. Thật ra trong lòng đã có đáp án rồi, nhưng anh vẫn hỏi, như vậy xem ra, hai người ở bên nhau là cái đích chung của mọi người rồi, nhưng sao lại chia tay? Ngoài tan chất ra, thì đúng là cái đích chung của mọi người. Hà Tử Nghiên nở nụ cười đượm chút vẻ chua xót, tan, Hà, Tư Đồ, là ba nhà có gia thế hùng hậu ở thành phố A. Nếu chuyện hỷ của nhà họ Tang và nhà họ Hà thành, thì vị trí công ty phân phối hàng hóa số 1 không thể lọt khỏi tay nhà họ Tang, nhà họ Hà cũng có thể đuổi kịp rồi vượt qua nhà Tư Đồ, đứng ở vị trí số 2 thành phố A thế nên, tiệc đính hôn của tôi với Tang Chất được tổ chức vô cùng long trọng. Thì ra là một cuộc hôn nhân thương mại không có gì mới mẻ. Về kết cục, Thịnh Viễn thời chẳng có mong đợi gì. Nhưng Hà Tử Nghiên ở thời điểm đó mới vừa tròn 20 tuổi, làm sao hiểu được việc bố mẹ chỉ quan tâm đến lợi ích của gia tộc mà cô ta là con gái cũng chính là vật hy sinh cô ta vẫn cứ vui mừng hạnh phúc vì tan chất mà bỏ qua cả một cánh rừng rộng lớn vậy mà vẫn không thể ở bên nhau hà tử nghiên ngước mắt nhìn thịnh viễn thời tôi bị từ hôn nói xong đẩy mắt cô ta dâng trào lệ nóng thịnh viễn thời rút một tờ khăn giấy đưa cho cô ta ngoài việc đó ra anh không nói gì hết hà tử nghiên cũng không để nước mắt rơi cô ta nắm chặt tờ khăn giấy tàn chất nói anh ấy không thể chấp nhận một cuộc hôn nhân thương mại như vậy kể cả có phải trả giá bằng sự nghiệp mà anh ấy yêu tha thiết tôi cứ nghĩ nếu anh ấy phản đối cuộc hôn nhân như vậy sao không nói trước khi tổ chức lễ đính hôn đi giọng điệu cô ta điềm tĩnh như đang bình luận về một câu chuyện của người khác cho đến khi tư đồ nam xuất hiện tôi mới hiểu được thì ra anh ấy gặp được tình yêu thật sự mà những cái tôi tưởng là anh ấy đối tốt với tôi hóa ra là cô ta nở nụ cười tự giảo anh ấy tốt với tất cả mọi người tang chất cũng rất tốt với nam đình nhưng tuyệt đối không phải trong số mọi người đó mà là vì yêu về điều này trong lòng thịnh viễn thời biết cả sắc mặt anh không đổi ánh mắt cũng tĩnh lặng đến bất ngờ hà tử nghiên không muốn nói tiếp nữa cô ta nhún vai không nên nói chuyện này với anh nữa đều là chuyện quá khứ rồi tôi nên cảm ơn vì anh ấy đã từ hôn nếu không cũng sẽ không gặp anh nhưng nửa câu sau hà tử nghiên không nói ra gương mặt thanh tú của cô ta lại một lần nữa hiện vẻ tươi cười, thế nào, cho điểm món ăn mới của tôi đi. Thịnh viễn thời còn chẳng buồn nở một nụ cười lấy lệ, anh lãnh đạm nói, mất khẩu vị, ăn gì cũng chẳng thấy ngon. Sau đó cầm cốc nước lên uống cho nhượng hồng, rồi lại làm như có hứng thú mà hỏi, nếu đã có thể giới thiệu cho tôi đi tìm anh ta khám bệnh, thì hẳn là đã khôi phục quan hệ rồi, sao lại không biết anh ta đã kết hôn hay chưa? Lời này rõ ràng là có ý thử. Là giám đốc của trung tâm ẩm thực, Trước giờ Hà Tử Nghiên luôn dùng phong thái trưởng thành trầm ổn để giao tiếp với người khác, vậy mà trước mặt thịnh viễn thời, cô ta lại biểu môi như một đứa trẻ, chồng chưa cưới lấy vợ, cô dâu lại không phải là tôi, quan hệ xấu hổ như thế, khôi phục thế nào được? Anh không biết đấy chứ, phụ nữ chúng tôi rất kỳ lạ, rõ ràng không thích anh ấy, nhưng tận mắt thấy anh ấy đối xử tốt với cô gái khác, thì vẫn cảm thấy không thoải mái. Thế nên, sau khi về nước, tôi vẫn không liên lạc với anh ấy, chỉ nghe mẹ tôi kể là anh ấy làm ở bệnh viện trung tâm, bảo tôi ngộ nhỡ có chuyện gì thì có thể tìm anh ấy giúp dù sao thì chúng tôi cũng lớn lên bên nhau từ nhỏ mà không thích anh ta nhưng thấy anh ta đối xử tốt với người khác lại không thoải mái đây là kiểu tâm lý thế nào thịnh viễn thời không thể hiểu nổi có lẽ cho rằng câu chuyện cũ của hà tử nghiên không có thông tin giá trị cũng có thể là không nghe nổi nữa dù sao thì người khiến lòng hà tử nghiên không thoải mái ngoài tan chức ra còn có nam đình nữa thịnh viễn thời lại chuyển tầm mắt về phía nam đình đúng lúc Nam Đình cũng nhìn về phía anh. Thịnh viễn thời nhíu mày, ngoắt tay với cô. Nam Đình gật đầu, rồi nói mấy câu với Ben Sơn, vừa dùng khăn lau tay vừa đi về phía anh, vẻ mặt tươi cười như thể chẳng nhận ra Hà Tử Nghiên là người nào. Hà Tử Nghiên thấy hành động qua lại giữa Thịnh Viễn Thời và Nam Đình thì tỏ ra khó hiểu, anh cũng quen tư đồ Nam Ư. Thịnh Viễn Thời không vội đáp, chờ Nam Đình lại gần, anh mới dịu dàng hỏi, đồ ăn thế nào? Nam Đình cười tủm tỉm, cũng không tệ lắm nhất là món cá trình mật ong hương vị rất tuyệt thấy nam đình coi hà tử nghiên đứng bên cạnh anh như người xa lạ thịnh viễn thời nói món đấy do chính tay giám đốc hà làm nam đình nhìn về phía hà tử nghiên theo ánh mắt của anh dường như hà tử nghiên đang đợi cô nhận ra mình chỉ cười chứ không nói gì nam đình nhìn hà tử nghiên cảm thấy có chút quen mặt nhưng đầu óc hoạt động một lúc mà vẫn không thể nhớ ra đã từng gặp ở đâu rồi hà tử nghiên không tỏ ra ngượng ngùng cô ta mỉm cười tôi ấn tượng sâu sắc về cô vậy mà cô lại không nhớ tôi ư cô là nam đình muốn nói lại thôi nhưng vẫn không dám xác định hà tử nghiêng nhíu mày nói bằng giọng điều thoải mái tôi là vợ chưa cưới trước của tang chất vợ chưa cưới trước nam đình giật mình cô hà hiển nhiên cô đã từng nghe nói về cô ta hoặc là đã thật sự gặp rồi hà tử nghiêng nghiêng đầu nói trước khi ra nước ngoài tôi có nghe nói cô với tang chất đính hôn không biết hiện giờ, tôi nên gọi cô là Tư Đồ Nam, hay nên gọi một tiếng chị Tang nhỉ? Chị Tang! Từ bao giờ tôi thành, Nam Đình nhìn sang thịnh viễn thời, trong ánh mắt khó hiểu còn ẩn chứa cả nỗi sợ hãi. Trong lòng thịnh viễn thời như đang cuộn trào sóng dữ, hơn nửa tiếng chị Tang kia thật sự quá chói tai, nhưng trên mặt anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thấy Nam Đình có vẻ như không biết phải làm sao, anh bèn đưa tay ôm vai cô, thay cô trả lời Hà Tử Nhiên, giám đốc Hà hiểu lầm rồi, Bây giờ cô ấy không phải là tư đồ nam, cũng không phải chị tan gì cả, mà là kiểm soát viên không lưu nam đình, bạn gái tôi. Lúc này đổi thành Hà Tử nghiêng kinh hãi, cô ta nhìn nam đình, lại nhìn thịnh viễn thời, cô ấy là bạn gái anh. Trầm mặt vài giây, như để tiêu hóa thông tin bất ngờ này, sau đó vội xin lỗi, ngại quá, xem ra là tôi hiểu lầm rồi, tôi còn nghĩ tư đồ kết hôn với tan chất rồi, thật sự xin lỗi. Thịnh viễn thời một mực im lặng. Nam Đình cục mắt đi theo sau anh, Bình tĩnh chờ anh nổi giận. Có điều, đến chân đài quan sát rồi, mà anh vẫn không nói câu nào. Nam Đình đi đến trước mặt anh, nhìn anh, em với tan chất, lại bị tiếng chung di động ngắt lời. Là Nam Gia Dư, Nam Đình bắt máy, dì út, con đang ở đài quan sát, hôm nay không phải trực đêm. Đến chỗ gì ạ, à? cô ngước mắt nhìn thịnh viễn thời, rồi mới do dự nói, thế đợi con tan ca rồi con sang. Lời nói đến đây, thịnh viễn thời xoay người rời đi như vậy là anh đang đợi cô tan ca rồi giải thích. Nam Đình như bị nghẹn ứ cổ họng, cô cúp điện thoại, tiếng anh bảy không sao cất lên nổi. Trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng không thể không tiếp tục công việc, Nam Đình cố gắng không nghĩ đến chuyện xảy ra hồi trưa, chỉ tập trung làm việc. Sau khi tan ca, cô đến thẳng trung tâm chỉ huy của Nam Trình, cũng không quan tâm thịnh viễn thời có ở đó hay không, kết quả là chỉ gặp Trình Tiêu và Cố Nam Đình. Cố Nam Đình ra bãi đổ xe chờ Trình Tiêu để lại không gian cho hai cô gái. Thấy sắc mặt Nam Đình không tốt lắm, Trình Tiêu hỏi, không phải là đi ăn một bữa xong lại cãi nhau đấy chứ? Còn nghiêm trọng hơn cả cãi nhau. Nam Đình vội vàng hỏi, anh ấy có ở đây không? Trình Tiêu đáp, chiều nay không thấy đến. Không đến. Nam Đình cười khổ, lần này mình gặp phải vấn đề nan giải rồi đây. Trình Tiêu cười vô tư, có nàng giải thế nào đi nữa cũng không bằng tạo cho anh ấy một tên tình địch còn bị anh ấy bắt gặp được trên cơ bản là thế đấy nhưng cái gọi là tình địch kia kìa mình cũng không biết sao lại xuất hiện nữa nam đình thở dài giám đốc trung tâm ẩm thực họ hà của các cậu làm trò trước mặt anh ấy gọi mình là chị tang mà tan chất là bạn mình cũng là bác sĩ chủ trị của mình anh ấy còn từng gặp rồi cơ hai người họ có vẻ không ưa nhau cậu hiểu mà không phải chứ cậu to gan thật đấy trình tiêu nghe mà hai mắt sáng rực mình vốn định giới thiệu cậu cho lão cà phê bạn mình là tổng giám đốc của nam trình đấy kết quả là thịnh viễn thời lườm ghê quá mình cũng không dám khiêu chiến với quy lực của anh ấy thế mà cậu lại chị tang ư cô nàng tỏ vẻ đăm chiêu cái tên tang gì gì đấy không đơn giản mình với lão tang thật sự không có gì cả nam đình ngửa mặt thở một hơi thật dài nếu mình nói mình không biết tại sao mình lại biến thành chị tang cậu có tin không mình tin bởi vì mình là trình tiêu là bạn tốt của cậu Trình tiêu thu nụ cười lại, nhưng nếu mình là thịnh viễn thời, chắc là mình không tin đâu. Lập trường bất đồng, kết quả cũng sẽ không giống nhau. Chuyện tin tưởng này, lúc không có việc gì mà đem ra nói thì rất dễ nghe. Đến khi thật sự xảy ra, chẳng mấy người làm được. Nam Đình sốt ruột đến mức muốn khóc, vì mình nói, cả nhà họ tan đều đợi mình vào làm con dâu bên đấy, còn hỏi mình bảo anh ấy phải làm thế nào bây giờ. Chị Diệu cũng hỏi mình, tại sao lão tan lại ở nhà mình cả đêm. Hà Tử Nghiên lại hỏi mình, nên gọi mình là tư đồ nam hay gọi là chị tang mình không biết phải trả lời thế nào mình với lão tang thường xuyên qua lại trước khi quen cậu có thể nói anh ấy là người bạn duy nhất của mình nhưng mình với anh ấy mình biết anh bảy không thích anh ấy nhưng hiện giờ mình cần anh ấy giúp đương nhiên mình biết anh bảy có thể cho mình tất cả những gì mình muốn nhưng là bác sĩ lão tang là người hiểu rõ bệnh tình của mình nhất không ai thích hợp để làm chuyện này hơn anh ấy trình tiêu mình muốn là một người khỏe mạnh bình thường bình yên ở bên anh bảy cô xoay người lại như thể ấm ức nên không nói tiếp được nữa cậu bị bệnh hả trình tiêu xoay vai cô lại bắt cô nhìn mình nói cho mình biết cậu bị làm sao thế nam đình cố nuốt nước mắt trở vào mình khám hết rồi kết quả đều bình thường nhưng mà mình không giống cậu cô nghẹn ngào trình tiêu mình có thể không nói không được bọn mình không nói nữa trình tiêu ôm lấy cô lão thịnh không phải là người không nói lý lẽ nghe thấy người khác gọi cậu là chị tang chắc chắn là anh ấy giận rồi nhưng chẳng qua là giận dỗi với cậu chút thôi giận cậu không kể trước cho anh ấy tin mình đi sẽ không nghiêm trọng đâu đừng sợ tuy nhiên nam đình thật sự sợ không giải thích được rõ ràng cũng sợ thịnh viễn thời không nghe lọt điều gì cả vì thịnh viễn thời không ở trung tâm chỉ huy điện thoại cũng trong tình trạng tắt máy nên trình tiêu kéo nam đình lên xe của mình trên đường quay về nội thành Cố Nam Đình gọi điện cho Kiều Kỳ Nặc, hỏi xem Thịnh Viễn Thời có ở tổng công ty không. Kiều Kỳ Nặc nói không có, rồi còn cung cấp một thông tin, chiều nay vốn dĩ có một cuộc họp cần cậu ta chủ trì, nhưng đùng một cái cậu ta gọi điện bảo trợ lý hủy đi. Vì thế, Trình Tiêu lại gọi cho trợ lý của Thịnh Viễn Thời, bên kia trả lời, Thịnh Tổng chỉ dặn đổi ngày họp, chứ không nói là đi đâu. Trình Tiêu lại bảo trợ lý kiểm tra lịch trình của anh, xác nhận trong hai ngày gần nhất anh đều không có lịch bay. Cúc điện thoại, Trình Tiêu tức giận hỏi Cố Nam Đình, sao đàn ông các anh cũng thích chơi trò tắt máy mất tích thế hả? Lắm chuyện, còn thích đùa trò trẻ con. Nam Đình véo tay cô nàng, nhỏ giọng nói, cậu đừng có giận cá chém thớt sang Cố tổng. Cố Nam Đình liếc cô nàng qua gương chiếu hậu, rồi lại nhìn Nam Đình cũng đang ngồi ở ghế sau, khẽ thở dài một tiếng rồi gọi cho trợ lý của mình, kiểm tra xem Viễn Thời có bay thay ai không. Trình Tiêu nghe thấy thế thì liếc người đàn ông của mình một cái, không thèm nói gì. Nam Đình thì lại nói với cố Nam Đình, để anh chê cười rồi. Không có gì, tiện thể thôi. Cố Nam Đình như một người anh cả, ôn hòa khuyên nhủ, quan tâm thì mới giận, cô cũng đừng trách cậu ấy. Nam Đình ngước mắt, tôi chỉ sợ anh ấy trách tôi thôi. Người trợ lý nhanh chóng có câu trả lời, thịnh tổng thay cơ trưởng lâm bay đến thành phố A, 4 giờ cất cánh, chắc là khoảng một tiếng nữa mới hạ cánh được. Cố Nam Đình chuyển lời đến Nam Đình, rồi bảo, Chắc là cậu ấy có chuyện gấp nên mới không kịp báo với cô, đợi cậu ấy hạ cánh, kiểu gì cũng sẽ gọi điện thoại cho cô thôi. Trình Tiêu quay sang nói với Nam Đình, không cho cậu gọi cho anh ấy trước. Cố Nam Đình nghe thế thì nhíu mày, nhưng anh cũng nói, cậu ấy sẽ gọi trước, yên tâm. Nam Đình không quay về tiểu khu hàng thiên, mà đến chỗ Nam Gia Dư, kết quả là Tang chất cũng ở đó. Chuyện của Hà Tử Nghiên khiến tâm trạng Nam Đình vô cùng tệ, giờ lại để cô nhìn thấy tan chất, một câu cô cũng không muốn nói tan chết cảm nhận được sự khác thường của cô, anh hỏi trước, sao trông như đang hậm hực cái gì với anh thế? Giữa bọn họ, cho tới giờ đều luôn thẳng thắn chân thật, nhưng Nam Đình không muốn hỏi anh chuyện chị tan là như thế nào trước mặt Nam Gia Dư, thế nên cô nói, lát nữa em tiễn anh xuống lầu. Nam Gia Dư đưa mắt nhìn cô, còn đang tiễn khách hộ gì à, rõ ràng là tâm trạng không quá tốt. Nam Đình lại chẳng có lòng dạ hỏi nhiều, cô chỉ nói, dì Út gọi con đến có chuyện gì ạ? À? Nam Gia Dư quẳng một tập tài liệu ra, còn có chịu giải thích xem chuyện là thế nào không? Giọng nói của dì không phải là quá sắc bén, nhưng khí thế thì lại như tác thẳng vào mặt người ta. Nam Đình không hiểu ra làm sao, cô dở tập tài liệu ra, lúc xác nhận đây là tài liệu điều tra về thịnh viễn thời, cô lập tức biến sắc, dì út, dì đang làm cái gì thế này? Nam Gia Dư sẵn giọng, đây là cách trực tiếp nhất để hiểu về một người. Nam Đình nắm chặt tập tài liệu, giọng điệu và ánh mắt đều thoáng vẻ sắc nhọn, gì học luật, là luật sư, chẳng lẽ không biết lén điều tra về người khác là phạm pháp ạ? À? Con đang nói chuyện luật pháp với gì à? Giọng điệu nam gia dư trở nên lạnh lùng hoàn toàn, một kẻ khoanh tay đứng nhìn lúc nhà tư đồ phá sản, đáng để con nói chuyện luật pháp với gì à? Nam đình dơ tập tài liệu lên bằng tay trái, tay phải dùng sức chọc vào nó mấy cái, những con chữ cứng nhắc thế này mà có thể làm căn cứ để đánh giá nhân phẩm của một người à? Dì Úc, xin dì trước khi đưa ra kết luận, phải có được căn cứ chính xác đi đã ạ. À? Nam Gia Dư chưa bao giờ thấy Nam Đình cứng rắn như vậy, dì cảm thấy hơi tức thở, chờ có ngày cậu ta cùng dì đứng trước tòa án, dì sẽ cho cậu ta chứng cứ. Nhưng còn bây giờ, Nam Đình, dì giọng dạc nói cho con biết, con với cậu ta không được qua lại nữa. Dựa vào đâu mà không cho bọn con qua lại nữa? Nam Đình nhìn chầm chầm Nam Gia Dư, không chút yếu thế, cô kiên định nói, con là người trưởng thành rồi, con ở bên ai, con có thể tự quyết định, kể cả gì là gì đi nữa, thì cũng không có quyền can thiệp. Nếu cậu ta là một người đàn ông có trách nhiệm, còn muốn ở bên cậu ta, gì sẽ không can thiệp. Nhưng mà Nam Đình ơi, còn có biết 5 năm qua cậu ta làm cái gì không? Nam Gia Dư gần như là giật lấy tập tài liệu, dở đến trang thứ hai, chỉ vào một đoạn rồi nói, thời điểm con hôn mê bất tỉnh, rõ ràng cậu ta còn ở thành phố Dê, thế mà lại không đến thành phố A một lần nào. Hai thành phố cách nhau có chừng nghìn cây số, bày mất chưa đến hai tiếng đồng hồ, nhưng cậu ta ở đâu? Chờ con tỉnh lại, cậu ta bay đi New York, chưa đến 3 năm rưỡi, từ một tay cơ trưởng bình thường lên thành đội trưởng đội bay, còn nắm cổ phần của hàng không IRE. Nam Đình, trong 3 năm rưỡi đấy, con vượt qua như thế nào? Con quên rồi à, con dùng đầu óc suy nghĩ một chút đi. Nếu như trong lòng cậu ta có con, thì có vứt bỏ một đứa không còn gì như con, chỉ lo ra nước ngoài phát triển sự nghiệp hay không? Là con thích anh ấy, theo đuổi anh ấy, cũng là con giấu anh ấy chuyện trong nhà phá sản đẩy anh ấy đi, anh ấy không biết gì hết, dì bảo anh ấy phải làm gì. Nam Đình Quật Cường nói, con đã nói là con không cần anh ấy, anh ấy còn ở lại trong nước cầu xin con làm lành nhà, con dựa vào cái gì chứ? Nghĩ đến lời Ben Sơn nói, Thình viễn thời đi tìm cô, cô bất chợt nghẹn ngào, húng hồ, con từ tư đồ Nam biến thành Nam Đình, anh ấy muốn tìm con, tìm như thế nào? Nghĩ đến năm năm bỏ lỡ nhau, nước mắt Nam Đình lăn dài, lúc mọi người thay con quyết định, có từng nghĩ, còn không muốn đổi tên hay không? Chương 46, giọt mưa rơi giữa đám mây cầu vòng 6. Từ khi nhà tư đồ gặp chuyện không may, Nam gia Dư thay mặt tư đồ thắng kỹ xử lý việc công ty, ngay cả lúc giải quyết việc liên quan đến tài sản nhà tư đồ, Nam Đình cũng chưa bao giờ dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với Dì. Thậm chí, năm đó, sau khi cô lành bệnh, Dì phản đối cô vào học viện hàng không, cô cũng chỉ bình tĩnh thuyết phục Dì, bình tĩnh đến mức khiến Nam gia Dư lo lắng, ngộ nhỡ không đồng ý, cô sẽ bị trầm cảm lần thứ hai thế nên đành phải thỏa hiệp thời điểm đó dì nghĩ chỉ cần cô sống yên ổn cô muốn làm gì cũng được dù rằng nam gia dư cũng không hiểu tại sao cô lại khăng khăng chọn cái nghề kiểm soát không lưu không được kính trọng lại chẳng mấy ai biết đến kia vài năm sau đó nam gia dư nhìn thấy cô từ một cô bé ham chơi bốc đồng lột xác thành một nam đình chín chắn yên tĩnh độc lập dì cảm thấy vô cùng may mắn vì mình đã chọn cho cháu gái một cuộc đời mới đúng đắn một cuộc đời lấy nam đình làm điểm khởi đầu mỗi lần nghĩ sinh mệnh của chị gái nam gia thanh có thể được tiếp nối dì lại cảm thấy vui mừng vậy mà nam đình lại nói cô không muốn đổi tên nam gia dư nổi giận người phụ nữ luôn thuận lợi trong công việc nay lại dùng giọng điệu lạnh lùng để chất vấn nam đình họ tư đồ thì hay lắm à lấy tên nam đình làm điểm xuất phát bắt đầu lại cuộc đời của con thì có gì không đúng nếu tư đồ thắng kỹ có một nửa phần trách nhiệm làm bố thì cũng không để cho con phải đi đến ngày hôm nay. Ông ta không xứng có con gái. Dì Út Nam Đình kính trọng Nam Gia Dư, nhưng cô không cho phép bất cứ ai được chửi bới tư đồ thắng kỹ, máu chảy trong người con, ngoài của mẹ, còn có của bố nữa, bất kể bố con đã làm gì, hay làm sai cái gì, thì vẫn là người yêu thương con nhất trên đời này. Con xin gì, đừng phê bình hay đánh giá bố con trước mặt con. Ông ta yêu thương con. Nam Gia Dư cười lạnh, trong ánh mắt lóe lên sự phẫn nộ từ câu chuyện năm xưa, người ông ta yêu nhất là chính ông ta. Ông ta lấy danh nghĩa tình yêu mang mẹ con đi, ông ta lại lấy danh nghĩa tình cha để giữ con lại, ông ta chưa từng nghĩ đến tâm trạng của người làm bố mẹ, chưa từng nghĩ đến tâm trạng nhớ nhung cháu gái của ông bà ngoại. Ông ta tha thứ cho tên tài xế kia, lấy việc này để giành được danh hiệu doanh nghiệp có tình người nhất cơ đấy. Như đang không chịu nổi vì nhớ lại những việc tư đồ thắng kỹ làm, vì tức giận gạt phăng hết mọi thứ trên bàn xuống ông ta có tình người. Ông ta rõ ràng là tên giả nhân giả nghĩa giấu đầu lòi đuôi thì có. Bố con không phải. Nam Đình cũng không kiềm chế được cảm xúc, cô gần như gào lên để phản bác Nam Gia Dư. Bố con với mẹ con ở bên nhau là vì tình yêu, còn con là kết tinh tình yêu của họ, bố con giữ con lại là xuất phát từ tình yêu với mẹ con. Húng hồ, ông bà ngoại nhiều tuổi rồi, phải chăm sóc con thế nào? Lúc đấy con mới 12 tuổi, đã không còn mẹ rồi, chẳng nhẽ lại mất cả bố à kể cả cho con tự chọn con cũng sẽ không ở lại với ông bà ngoại con muốn sống với bố con phải thay mẹ con ở cùng bố bố một tiếng cái tác đanh giòn dán thẳng xuống má Nam Đình gì Tang chất cũng bất ngờ đến khi nhận ra động tác giơ tay lên của Nam Gia Dư thì đã không cản kịp nữa Nam Gia Dư tức đến run rẩy vì hất tay Tang chất ra mẹ con chết rồi mẹ con không thể ở cùng với bất cứ ai được nữa nam đình bị tác nghiêng mặt sang một bên mà khi đáy mắt hiện màu đỏ âu cô lại lau đi vệt nước mắt trên má đáp lại không chút yếu thế mẹ con mất nhưng tình yêu của mẹ với bố con với con mãi mãi ở lại với bố con con bố con tha thứ cho người tài xế đó ngày trước con không hiểu chuyện cố ý chọc tức bố con làm gì cũng đối nghịch ông ấy tiêu xài tiền ông ấy kiếm được thậm chí chẳng học hành cho tử tế sau này con mới hiểu đấy không phải là bố con giả nhân giả nghĩa mà là vì ông ấy biết mẹ con là người thiện lương. Nếu mẹ con ở trên trời có linh, nhất định cũng không mong bố con con cả đời phải sống trong thù hận. Nam Đình cuột Cường nhìn Nam Gia Dư chầm chầm, cặp mắt giống hệt Nam Gia Thanh hiện lên vô vàng cảm xúc, dì út, con cảm ơn sự chăm sóc của dì dành cho con, dì vốn dĩ không cần phải làm như thế, nhưng tha lỗi cho con, con không thể vì vậy mà chấp nhận được việc dì phủ nhận tình yêu của bố con với mẹ con và với con, cũng như nhân cách của ông ấy. Còn cả thịnh viễn thời nữa, dì không biết anh ấy, lại càng không biết chuyện quá khứ của bọn con. Đừng nói anh ấy không làm sai chuyện gì, kể cả anh ấy có sai thật, nhưng chỉ cần anh ấy yêu con, con sẽ vẫn ở cạnh anh ấy, vì đồng ý hay không, cũng không liên quan. Nghe thấy lời đó, Nam Gia Dư vô cùng tức thở, vì dùng đôi mắt đen lấy sắc lệm, nhìn sâu vào đáy mắt Nam Đình, giống như đang giải dụ những cái cuối cùng giữa vòng vây khốn. Ý của con là, không tiết đoạn tuyệt quan hệ với gì, chỉ vì một tên đàn ông không quan tâm đến con suốt 5 năm, năm trời à con không muốn cắt đứt quan hệ với gì trên đời này con làm gì còn người thân nào nữa con không chịu nổi sự mất mát rồi nhưng mà gì à gì là luật sư có sức quan sát với phán đoán chuẩn xác nhất sao lại có thể kết luận dựa vào một tập tài liệu như vậy nam đình hít sâu cố dằn nước mắt xuống đúng bọn con để lỡ mất 5 năm 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 đó con trải qua những khổ sở mà con không khi nào dám tưởng tượng đến nhưng giờ nghĩ lại cái gọi là khổ sở đấy có lẽ nhiều người trên đời này phải trải qua chẳng đáng kể chút nào cả hơn nữa con còn thu hoạch được thứ quý giá hơn cả tình yêu của anh ấy thứ mà con đã từng nghĩ là cả sinh mạng của con sau này bọn con còn gặp lại được nhau bắt đầu lại một lần nữa so sánh ra con cảm thấy quá may mắn rồi nhưng anh ấy lại phải chịu thứ mà đáng ra anh ấy không nên chịu nếu có thể con thật sự hy vọng là anh ấy không đếm xỉ gì đến con như vậy anh ấy sẽ vui vẻ hơn nam gia dư lại chẳng nghe lọt tai câu nào trong mắt gì, Nam Đình lúc này hệt như người chị gái đã qua đời của mình, vì yêu mà tình nguyện vứt bỏ cả thế giới. Nhưng số mệnh của chị gái mình cuối cùng thế nào? Chị ấy thậm chí còn chưa kịp hưởng thụ hạnh phúc, đã ra đi không nói một lời nào. Bao nhiêu năm qua, Nam Gia Dư vẫn không dám nhớ lại gương mặt của chị gái dưới tấm vải trắng ngày đó. Nam Gia Dư nhìn chăm chú vào cặp mắt của Nam Đình, cũng dâng trào lệ nóng, nó chưa làm gì cho con cả, con còn quan tâm nó có vui vẻ hay không à Nam Đình? chẳng qua chỉ là tình yêu con dành cho nó, không phải là hèn mọn quá ư. Có lẽ lúc ban đầu là như vậy, để có được tình yêu của anh, cô tự ti lại hèn mọn đi lấy lòng anh, mà lại chỉ là đơn phương. Nhưng sau này, anh thích cô, có lẽ chỉ là từ một khoảnh khắc nào đó, cũng có thể là lâu ngày sinh tình, tóm lại, anh tình nguyện vì cô mà chọn về nước phát triển sự nghiệp, anh lặng lặng tạo điều kiện để họ được ở bên nhau. Từ thời điểm đó, chính là tình yêu rồi. Nam Đình Bình tĩnh hỏi, nếu con nói hơn ba năm anh ấy ở nước ngoài là để tìm con dì có tin không tìm con ra nước ngoài tìm con nam gia dư cười lạnh dì không tin vậy thì con không còn gì để nói nữa nam đình nhắm mắt lại không còn chuyện gì nữa con đi đây nếu hôm nào dì muốn nghe con kể về thịnh viễn thời con sẽ sang nam gia dư thấy nam đình xoay người từng bước đi về phía cửa dì chợt nhớ đến năm đó chị gái nam gia thanh cũng không quay đầu mà rời khỏi gia đình dì hà quyết tâm nói nếu con ra khỏi cánh cửa này thì vĩnh viễn đừng gọi gì là gì nữa tại sao phải làm như vậy rốt cuộc nước mắt nam đình vẫn không nhịn được mà rơi xuống cô quay đầu nhìn nam gia dư khẩn cầu như một đứa trẻ dì út dì có thể đừng ép con không nam gia dư cũng không nhìn cô xoay người đi vào thư phòng đóng cửa lại nước mắt nam đình rơi lả chả từng giọt từng giọt lặng yên đầy ẩn nhẫn tàn chất không nhìn nổi nữa anh bước lên phía trước vì út chỉ đang nổi nóng thôi qua hai ba ngày là ổn mà anh đồng ý với em anh sẽ khuyên gì ấy nam đình lắc đầu rồi lại lắc đầu như thể không tin nam gia dư sẽ thay đổi thái độ cũng có thể là đang từ chối sự giúp đỡ của anh điện thoại đổ chuông nam đình lau mặt qua quyết lấy điện thoại ra khỏi túi màn hình hiện tên anh bảy nước mắt lại càng rơi như mưa vào khoảnh khắc ấy không sao ngừng lại được nam đình không khống chế được cảm xúc lại không muốn bỏ qua cuộc điện thoại này, vì thế, cô cứ vừa khóc vừa bắt máy. Hẳn là thịnh viễn thời vừa hạ cánh, vẫn còn đang ở bãi đổ sân bay, tiếng gió vù vù và tiếng động cơ gầm rú vọng tới, anh nói giữa khung cảnh ồn ngào, sức khỏe mẹ tề chính dương không ổn, hôm nay bệnh viện gọi điện tới nói bệnh tình chị ấy trở nặng, nguy hiểm đến tính mạng, anh đưa thằng bé về thành phố A, chắc là đêm nay không quay lại được. Nam Đình không biết có phải Trình Tiêu gọi điện thoại cho anh trước nên anh mới giải thích vì sao đột nhiên rời đi hay không, nhưng bất kể là vì điều gì, chỉ cần anh còn quan tâm đến cô, lý do gì cô cũng chấp nhận. Chỉ là, sức lực đã cạn sau cuộc tranh cãi với Nam Gia Dư, cú điện thoại này của anh đến quá đúng lúc, Nam Đình như bị chặn ngang cổ họng, nhất thời không nói được lời nào. Thịnh Viễn thời đợi mấy giây, không thấy cô đáp, anh nói, đúng, anh có hơi giận một chút, bằng không thì gấp đến mức nào cũng vẫn phải gọi một cú điện thoại. Nhưng anh suy nghĩ suốt dọc đường, suy nghĩ thật cẩn thận một chuyện, đấy là mặc kệ là hiểu lầm hay là đúng thế thật năm năm qua cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện rồi chúng mình không thay đổi được anh không hỏi em năm năm đó đã trôi qua thế nào là vì không muốn em nhớ lại những ngày tháng khó khăn tuy anh không trải qua cùng em nhưng anh có thể tưởng tượng được em khổ sở thế nào anh tạm ngừng như đang hạ quyết tâm rồi mới kiên định nói mang mang anh yêu em yêu đến mức có thể không cần quan tâm đến quá khứ cho nên em có thể có bí mật chỉ cần em không muốn nói anh sẽ không ép em anh cũng có thể khẳng định với em, kể cả em có trở thành chị tan thật, chỉ cần bây giờ người em yêu là anh, chỉ cần em vẫn chọn ở bên anh, thì sẽ không ảnh hưởng đến tình yêu anh dành cho em. Nghe đến đây, Nam Đình không thể kiềm chế được tiếng khóc của mình. Thịnh viễn thời nghe thấy tiếng khóc của cô, anh không vội vàng dỗ dành, mà chỉ nói bằng giọng dịu dàng hơn, hình như mỗi lần anh nói gì đấy với em là em đều khóc nhè. Nói thật, anh Bảy không muốn chọc cho em khóc, nhưng mà, anh Bảy không muốn phạm phải sai lầm như ngày trước một lần năm năm là đủ rồi anh bảy không mong trải qua một lần nữa đâu mang mang anh bảy ba mươi tuổi rồi cũng già rồi không đâu giọng nam đình khàn đi anh như bây giờ vừa đẹp nói xong lại như chịu một nỗi ấm ức ghê gớm cô khóc thúc thích đêm nay anh quay về được không em có chuyện muốn nói với anh kể từ khi quen biết đây là lần đầu tiên cô đưa ra yêu cầu như vậy với anh Thịnh viễn thời gian điện thoại lên quay đầu nhìn về phía chiếc máy bay mình vừa bước xuống, anh hứa, được, nhất định đêm nay anh sẽ về. Anh nhìn đồng hồ, đúng 7 giờ, anh đưa Tề Chính Dương đến bệnh viện trước đã, dù sao nó vẫn còn nhỏ, ngộ nhỡ mẹ nó có mệnh hệ gì, bên cạnh không thể không có ai được. Em ở nhà chờ anh, anh quay lại sẽ sang thẳng bên đó, được không? Nam Đình vốn muốn anh trở về, kể hết những vất vả mình đã trải qua cho anh nghe, nhưng nghe nói bệnh tình của mẹ Tề Chính Dương nghiêm trọng như vậy, cô buộc mình ngừng khóc cũng chẳng biết là lấy dũng khí ở đâu ra, cô nói, em đi tìm anh. Lời còn chưa dứt đã mở cửa đi ra ngoài. Tàn chất đuổi theo, giữ chặt cô lại rồi hỏi, em muốn đi đâu? Nam Đình giải dụa muốn thoát khỏi anh, không cần anh lo. Tàn chất không buông tay, cứ thế kéo cô xuống lầu, anh đưa em về nhà. Nam Đình bực bội nói, em không cần. Thịnh viễn thời nghe thấy tiếng tàn chất, cùng với cảm xúc trong giọng của Nam Đình, anh nói ở đầu dây bên kia, để anh ta đưa em về nhà trước đi mang mang nghe anh nam đình không chịu cổ chấp nói với tang chất em không cần anh đưa đi nam đình tang chất em xin anh để cho em tự đi không phải là em có chuyện muốn nói với anh sao mình vừa đi vừa nói nếu em sợ cậu ta hiểu lầm để anh nói với cậu ta nam đình không đưa điện thoại cho anh em nói là không cần tang chất cũng không chấp nhận sự từ chối của cô anh lẳng lặng kéo cô vào thang máy. Tín hiệu bắt đầu chập chờn, Thịnh Viễn Thời nghe thấy tiếng sẹt sẹt đứt quãng ở đầu bên kia, anh sợ Nam Đình bướng lên thì sẽ có chuyện, nên vội vàng xoay người lại, chạy về chỗ Tề Chính Dương đang đợi anh rồi nói, "Cháu ra trước xem xe bố chú sắp xếp đã đến chưa, chú ra ngay." Hai mắt Tề Chính Dương đỏ hồng, nhưng cậu vẫn kiên cường gật đầu, "Chú không cần vội, chắc chắn mẹ cháu không sao đâu." Thịnh Viễn Thời xoa đầu cháu trai, "Đúng, chắc chắn mẹ cháu không sao đâu." Tây Chính Dương bước nhanh ra khỏi sân bay. Sau khi tín hiệu khôi phục, Thịnh Viễn Thời hơi cao giọng nói, mang mang đưa điện thoại cho anh ta. Nam Đình không biết tình hình của anh ở bên này, cô vẫn còn rằng co với Tang Chất trước cánh cổng đơn, người nên giải thích là anh ấy, anh bẫy, anh không cần nói gì với anh ấy cả. Mang mang. Thịnh Viễn Thời trầm giọng nói, đưa điện thoại cho anh ta. Lòng ngực Nam Đình không ngừng phập phồng, cô vừa không muốn để Thịnh Viễn Thời nói chuyện với Tang Chất. Vừa không muốn làm trái ý Thịnh Viễn Thời đang lúc cô chần chừ, Tang Chất đã lấy điện thoại từ tay cô, "Thịnh Viễn Thời." "Tang Chất." Thịnh Viễn Thời trực tiếp ngắt lời anh, lớn tiếng nói, "Tôi không cần biết lúc trước hai người xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ cô ấy muốn làm gì, tốt nhất là anh đừng ngăn cản, nếu không đợi tôi về, đảm bảo anh sẽ hối hận, đây là lời cảnh cáo, Thịnh Viễn Thời tôi đang cảnh cáo Tang Chất anh, để cho cho ấy làm chuyện cô ấy muốn, ví dụ như lên máy bay đi tìm tôi chẳng hạn." "Về việc có chuyến bay hay không?" không phải chuyện anh cần quan tâm. Nếu anh dám ngăn cản, thì chuẩn bị tinh thần gánh hậu quả đi. Tôi có khả năng làm chuyện này hay không? Anh đừng nghi ngờ. Tàn chất vốn đã nén bực tức vì tình cảm cô dành cho thịnh viễn thời rồi, mà sự chống cự khó hiểu của Nam Đình càng khiến anh không thể chấp nhận được. Thậm chí anh không lý giải nổi, tại sao sự kích động của Nam Đình lại tăng lên như vậy? Lúc này nghe thấy giọng thịnh viễn thời, anh không thể không phát cáo. Thịnh viễn thời, cô ấy vì cậu mà gần như cắt đứt quan hệ với gì của cô ấy cậu lại nói những lời đó với tôi, cậu dựa vào cái gì? Dựa vào việc người cô ấy yêu là thịnh viễn thời tôi, không phải tan chất anh. Thịnh viễn thời khẳng định chắc chắn, về chuyện giữa cô ấy với gì cô ấy, yên tâm, có tôi ở đây, không cắt đứt được. Tan chất gần như muốn đập nát cái điện thoại. Chương 47, giọt mưa rơi giữa đám mây cầu vòng 7. Trong mắt tan chất, thịnh viễn thời ở lúc này và thịnh viễn thời bị mình chất vấn đến á khẩu trong đêm đó là hai người hoàn toàn khác biệt mà sự tự tin của thịnh viễn thời lại đến từ chính tình yêu của nam đình tình yêu đó là thứ mà tan chết anh cầu mong bao năm qua nhưng chẳng được thịnh viễn thời dựa vào cái gì mà dễ dàng có được tình yêu của nam đình như vậy hai người họ gặp nhau rõ ràng là sau khi anh và cô ấy quen biết hơn nữa năm năm qua thịnh viễn thời chẳng làm gì cho nam đình sao có thể cậy vào tình yêu của nam đình mà cảnh cáo anh cậu ta cảnh cáo anh. Chỉ bằng người Nam Đình yêu là cậu ta. Phải, Nam Đình yêu cậu ta, nên cậu ta thắng. Tang chức biết mình thua, nhưng anh không biết mình thua ở điểm nào. Cảm xúc tích tụ lâu ngày dường như đã đạt đến điểm cực hạn vào giờ phút này. Ánh mắt tan chất đột nhiên trở nên sắc bén bởi lời cảnh cáo ngạo nghễ của thịnh viễn thời. Anh trầm giọng khiêu khích, cậu đã tự tin như thế, vậy thì thịnh viễn thời, để tôi thử xem. Thử xem tôi cản cô ấy đi tìm cậu rồi cậu sẽ làm gì được tôi thử xem cô ấy và dì cô ấy xảy ra tranh cãi như vậy cậu định giải quyết thế nào tang chất nói xong liền cút điện thoại sau đó dùng tay phải tóm chặt cổ tay nam đình lần đầu tiên dùng ưu thế đàn ông để ép cô đi về phía xe mình đương nhiên nam đình không chịu đi cùng anh vẫn quyết phân cao thấp với anh em muốn tự về nhà nói rồi liền đưa tay cướp lại chiếc điện thoại tang chất không cho giọng điệu anh lạnh lùng hệt như sắc mặt không phải muốn đi tìm cậu ta à anh đưa em đi. Trong tình huống như thế này, Nam Đình đâu thể tin được lời anh nói, nhất là tiếng chị tan của Hà Tử Nghiên lại càng khiến cô muốn chống cự tan chất, vì vậy, cô hơi gằn giọng nói, em không cần anh đưa. Sự kháng cự lần nữa của cô khiến cơn giận trong tan chất lên tới đỉnh điểm, anh kéo cô đến trước mặt mình bằng thái độ gần như là thô lỗ, hai tay nắm chặt bả vai cô, anh lạnh lùng hỏi, làm bạn bè bao nhiêu năm rồi, sao, sợ anh ăn thịt em à? Hay là, có thịnh viễn thời rồi, người nhà, bạn bè đều có thể vứt bỏ được, Nam Đình, trước kia em không như thế. Trước kia em tin tưởng anh, tin anh cũng giống như em, coi nhau là người thân dù chẳng có quan hệ ruột thịt. Em cảm ơn anh, cảm ơn anh đã đưa em bước ra khỏi bóng ma của trầm cảm, cảm ơn anh luôn quan tâm, chăm sóc em. Em cũng kính trọng anh, kính trọng học vấn và cách đối nhân xử thế của anh. Em còn ý lại vào anh, cứ lúc nào em gặp phải rắc rối, người đầu tiên em nghĩ đến luôn là anh. Em tự cảm thấy may mắn May mắn vì có một người bạn tốt như anh cùng em đi qua những năm tháng khó khăn nhất. Bạn tốt, tan chất không nghe nổi nữa, anh khẽ gằn giọng, anh mà lại muốn em cảm kích với kính trọng à. Anh không muốn sự cảm kích và kính trọng của cô. Nhất thời, Nam Đình không hiểu được, cô kinh ngạc hỏi, vậy anh muốn cái gì? Lòng ngực tan chất phập phồng, anh mượn sắc trời mong manh nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của cô, đáp rành rọt từng chữ một, anh muốn em. Sắc trời gần về tối mờ mịt, cho tới khi một tia chớp nhoáng lên, Nam Đình mới nhìn rõ hết thảy xung quanh mình, bao gồm cả sự đấu tranh trong ánh mắt thâm trầm của anh. Ti chớp vụt sáng tự như cơn giận dữ của anh, điên cuồng giáng xuống mặt đất, dội thẳng vào tim cô. Nam Đình cho rằng mình nghe nhầm, mà cô cũng hy vọng là mình nghe nhầm. Nhưng tan chất không cho cô cơ hội trốn tránh, anh lặp lại rành mạch một lần nữa, anh muốn em yêu anh. Nỗi khiếp sợ và ngỡ ngàng hiện lên qua đôi mắt Nam Đình, trong đầu cô bất giác tu nhanh những mảnh vụn của quá khứ những khoảnh khắc ấm áp bên cạnh nhau những sự lịch thiệp nhã nhặn mà cô tưởng rằng xuất phát từ bản tính đàn ông của anh những tình cảm cô cho là chẳng dính dáng gì đến lợi ích hay toan tính những ngày anh dốc lòng chăm sóc và bầu bạn cùng cô những lời cổ vũ an ủi anh dành cho cô trong những ngày khốn khổ thì ra đều là tình bạn một phía từ cô mà thôi tàn chất rất ưu tú bất kể là năng lực cá nhân hay hoàn cảnh gia đình anh chẳng thua kém ai cả có bao nhiêu cô gái khao khát được lọt vào mắt xanh của anh, khao khát tình yêu của anh. Nhưng câu anh muốn em yêu anh. Kia, lại khiến Nam Đình hiểu ra, không phải là mình có được một tình yêu, mà là mất đi một người bạn, một người anh, mà mình tín nhiệm và ý lại nhất. Cảm giác mất mát này đến quá đột ngột, đột ngột tới mức khiến người ta đau lòng. Ánh sáng trong mắt Nam Đình dần mờ đi, lòng ngực bút nhói, nước mắt bỗng không ngừng tuôn rơi, tại sao? Đúng vậy, trên đời này có bao nhiêu cô gái tốt như thế tại sao anh lại chỉ yêu em nếu biết trước kết cục thế này anh thà rằng ngày ấy không gặp được em tang chất đau khổ hơn bất cứ ai anh tự biết rõ ràng khi mình nói câu đó ra thứ mất đi không chỉ có tình yêu đã mong mỏi bao lâu mà còn cả một người bạn đã tin tưởng mình một cách tuyệt đối sao có thể quay trở lại vị trí bạn bè được nữa trước khi thịnh viễn thời xuất hiện anh nghĩ mình có cơ hội cho dù nam đình không yêu anh nhưng ít nhất bên cạnh cô chẳng có người đàn ông nào thân thiết hơn anh trong mắt tàn chất đó là ưu thế lớn nhất của anh hơn nữa nam gia dư lại ủng hộ anh yên tâm giao phó nam đình cho anh thứ đang thiếu chỉ là một cái gật đầu của cô mà thôi cho tới khi thịnh viễn thời xuất hiện tàn chất biết mình không mơ mộng nổi nữa nhưng vì sao đến làm bạn cũng không được nữa tàn chất không cam lòng dưới cơn mưa tầm tã anh ông nam đình vào lòng đây là lần đầu tiên sau bao năm quen biết anh Quang Minh chính đại lấy danh nghĩa tình yêu để ôm cô, anh biết em không yêu anh, nhưng anh cho rằng ít nhất có thể để anh yêu em, dù là cả đời này em không thuộc về anh. Nam Đình, anh không muốn miễn cưỡng em, nhưng mà chưa đến cuối cùng, anh không muốn từ bỏ. Lắng nghe kỹ, trong giọng anh ẩn chứa cả sự nghẹn ngào. Tại sao lại yêu em? Tại sao biết rõ em yêu người khác mà lại còn muốn nói ra? Giọt mưa táp thẳng vào mặt, hòa lẫn cùng nước mắt. Nam Đình khàn giọng nói, em xin lỗi. Đáp án này như làn sương lạnh đâm vào lòng tan chất, nhưng anh không không nở buông tay, vẫn chỉ muốn ghi Nam Đình vào lòng, càng ôm càng chặt, anh có chỗ nào không tốt, sao lại cứ phải là cậu ta. Hèn mọn đến thế, nhưng mà, trong tình yêu, không phải cứ cúi đầu hèn mọn là được. Nam Đình muốn ngẩng đầu, ngước mắt lên nhìn anh trong màn mưa, nói với anh rằng, anh rất tốt, điểm nào cũng tốt, cho nên, anh không nhất thiết phải hao tổn tâm tư vì một người bình thường mà lại không yêu anh. Nhưng ngay khi cô động đậy, tan chất lại nhạy cảm phát hiện được, đang lúc hiểu lầm rằng cô muốn giải dụa kháng cự mình, anh cúi mặt xuống, định hôn lên môi cô. Nam Đình cảm giác được anh muốn làm gì, cô đẩy anh ra, nhưng tay anh như gông xiền, sự chống cự của cô gần như vô hiệu. Nam Đình không giải ra được, chỉ có thể nghiêng đầu trốn tránh, bởi thế, nụ hôn của tan chất hạ xuống má cô. Ngoài thịnh viễn thời ra, không có ai làm như vậy với cô cả. Mọi nỗi ấm ức và xấu hổ khiến cả người nam đình run rẩy. cô dùng hết sức giải dụa như một con thú trong cơn hoảng loạn, rồi gào lên, đừng mà. Đồng thời chật vật rút bàn tay phải ra, dơ lên, bóp một tiếng, dán một cái tác xuống má tan chất. Tan chất dừng hết mọi động tác lại. Nam Đình cũng giật mình, cô muốn nói một câu xin lỗi theo bản năng, nhưng miệng thở dốc một hồi lâu mà vẫn không nói được gì. Tan chất tỉnh táo lại, chậm rãi buông lỏng tay ra qua tầm mắt mơ hồ nam đình thấy một bên má đỏ bừng của anh nước mắt lẳng lặng chảy xuống cô vội lùi về phía sau từng bước từng bước một tàn chất không định cản cô nữa anh cứ đứng trong mưa như thế nhìn cô dần rời khỏi tầm mắt mình cho đến khi chẳng còn thấy nữa anh khản giọng hét lên a à, còn chưa dứt tiếng chiếc di động của nam đình bị anh dùng sức ném mạnh vào thân xe sau đó anh vừa cười vừa tự lẩm bẩm thịnh viễn thời cô ấy sẽ không đi tìm cậu đâu. Ít nhất là đêm nay, cô sẽ không đi. Nam Đình không biết mình dầm mưa bao lâu, chỉ biết là khi cô về tới tiểu khu hàng thiên, hai chân cô đã mềm nhũng không đứng vững nổi nữa rồi. Cô chẳng quan tâm đến ánh mắt hiếu kỳ của đám người trong thang máy, cứ thế để cả người ướt sũng, dựa vào một góc sáng sủa, cho tới khi lên đến tầng 10. Cửa thang máy mở ra, cô liền thấy Tề Diệu đang đi đi lại lại bên ngoài, dáng vẻ vô cùng sốt ruột. Chị Diệu cô yếu ớt gọi tề diệu nhìn qua thấy cô như vừa bị cướp vội chạy lại hỏi làm sao thế này nam đình run lẩy bẩy vì lạnh cô ôm hai tay mình mở cửa hộ em trước được không chìa khóa trong túi em sau khi vào cửa mất ngủ nhào đến tề diệu quát nó hai tiếng rồi đẩy nam đình vào nhà tắm tắm nước ấm trước đi đã cẩn thận cảm lạnh rồi chẳng buồn kiên dài gì đích thân cởi cúc áo cho nam đình nam đình ngượng nghịu nói để tự em. Tự em cái gì mà tự, tay em dùng nổi nữa không? Tề dịu quá cô không chút khách khí, như nhau cả, còn sợ chị nhìn thấy à, nói xong lại động tay cởi quần bò cho cô. Cởi hết đồ cho Nam Đình xong, cô nàng lại mở vòi hoa sen, thử nước ấm, rồi mới kéo Nam Đình đến dưới dòng nước, xả một lúc đi, cẩn thận cảm lạnh đấy. Xong xuôi vừa đi ra ngoài vừa bảo, chị đi gọi điện cho lão thất đây, bảo cho nó là em về rồi, ba nãy gọi mấy cuộc liền cũng thuận tay đóng cửa lại nam đình nhớ ra điện thoại của mình vẫn ở chỗ tan chất trong tiếng nước chảy ào cô loáng thoáng nghe thấy tề diệu nói về rồi vừa về xong dính mưa từ đầu đến chân đang tắm được yên tâm đi chị sẽ chăm sóc cho con bé chị dâu thế nào rồi biết rồi nếu mày chưa về ngay được thì mai chị đưa con bé qua đấy để ý tề chính dương nhé nam đình vặn vòi hoa sen tới nấc mạnh nhất cô nhắm mắt lại không nghĩ chuyện gì nữa nửa tiếng sau cô thấy bộ quần áo ở nhà cuốn thêm tấm chăn mỏng tề diệu nhất quyết choàng cho nhậu nhạo ăn hộp cơm tề diệu vừa gọi về nhưng cô thật sự chẳng có khẩu vị gấp được mấy đũa đã không muốn ăn nữa tề diệu thấy cô không muốn ăn lại vừa dính nước mưa thế nên đề nghị hay là mình uống chút rượu đi nam đình tung chăn ra em xuống lầu mua đã nhiều năm cô không uống rượu đương nhiên trong nhà không có hàng dự trữ tề diệu kéo cô lại chờ sau đó về nhà đối diện lấy một chai rượu vang đỏ sang uống hết ngủ cho ngon nam đình không dám chắc mình có ngủ sau khi say rượu không cô rót hai ly một ly cho tề diệu một ly thì tự ngửa cổ dốc cạn tề diệu chẹp một tiếng có phải bia đâu uống từ từ thôi nam đình cười cho ấm người em hơi lạnh tề diệu có vẻ tin cũng phải đề phòng cảm lạnh nam đình coi như đây là lời cho phép lại rót một ly nữa tề diệu thấy cảm xúc của cô không bình thường lại liên tưởng đến mấy cuộc điện thoại của thịnh viễn thời bèn hỏi thẳng cô cãi nhau với lão thất à nam đình lắc đầu đâu có sau đó như sợ tề diệu không tin cô lại nói vừa lúc trước anh ấy còn gọi điện thoại cho em nói yêu em tề diệu lại hỏi thế là em vui quá nên mới dầm mưa nam đình không trả lời cô lại rót cho mình một ly uống hết mới nói lãng sang chuyện khác chuyện sợ đàn ông em hỏi rồi giải tỏa tâm lý là có thể chữa được nhưng mà cô muốn nói lại thôi tề diệu thấy thế liền nói chị vốn không định chữa em không cần nhờ bác sĩ tan kia giúp đâu nhắc đến tan chất trong lòng nam đình lại khó chịu chị diệu chị nói xem giữa nam nữ có tồn tại tình bạn thuần túy không tình bạn thuần túy tề diệu nghe thế liền cười theo chị nghĩ giữa đàn ông với phụ nữ chỉ có kiểu quan hệ yêu đương qua lại hoặc thầm mến đơn phương còn cái gọi là hồng nhan tri kỷ, chẳng qua là cách người ta ngụy trang để duy trì cái danh bạn bè thôi. Đương nhiên, người có xu hướng giới tính không bình thường, không được liệt vào hàng ngũ này. Nam Đình không biết đáp lại câu gì. Tây Diệu cũng mang máng hiểu ra tại sao Nam Đình lại hỏi câu đó, chị nhớ là em đã từng nói, em chỉ chịu trách nhiệm với thứ mà em quan tâm. Cô nàng vỗ vai Nam Đình an ủi, đời người là thế đấy, có lựa chọn thì sẽ phải phụ lòng, huống chi là tình yêu không thể chứa được người thứ ba hay là lão thất không đáng để em phụ lòng người khác? Đương nhiên không phải, trong lòng Nam Đình, người cô yêu, yêu nhất, chỉ có một mình thịnh viễn thời. Nếu cái giá phải trả để ở bên anh là buông bỏ cả thế giới, Nam Đình cũng sẽ không chút chân chư. Có điều, mối quan hệ mà mình vốn tưởng rằng vô cùng bền chắc, lại dễ dàng bị một câu của Tang chất đánh vỡ, Nam Đình vẫn cảm thấy buồn. Cho nên, đêm nay, cô buông thả bản thân mình, cũng giống như đêm đó, Tây Diệu không hề ngăn cản cô, để cô uống rất nhiều rượu cho đến khi thịnh viễn thời gọi điện vào máy của tề diệu từ thành phố a về nói với cô anh đang ở sân bay một tiếng nữa có một chuyến bay anh sẽ về nam đình còn nhớ mẹ của em trai tề đổ bệnh cô hỏi chị gái anh không sao chứ thịnh viễn thời dịu dàng sửa lời không phải chị gái là chị dâu tình hình ổn định lại rồi nam đình nghĩ ra giờ đã khuya rồi nên bảo anh không cần về vội đâu thịnh viễn thời lại nói anh đã hứa với em là về rồi anh sẽ làm được. Nam Đình mỉm cười, cô đáp, vậy em chờ anh. Thịnh viễn thời cũng cười, ừ, chờ em tỉnh ngủ là có thể thấy anh rồi. Cuộc trò chuyện chấm dứt, Nam Đình định liếc nhìn đồng hồ xem đã mấy giờ rồi, nhưng cô không sao nhìn rõ được thời gian hiển thị trên chiếc đồng hồ treo tường. Sau đó, cô như chìm vào giấc ngủ, giữa lúc ý thức mơ hồ, cô nghe thấy có người gọi mình, Nam Đình, Nam Đình, nhưng không tài nào mở mắt ra được. Chương 48 giọt mưa rơi giữa đám mây cầu vòng 8. Thịnh viễn thời trở lại thành phố dê lúc 2 giờ đêm, mưa vừa mới tạnh, anh xuống máy bay nhưng không về nhà mình, mà đến thẳng tiểu khu hàng thiên. Tề Diệu đang mơ mà ngủ, nhìn thấy anh còn tưởng mình nằm mơ, nên híp mắt nói, chị có nhớ mày đâu, mày chạy vào giấc mơ của chị làm gì? Với cái kiểu nửa mơ nửa tỉnh của cô nàng, thịnh viễn thời đã quá quen rồi nên không trách, anh hỏi, cô ấy đâu, ngủ rồi à? Trừ phi con bé có tử lượng như mày, càng uống càng tỉnh theo như tề diệu thấy lúc cô nàng về thì nam đình đã ngủ rồi nghe nói nam đình uống rượu thịnh viễn thời nhíu mày anh chìa tay ra với chị họ đưa chìa khóa cho tôi cơn buồn ngủ của tề diệu tan đi mấy phần rõ ràng cô nàng nghe hiểu nhưng vẫn giả vờ ngu ngơ chìa khóa nào cơ nam đình ở gần ngay trong gang tất thịnh viễn thời chẳng sốt ruột hiếm khi anh chịu kiên nhẫn giải thích không phải tôi đã bảo bà lúc nào về thì cầm cả chìa khóa nhà cô ấy theo à nếu không anh quay về rồi vào nhà bằng cách nào, anh lại chẳng muốn ở bên nhà Tề Diệu để làm bữa sáng rồi sang gọi cô. Tề Diệu nhìn anh, nở nụ cười ranh ma, mày thế này không hay cho lắm đâu, tiếp cận nhân lúc người ta đang ngủ, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, chủ nhà như chị liệu có phải chịu trách nhiệm không? Thịnh viễn thời lẳng lặng cười, sớm muộn gì cô ấy cũng dọn sang chỗ tôi, hoặc là tôi dọn sang bên này, chẳng lẽ cô ấy còn không chịu cho tôi vào nhà? Tề Diệu nhướng mày, chắc chắn em gái Nam Đình sẽ không cản mày, nhưng mà cô nàng nhắc nhở mày định giải quyết mất ngủ thế nào thế mà lại quên mất thằng nhóc khó nhằn đó thịnh viễn thời nắm tay đấm lên trán rồi ra đề nghị hay là bà cho nó ở tạm một đêm trước vậy chị tề diệu không có kinh nghiệm nuôi thú cưng nhưng lại không đành lòng nhìn em trai bị dị ứng như vậy sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến vẻ đẹp trai của anh sau một hồi cân nhắc cô nàng đành miễn cưỡng đồng ý rồi rồi ai bảo mày là em trai chị chứ vì tình yêu của mày Chị đành chịu thiệt một đêm vậy. Thịnh Viễn Thời lập tức ngãn miệng cười, khó lắm mới được một lần anh nói, "Cảm ơn nhé, chị họ." Tề Diệu tỏ vẻ chị không nghe nhầm đấy chứ. Còn sống mà nghe được mày gọi một tiếng chị, chị phải cảm ơn cô vợ tương lai của mày mới được. Rõ ràng Thịnh Viễn Thời bị từ vợ kia lấy lòng, anh tỏ vẻ phấn khởi, "Chờ tôi cưới được cô ấy rồi, đảm bảo sẽ không tranh lớn nhỏ với bà nữa, coi như thừa nhận thân phận chị họ của cô nàng." quả nhiên là có vợ rồi mọi thứ đều như không, đến cả vai vế cũng chẳng thèm quan tâm nữa, Tề Diệu nói với vẻ tiếc rèn sắt không thành thép, chỉ được có thế thôi. Thịnh viễn thời cười chứ không nói gì. Kết quả là, Tề Diệu dùng đủ mọi chiêu, mất ngủ vẫn không chịu đi cùng cô nàng, chỉ ngoan ngoãn ngã vào sofa, như thể đang trông cho nam đình ngủ. Sự bảo vệ trung thành này khiến cảm tình của Tề Diệu với mất ngủ tăng vọt, làm cô nàng bỗng nảy sinh ý muốn nuôi một con ba, nhưng cô nàng vẫn có chút bực bội mà gõ lên đầu nó, đừng làm lỡ chuyện tốt của chủ nhân mày được không mất ngủ ử hai tiếng rồi gối đầu lên chân trước dáng vẻ đúng kiểu làm ơn đừng bắt nạt tôi vậy tề diệu hết cách bất lực nhìn về phía thịnh viễn thời đang đứng ở cửa hay là mày bế nam đình sang nhà chị đi như vậy sẽ bất tiện cho cả hai cô gái thịnh viễn thời ngẫm nghĩ một lát rồi rảo bước tiến vào quả nhiên mất ngủ vừa nhìn thấy anh liền lập tức thay đổi thái độ không còn ôn hòa như với tề diệu nữa mà vội vàng nhổn dậy đầy cảnh giác trong dữ dằn như chuẩn bị vồ lấy anh vậy. Thịnh viễn thời bảo tề diệu về trước cửa nhà đối diện, còn mình thì lùi dần ra ngoài, duy trì khoảng cách với mất ngủ. Cho đến khi dụ được mất ngủ sang phía đối diện, chờ tề diệu lấy cho nó một hộp sữa chua, thằng nhóc cúi đầu ngửi ngửi, thịnh viễn thời mới tủng tỉm cười rồi đi vào nhà Nam Đình, cũng thuận tay khóa cửa lại. Về phần mất ngủ bị lừa ra ngoài, anh tin là bà chị họ với tình thương bao la nhất định sẽ có cách thu phục nó. Thân là chủ nhân, nhưng Nam Đình hoàn toàn không biết gì về việc mất ngủ bị dẫn đi. Cô nằm trên sofa, đắp tấm chăn mỏng, dáng vẻ nhắm mắt như đang ngủ say. Thịnh viễn thời ngồi xổm xuống bên cạnh cô, dùng ngón tay vuốt ve khuôn mặt đỏ hồng do uống rượu của cô, một lúc sau mới giang tay bế cô lên, đưa cô về ngủ trên chiếc giường lớn. Hình như Nam Đình nằm mơ, cô nhíu mày, trở mình một cái, miệng tha một câu mơ hồ không rõ, anh bảy, sau đó không động đậy nữa, nghe thấy cô nhắc đến tên mình trong vô thức, thịnh viễn thời mềm lòng, anh kéo chăn đắp cho cô, cúi người hôn lên môi cô, rồi lại hôn nữa, sau đó mới tắt đèn đi ra ngoài tắm rửa xong, thịnh viễn thời nhìn đồng hồ, hơn 3 giờ đêm, để đề phòng, anh lấy một viên thuốc dị ứng mang sẵn trong vali ra uống, rồi. Mới nhẹ tay nhẹ chân lên giường nằm cạnh Nam Đình. Hẳn là Nam Đình không ngủ say, hoặc là do cảm giác có người bên cạnh, lúc thịnh viễn thời gian tay ôm cô, cô hơi nhích người sang, cuộn mình, đưa lưng về phía anh gương mặt thịnh viễn thời thoáng hiện nét cười một cánh tay đưa qua cổ cô để cô gối đầu lên một tay khác thì nhẹ nhàng quàng qua eo cô tạo thành tư thế bao vây kéo cô vào lòng không biết là ngửi ra mùi hương quen thuộc trên người anh hay là đang mơ thấy anh nam đình hơi nghiêng đầu anh bảy có vẻ như không chắc chắn lắm thịnh viễn thời ghé vào tai cô thủ thỉ anh đây anh về rồi nam đình cựa quậy xoay người lại giữa bóng đêm cô giơ tay vuốt ve từng tất trên gương mặt anh Thịnh Viễn thời mượn ánh sáng lò qua khe rèm để nhìn ngắm cô, anh mặc cho cô ve vuốt, khuôn mặt giãn ra, tràn ngập ý cười, Nam Đình xác nhận là anh thì mới áp lại gần, ngẩng đầu hôn lên môi anh. Cơn mưa vốn đã tạnh chẳng hiểu lại rơi từ lúc nào, tí tách, tí tách táp vào khung cửa kính phía sau họ không xa, như rửa trôi đi cả những bụi bặm của ký ức. Tình yêu được bộc lộ lặng lẽ sau những ngày xa cách, làm cho Thịnh Viễn thời chuyển bị động thành chủ động, âu yếm hôn cô gái của anh. Anh vừa cuồng nhiệt, vừa dịu dàng hôn lên môi, lên mặt cô, để cô không kiềm chế được cảm xúc, phải buông giáp đầu hàng. Nhưng, Nam Đình lại như bừng tỉnh bất ngờ, cô ư một tiếng như con nai đang trong cơn hoảng sợ. Thịnh viễn thời nhận ra sự kháng cự của cô, anh lập tức dừng lại, mà lúc ngẩng đầu thì mới phát hiện ra cô đã khóc ướt đẫm má rồi. Sao lại khóc, thịnh viễn thời kéo cô vào lòng, để cô áp mặt vào lòng ngực anh, dùng nhịp tim của mình để trấn an cô, là anh bảy đây, đừng sợ hình như nam đình nghe thấy cô không chống cự sự tiếp xúc thân thể với thịnh viễn thời nữa nhưng cô cũng không đáp lời anh chỉ cúi đầu khóc nức nở cơ thể tự động cuộn lại thành tư thế của bào thai trong bụng mẹ thịnh viễn thời dằn lại sự kích động vì cô mà dâng lên anh dịu dàng vuốt tóc cô tại anh bảy không tốt dọa em sợ rồi nam đình vẫn không nói gì qua một lúc mới thôi khóc im lặng ngoan ngoãn vùi mặt vào ngực anh thịnh viễn thời tưởng cô khóc mệt rồi nên thiếp đi để tránh quấy rầy cô anh thông thả kéo cao chăn đắp cho cả hai, nhưng lúc tay anh mới chạm vào sườn Nam Đình, anh chợt nghe thấy cô nghẹn ngào nói một câu, đừng chạm vào em, xin anh đấy. Đừng chạm vào em, xin anh đấy, bất kể là tư đồ Nam trước kia, hay Nam Đình hiện tại, trước mặt anh, cô tuyệt đối không nói ra những lời như vậy nghĩ đến câu cuối cùng tan chất nói qua điện thoại, cả lời tề diệu nói, Nam Đình trở về trong tình trạng ướt sủng. Dường như chỉ có một khả năng. Trong bóng đêm tĩnh mịch, Đôi mắt Thịnh Viễn Thời trở nên thâm trầm lạnh giá. Hơn 5 giờ sáng, Thịnh Viễn Thời thức dậy, anh rửa mặt qua loa, lấy bộ quần áo sạch trong vali ra thay, rồi đóng cửa đi xuống lầu lúc quay về, trên tay anh xách theo một túi to, bên trong đựng mấy nguyên liệu nấu ăn. Nam Đình vẫn chưa tỉnh, anh vào phòng đắp lại chăn cho cô, lại quyến luyến hôn lên trán cô một cái rồi cưng chiều bảo, con mèo lười này, cho em ngủ thêm một lúc nữa đấy, sau đó ra phòng bếp nấu bữa sáng. Nhưng chờ đến khi đồ ăn đã nguội, đến khi tề dịu vốn hay ngủ nướng gọi điện sang hỏi có đồ ăn sáng không chị sang được không mà nam đình vẫn không có chút động tĩnh gì dựa vào kinh nghiệm qua đêm ở chỗ cô từ lần trước thịnh viễn thời cho rằng nam đình đã ngủ đủ rồi anh vào phòng ngồi xuống mép giường gọi cô dậy vốn tưởng đây là một trải nghiệm hạnh phúc mới mẻ trong đời lại nghĩ đến khi cô mở mắt ra và nhìn thấy mình sẽ nhoẻn miệng cười trong lòng anh ngập tràn cảm giác vui sướng nhưng thịnh viễn thời gọi mãi từ dịu dàng đến lớn tiếng Nam Đình vẫn không có chút phản ứng nào dáng vẻ. Nhắm chặt mày, không chỉ không có sức sống, mà càng giống như có chỗ nào không thoải mái hơn. Long Thịnh Viễn Thịnh đột nhiên bút lạnh, anh đưa tay kiểm tra trán cô theo bản năng, nhưng chẳng nóng chút nào thế này là. Trước khi không đưa ra được kết luận, trong tình huống gọi mãi mà Nam Đình không tỉnh, Thịnh Viễn Thời không dám chần chừ thêm, anh lấy áo khoác từ trong tủ ra, bọc lấy cơ thể Nam Đình, rồi bế cô đi ra ngoài. Định sang ăn sáng, Tề dịu thấy thế thì hết hồn, làm sao đấy? Thịnh Viễn Thời trầm giọng nói, đi lái xe. Trên đường đến bệnh viện, Thịnh Viễn Thời đã kịp liên hệ với bác sĩ. Lúc xe của họ chạy tới bệnh viện không quân cách tiểu khu hàng thiên không xa, thì đã có nhân viên y tế đứng chờ sẵn rồi anh đặt Nam Đình lên xe đẩy cán, vừa đi vào trong bệnh viện vừa nói, tối hôm qua dính mưa, uống khoảng 500ml rượu vàng đỏ, tầm 3 giờ sáng thì ý thức hơi mơ hồ, nhưng cháu vẫn nghĩ tại cô ấy uống rượu, lúc sau thì không tỉnh nữa, không sốt, mà ngược lại, tay chân lạnh ngắt. Vị bác sĩ trạc 50 tuổi đi bên cạnh lắng nghe, rồi kể gật đầu, cháu đừng sốt ruột, viễn thời, để chú khám cho con bé trước đã. Sau đó lại hỏi, trước đây có tiền sử bệnh gì không? Tiền sử bệnh nhà, thịnh viễn thời biến sắc, cháu không biết, lại ngay lập tức nghĩ ra chuyện gì đó, anh nói, cháu liên lạc với dì của cô ấy ngay đây, chắc là dì ấy biết. Được vị bác sĩ già nói xong liền đưa nam đình vào phòng cấp cứu thịnh viễn thời bị ngăn ở bên ngoài anh mất mấy giây để bình tĩnh lại rồi đưa cho tề diệu một địa chỉ bà đến chỗ này ngay lập tức đón dì nam đình tới đây tôi không có số điện thoại của dì ấy chỉ mới sang đấy đón nam đình một lần anh lại nâng cổ tay nhìn đồng hồ nhưng tầm này tôi không chắc dì ấy còn ở nhà hay là đi làm rồi nữa thế nên anh định gọi điện tới bệnh viện trung tâm để liên hệ với tang chất thịnh viễn thời giám chắc người kia nắm rõ về tình hình sức khỏe của Nam Đình như trong lòng bàn tay. Tề Diệu đọc lại địa chỉ một lần, vì con bé tên là gì? Nam Gia Dư. Cái gì? Đang định xoay người đi rồi, vừa nghe thấy cái tên đó, Tề Tê Diệu đột nhiên cứng đờ tay chân, chị không nghe nhầm đấy chứ, mày lặp lại lần nữa xem. Nam Gia Dư. Thấy Tề Diệu tỏ vẻ không thể tin nổi, thình viễn thời lập tức nghĩ ra, không lẽ gì ấy là trong lòng tề diệu ngay tức khắc như có cả đàn ngựa có bùng nhảy chồm chồm một cô nàng không đi vội mà lấy di động ra gọi vào một dãy số thịnh viễn thời nghe thấy cô nàng nói luật sư nam làm phiền chị đến bệnh viện không quân một chuyến ạ cuộc điện thoại kết thúc cô nàng mới nghiến răng nghiến lợi nói với thịnh viễn thời cái bà nam gia dư này chính là bà sếp khó xơi của chị đấy thế giới này nhỏ đến mức khiến người ta không dám tưởng tượng thịnh viễn thời nhìn về phía phòng cấp cứu hít sâu một hơi lấy đó để nhắc nhở mình phải bình tĩnh phải trấn định cùng lúc đó tang chất đang trên đường đến bệnh viện trung tâm thì bỗng nhận được một cú điện thoại từ số lạ trong tiềm thức anh nghĩ là thịnh viễn thời vì chuyện đêm qua vì di động của nam đình nhưng khi anh bắt máy đối phương lại nói là anh tang chất phải không ạ à? tang chất vốn tinh ý anh nghe ra ngay đây là một giọng nói hoàn toàn xa lạ với mình nhưng đối phương lại biết mình là ai anh bỗng có một dự cảm không lành tôi đây xin hỏi anh là ai vậy Đối phương nói, tôi gọi từ đài quan sát sân bay thành phố D là thế này. Nam Đình vẫn chưa đi làm, điện thoại cô ấy thì không liên lạc được. Tôi tìm được số khẩn cấp trong hồ sơ của cô ấy nên gọi cho anh. Xin hỏi là anh có liên lạc được với cô ấy không ạ? À? Cô ấy ốm hay thế nào ạ? À? Không đi làm. Ô mờ ngoài lần bị ốm, xin nghỉ nửa ngày từ đợt trước ra. Tàn chất gần như quên mất, thể chất của cô khác hẳn người bình thường. Tàn chất không nghe nổi nữa, anh cúp máy. Theo bản năng định gọi cho Nam Đình nhưng lúc bấm số mới nhớ ra là điện thoại của cô đã bị mình quăng vỡ. Anh liền vội quay đầu, đi về phía tiểu khu hàng thiên. Đúng lúc này, Nam Gia Dư gọi điện tới, báo với anh, Nam Đình đang ở bệnh viện không quân. Tàn chất nghe vậy thì hoảng hồn, chiếc xe đang lao nhanh giữa ngã tư bỗng hơi loạn choạng, cũng may anh chỉnh tay lái kịp thời, mới không xảy ra chuyện gì nguy hiểm. Anh trấn tĩnh lại, cháu đến ngay. Nghe thấy tiếng khởi động xe ở đầu dây bên kia, anh bình tĩnh hỏi Nam Gia Dư, ai báo cho dì biết, thịnh viễn thời à? Nam gia dư đáp chi tiết, trợ lý của tôi, Tề Diệu. Tề Diệu, chủ nhà của Nam Đình, chị họ của thịnh viễn thời, lại là trợ lý của Nam gia dư. Trong lòng tan chất bỗng dâng lên một ngọn lửa giận khó hiểu, anh dùng sức đập vô lăng một cái, sau đó nói, gửi số của cô ấy cho cháu đi gì, cháu phải nói chuyện với cô ấy ngay lập tức. Một lát sau, điện thoại của Tề Diệu đổ chuông, là tan chất anh không nói nhiều lời vô nghĩa, chỉ lạnh giọng bảo, để thịnh viễn thời nghe máy. Mơ hồ nghe thấy Tề Diệu nói hai câu gì đó, rồi điện thoại được đổi chủ, giọng nói lạnh lùng của thịnh viễn thời truyền đến, anh lên tiếng, nói. Giọng tan chất cũng lạnh lùng không kém, anh lấy ngữ điệu ra lệnh mà bảo, trước khi tôi đến, đừng cho cô ấy dùng thuốc gì hết, rồi lại như sợ thịnh viễn thời không nghe, anh bổ sung, thể chất cô ấy đặc biệt, có phản ứng bài trừ rất nhiều loại thuốc, nếu không muốn cô ấy nguy hiểm đến tính mạng thì chờ tôi đến chương 49, giọt mưa rơi giữa đám mây cầu vòng chính. Dù rằng thịnh viễn thời không rõ thể chất nam đình đặc biệt đến mức nào, nhưng anh tin tang chất sẽ không lấy chuyện này ra để nói đùa, lại càng không hù dọa mình, vì thế, anh cầm di động đi vào phòng cấp cứu. Nhưng vẫn chậm một bước, nhìn bên ngoài, trong nam đình vẫn chỉ như đang rơi vào trạng thái hôn mê thông thường, nhưng thông qua thiết bị kiểm tra, cả huyết áp và độ bão hòa oxy trong máu đều giảm rõ rệt, đó là biểu hiện của suy hô hấp. Nhưng cô vẫn còn trẻ như vậy, lại không va chạm gì mạnh, tổ chức phổi không thể xuất hiện tổn thương, tại sao lại ảnh hưởng đến trao đổi khí trong cơ thể? Để tăng huyết áp cho Nam Đình, đảm bảo cho các cơ quan quan trọng, ví dụ như cung ứng máu cho đại não, chủ nhiệm lý chịu trách nhiệm trong ca cấp cứu, quyết định tiêm cho cô một mũi adrenaline. Thực chất đây là một cách cấp cứu thông thường, các bệnh viện đều dùng cách này để cứu vô số bệnh nhân qua trạng thái sốc, nhưng Nam Đình lại nằm trong số cực ít những người có phản ứng bài xích adrenaline, nói một cách chính xác việc đưa adrenaline vào cơ thể cô cần tuân theo yêu cầu cực kỳ khắc khe về liều lượng. Thế nên, lúc thịnh viễn thời đi vào, nhìn lên máy theo dõi, thấy độ bảo hòa oxy giảm đột ngột, cả đường biểu đồ thể hiện nhịp tim cũng yếu ớt đến mức gần như kéo thành một đường thẳng tắp, như vậy nói lên điều gì? Anh căn bản là không dám nghĩ nữa, cổ họng nghẹn cứng như thể dây tiếp theo thôi là sẽ đứt đoạn, chỉ có thể hít sâu liên tục mới giữ cho giọng nói được vững vàng, anh báo tin Nam Đình bị phản ứng với một số loại thú. C cho chủ nhiệm lý nhưng cụ thể là những thuốc gì, đừng nói là anh không biết, cho dù anh biết, thì cũng chẳng thể học thuộc lòng mà đọc cho bác sĩ nghe trong khoảnh khắc sống còn này. Chủ nhiệm lý là cấp dưới của bố Thịnh, biết Thịnh viễn thời từ khi anh còn bé, vì thế, được Thịnh viễn thời ra hiệu, ông nhận lấy điện thoại, lắng nghe đầu bên kia nói, trừ khi tim đột ngột ngừng đập, bằng không, kể cả khi oxy máu giảm, lượng adrenaline tim vào người tuyệt đối không được quá. Đúng lúc tang chất nói ra con số 10%, ít hơn rất nhiều so với người bình thường thì biểu đồ thể hiện nhịp tim trên thiết bị theo dõi đột nhiên biến thành một đường thẳng tắp. Nhịp tim đột ngột dừng lại. Chủ nhiệm Lý buông di động, kiểm tra đồng tử của Nam Đình, cùng lúc đó vội vàng bảo y tá lập tức tiêm thuốc vào tâm thất trái cho Nam Đình, rồi chuẩn bị khử rung tim. Thịnh viễn thời không còn nghe rõ những âm thanh xung quanh nữa, tầm mắt cũng thoáng mờ mịt, giây phút bị đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, hai tay anh u đi, đầu đau bút như bị bổ đôi. Năm đó Nam Đình đột ngột bỏ đi, khi bay đi khắp thế giới tìm cô, anh cũng không có cảm giác sợ hãi như lúc này, sợ sẽ mất cô mãi mãi, thịnh viễn thời không đứng vững nổi, anh dựa lưng vào tường, trượt dần xuống, hai tay ôm đầu, hỗn hển tự hỏi như đang vô cùng khó thở, sao lại như thế được? Tề Diệu bị dáng vẻ của anh làm cho sợ hãi, cô ngồi sổng xuống cạnh thịnh viễn thời, dàn cánh tay ôm cậu em trai bao năm qua vẫn luôn bảo vệ và chăm sóc mình, cứ cho là đang lo lắng, nhưng vẫn buộc mình phải khẳng định, không sao đâu, nhất định Nam Đình không sao đâu, lão thất, mày phải tin chị mới tối hôm qua mẹ tề chính dương cũng đi qua ranh giới sinh tử kiên cường suốt cả chặng đường nhưng cuối cùng tề chính dương vẫn khóc cậu tóm lấy tay thịnh viễn thời vừa khóc vừa hỏi mẹ cháu không sao đúng không chú út có phải không ạ à? thịnh viễn thời ôm lấy cậu áp đầu cậu vào ngực mình cực kỳ kiên định nói đúng nhất định mẹ cháu có thể vượt qua thời điểm đó anh vô cùng mạnh mẽ vô cùng ra dáng một người bề trên cho cháu trai sự an ủi vững vàng nhất thế nhưng đổi lại là mình đối tượng là nam đình thịnh viễn thời phát hiện ra dường như anh còn chẳng bằng một đứa trẻ vị thành niên thịnh viễn thời cúi đầu tự trách mình đáng ra em phải kiên quyết hỏi cô ấy năm năm qua đã xảy ra những chuyện gì nếu em hỏi kể cả cô ấy không muốn kể cũng sẽ nhất định nói hai năm rõ mười cho em nghe cho đến giờ cô ấy chưa từng nói dối em ngoài để em chú ý nhiều hơn đến cô ấy thương cô ấy cô ấy mới tìm cớ để làm nũng với em thôi em tự nói với mình em không hỏi là vì không nỡ để cô ấy nhớ lại quá khứ tồi tệ, là vì đau lòng xót cô ấy. Nhưng thật ra không phải. Thịnh viễn thời từ từ ngẩng đầu, đôi mắt đỏ âu, anh nói, em sợ cô ấy nhớ đến 5 năm không có em, nhớ lại mình đã chật vật thế nào, sau đấy lại phát hiện ra, không có em, cô ấy vẫn có thể vượt qua được. Em sợ cô ấy trách em, trách em không ở bên cô ấy vào lúc cô ấy cần em nhất, trách em ngu ngốc đến mức tin luôn lời chia tay của cô ấy, trách em bắt cô ấy theo đuổi lâu như thế vậy mà một câu xác nhận rõ ràng cũng không có, em thậm chí còn chẳng đủ dũng cảm để nói với cô ấy, rằng em vẫn luôn đi tìm cô ấy, sợ cô ấy trách em là, chẳng phải anh lợi hại lắm ư, sao không tìm được em sớm hơn một chút. Xem ra, em giấu anh chuyện nhà em phá sản, là chính xác rồi. Thịnh viễn thời tóm lấy tay tề diệu, như kẻ sắp chết đuối vớ được một cọng rơm cứu mạng, anh nghẹn giọng nói, em sợ nhất là cô ấy không còn cần em, không còn yêu em như năm năm trước nữa người đàn ông trước giờ luôn rạng ngời ánh hào quang, thì lúc này lại phô bày hết mọi nỗi sợ hãi và yếu đuối tận sâu trong nội tâm ra, không bỏ sót chút nào. Tề Diệu chưa từng thấy thịnh viễn thời mất tự tin và bất lực như vậy, nước mắt cô không kiềm chế được mà cứ thế tuôn rơi, Nam Đình sẽ không đâu, con bé sẽ không hận em, cũng không trách em đâu, con bé yêu em, yêu em nhiều lắm, ngay cả chị còn nhìn ra được, con bé vì em mà có thể buông bỏ tất cả, sao em lại nghi ngờ tình yêu của con bé được. Lão thất, năm năm trôi qua đã bỏ lỡ nhiều thứ, cũng đánh mất nhiều thứ, nhưng 5 năm năm vỏn vẹn không đại diện cho hiện tại, lại càng không đại diện cho tương lai. Hai đứa còn có cả hơn 50 năm nữa. Nếu em cảm thấy thiệt thòi cho con bé, thì đồng ý với chị, phải kiên cường lên, dùng quãng đời còn lại để yêu con bé, chăm sóc con bé. Hối hận là chuyện vô nghĩ nhất trên đời này. Nhưng mà... Thịnh viễn thời đưa tay ôm mặt, biết vậy đã chẳng làm. Tan chất và nam gia dư gần như là đến cùng lúc, mà tan chất thì hiển nhiên là đã chuẩn bị từ trước. Trên tay anh cầm theo một tập bệnh án, thịnh viễn thời không cần xem cũng biết đó là bệnh án của Nam Đình, mà anh cũng không có thời gian hỏi tan chất, là anh ta vòng về nhà lấy, hay vẫn luôn mang thứ này bên mình. Sắc mặt tan chất tối sầm, anh đưa bệnh án cho Nam Gia Dư, nhìn thì như là một hành động tiện tay, nhưng thịnh viễn thời hiểu ra trong nháy mắt, họ không muốn để anh biết, ít nhất là trước kia, họ từng không muốn nói cho anh biết, rốt cuộc Nam Đình bị làm sao vậy, thịnh viễn thời hoàn toàn không tìm ra đáp án mà rõ ràng bây giờ không phải lúc để tra hỏi, không còn sự căng thẳng như trong cuộc điện thoại ngày hôm qua. Thấy tàn chất vội vàng chạy tới, Thịnh Viễn thời đứng bật dậy như nhìn thấy vị cứu tinh, vừa đẩy cửa phòng cấp cứu cho anh đi vào, vừa nói với anh, vừa rồi cả huyết áp và độ bảo hòa oxy trong máu đều giảm, nhịp tim đột ngột dừng lại. Như đoán ra Thịnh Viễn thời quen người của bệnh viện, tàn chất ra yêu cầu bảo bọn họ, tôi từng là bác sĩ chủ trị của Nam Đình, nghe theo tôi, nhịp tim của Nam Đình đã khôi phục trở lại nhưng rất yếu, như thể sẽ lại ngừng đập bất cứ lúc nào. Y tá vừa mang ra một liều thuốc, tàn chất liếc nhìn một cái rồi nói với chủ nhiệm lý, cái này sẽ làm cô ấy khó thở, đổi thành liều 5ml. Thịnh Viễn thời liền bảo chủ nhiệm lý, chủ lý, nghe anh ta. Lúc này chủ nhiệm lý mới gật đầu. Tiếp sau đó là một khoảng thời gian vô cùng căng thẳng. Thịnh Viễn thời chẳng làm được gì, anh lùi sang một góc không làm ảnh hưởng đến ai, nhìn họ làm các mục kiểm tra cho Nam Đình, rồi tiêm cho cô mà trong lúc đó gần một nửa số thuốc được chỉ định đều bị tan chất gạt đi chủ nhiệm lý có chút do dự nhưng thịnh viễn thời lại tin tưởng tan chất tuyệt đối thế nên ông đành dựa theo yêu cầu của tan chất bảo y tá đổi sang loại thuốc có hiệu quả trị liệu tương đương đây là một tình huống không đúng theo quy định trước không nói đến việc tan chất không phải là bác sĩ của bệnh viện không quân ngay cả anh có giấy phép bác sĩ hay không cũng không biết nhưng căn cứ vào các thao tác của họ trước đó căn bản là không thể chẩn đoán ra rốt cuộc nam đình bị làm sao một người không có vết thương bên ngoài cũng không bị va chạm gì dẫn đến tổn thương bên trong vậy mà các chỉ số sức khỏe lại liên tục giảm giống hệt với một bệnh nhân suy kiệt chức năng của rất nhiều cơ quan đây là lần đầu tiên họ gặp phải trường hợp như vậy cho tới khi tan chất đến dựa theo các biện pháp anh đề nghị số liệu trên thiết bị theo dõi bắt đầu tăng lên cứu người là ưu tiên số một nam đình tạm thời thoát khỏi cơn nguy kịch nhưng tình huống của cô quá đặc biệt nên sau đó được chuyển vào phòng hồi sức tích cực tang chức đứng bên ngoài phòng hồi sức rất lâu nhưng vẫn không đi vào cho tới khi nam gia dư đi ra với gương mặt tái nhợt anh mới nói là lỗi của cháu nam gia dư nhìn anh chăm chú sau lần đấy đây là lần đầu tiên con bé đổ bệnh tang chức nhắm chặt hai mắt ngày hôm qua sau khi ra khỏi nhà gì bọn cháu anh gần như không cất được thành lời nhưng cuối cùng anh vẫn gượng nói cháu xem nhẹ tình trạng sức khỏe của cô ấy hại cô ấy dính mưa còn chịu ấm ức hoảng sợ Ánh mắt nam gia dư trở nên sắc bén ngay tức khắc, dì hùng hổ hỏi, ở mờ ức cái gì, hoảng sợ cái gì. Tan chất trầm mặt một hồi lâu, nam gia dư cũng không thúc giục anh, chỉ đứng yên tại chỗ, chờ anh đáp lời. Rốt cuộc, tan chất cũng nói, cháu chất vấn cô ấy tại sao lại cứ phải là thịnh viễn thời, cháu còn cưỡng hôn cô ấy. Nam gia dư không chút do dự, giơ tay lên, nặng nề dáng một phát tác vào mặt tan chất, dì đau lòng nói, cậu là người hiểu con bé nhất, hiểu quá khứ của nó nhất cậu từng nhận lời tôi là sẽ chăm sóc con bé thật tốt, thế nên tôi mới yên tâm để con bé đến thành phố dê đi học, đi làm, mà năm năm qua, tôi không chê trách cậu ở một điểm nào cả. Tôi biết con bé yêu thịnh viễn thời, nhưng vẫn hy vọng người ở bên cạnh con bé là cậu, bởi vì mẹ cậu nói với tôi, năm đó, để cản bố cậu dở trò với nhà tư đồ, để tránh cho tư đồ tháng kỷ phải lao vào cảnh tù tội, cậu hứa hẹn sau 35 tuổi sẽ về nhà tiếp quản công ty. Điều này đối với người thừa kế của một gia tộc mà nói, có lẽ là trách nhiệm, là nghĩa vụ, nhưng mỗi người là một cá thể mang sinh mệnh, sẽ có thứ mình yêu thích, theo đuổi, bị bắt phải chấp nhận và cam tâm tình nguyện chấp nhận, là hai chuyện hoàn toàn khác biệt, thế nhưng, giữa đam mê và tình yêu, tàn chất vì nam đình nên đã chọn với sau. Tuy nhiên, sự lựa chọn này chưa chắc có thể đổi lấy được tình yêu của Nam Đình, có lẽ, chỉ là chuyện của một mình anh mà thôi. Sự hy sinh như vậy, Nam Gia Dư không thể làm như không thấy. Để tiếp tục nghiên cứu tâm lý, cậu không tiếc hy sinh hạnh phúc của mình, đồng ý với bố cậu kết thân với nhà họ Hà, cưới Hà Tử Nghiên, nhưng cậu lại vì Nam Đình mà từ bỏ hôn ước. Nam Gia Dư hơi ngửa đầu, ngăn cho nước mắt không chảy xuống rồi mới tiếp tục, tan chất, dì Út biết tình yêu cậu dành cho Nam Đình, dì Út biết hết, nhưng sao cậu có thể hồ đồ như thế, chẳng phải cậu vẫn giỏi kiên nhẫn, suy tính mọi chuyện chu toàn lắm ư. Đúng vậy, anh luôn luôn chu toàn, vì để Nam Đình không có gánh nặng, anh chưa bao giờ nhắc đến nguyên nhân mình từ hôn, cô có hỏi. Nhưng anh cũng chỉ giải thích bân cua rằng, sống cả đời với người mình không yêu, đúng là quá khinh thường tình yêu rồi sau đó, sợ nam đình đoán ra tâm tư của mình. Anh còn lừa cô rằng anh đang đi xe mặt, đang chờ người tâm đầu ý hợp với anh xuất hiện để nam đình tin tưởng, anh còn tự biên tự điển ra rất nhiều. U bụi xe mặt, lấy đó làm minh chứng, anh với cô, không có tình yêu nam nữ. Yêu đến như vậy, tàn chết cảm thấy mình quá nhát gan, quá hèn mọn. Nhưng làm sao đây, ai bảo anh nhìn ra được? Nam Đình với anh, không có tình yêu. tang chất cũng từng mấy lần nghĩ tới, hay là tranh thủ thử xem. Nhưng anh lại sợ, sợ hai người còn chẳng thể tiếp tục làm bạn. Vậy thì chờ thôi, nếu đến khi anh 35 tuổi, cô vẫn không muốn ở bên anh, anh sẽ trở về tiếp quản công ty, rồi vâng lời bố mà kết hôn với con gái của một công ty có tác dụng trợ lực cho mình, hoàn thành trách nhiệm với nhà họ tang. Sự xuất hiện của thịnh viễn thời là một điều bất ngờ tuy cũng đã từng nghe tư đồ thắng kỹ nhắc qua, rằng Nam Đình thích một người, nhưng người đó là ai, ở đâu, hình như không ai biết, thế nên, tàn chất gần như coi người này không tồn tại, anh duy trì khoảng cách với Nam Đình, khoảng cách đủ để khiến cô thấy an tâm, mà trong lòng anh cũng chờ mong, hai năm nữa, Nam Đình sẽ nghe lời Nam Gia Dư khuyên bảo, đồng ý lấy anh. Cũng chính là suy nghĩ này đã chống đỡ cho anh, làm anh có thể bình tĩnh khi lần đầu gặp thịnh viễn thời, thậm chí còn chất vấn đối phương bằng giọng điều tự tin tuyệt đối điều duy nhất không ngờ đến là Nam Đình và Thịnh Viễn Thời lại có tình cảm sâu đậm như vậy. Nhưng Tang chất không hối hận, chỉ trừ việc Nam Đình đổ bệnh đột ngột là khiến anh ấy nấy. Anh nói, dì út, cháu xin lỗi. Nam gia dư thở dài một hơi, sau đó xua tay với anh, cậu không cần nói xin lỗi với tôi, chỉ cần Nam Đình tha thứ cho cậu, tôi cũng không trách cậu làm gì. Nói xong, dì ngồi phịch xuống băng ghế dài ngoài hành lang như bị hút cạn sinh lực, muốn trách thì phải trách tư đồ thắng kỹ nếu không tại ông ta, Nam Đình cũng không thay đổi thành ra như hôm nay, tôi vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho ông ta. Chung Quy tang chất chỉ là người ngoài, anh tự biết mình không có quyền phán xét tư đồ thắng kỹ, nhưng nghĩ đến Nam Đình, anh khổ sở nói, sau này, cháu không thể chăm sóc cho cô ấy như trước đây nữa, muốn nói cho thịnh viễn thời biết cô ấy đã trải qua chuyện gì hay không, tùy gì quyết định. Nam Đình bướng bỉnh đến đâu, trong lòng Nam Gia Dư tự biết, sự việc phát triển tới bước này rồi, sợ là cô và tang chất đến làm bạn còn khó. Đây không phải là kết quả Nam Gia Dư muốn thấy, cho tới giờ, dì vẫn nghĩ rằng, tàn chất là chốn nương tựa cuối cùng cho Nam Đình. Vì yêu, cũng vì trong chuyện nhà tư đồ phá sản, nhà họ tan chịu thua thiệt, anh sẽ đối xử tốt với Nam Đình cả đời nhưng mà hiện giờ. Thịnh viễn thời đi từ phòng hồi sức ra, thấy Nam Gia Dư ngồi đó, tàn chất đứng trước mặt dì, anh ngẫm nghĩ chốc lát rồi đi tới, nhưng anh chưa kịp mở miệng, tàn chất lại đột nhiên gây sự, giờ tay đấm anh một cú. Thịnh viễn thời phản xạ rất nhanh, nghiêng đầu tránh được cú đấm vào điểm chí mạng. Sau đó, theo bản năng, anh cũng giơ tay đánh trả quyết liệt cứ như vậy. Hai người đàn ông lòng đều mang lửa giận, chẳng quan tâm là đang ở bệnh viện, cứ thế gây chiến với nhau. Tề Diệu gọi điện với Kiều Kính tắt xong, vừa về đã thấy họ đánh nhau, cô vội hét lên, lão thất, mày có biết đây là đâu không hả? Mày thích bị chú đánh cho hả? Mày buông tay ra cho chị. Vừa nói, cô nàng vừa xông tới. Nam gia dư lại như chẳng thấy gì, chỉ cầm chặt tập bệnh án trong tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa số, như đang ngẫm nghĩ về lời đề nghị vừa rồi của Tang chất. Chương 50, giọt mưa rơi giữa đám mây cầu vòng 10. Về chuyện Nam Đình gặp phải trong một năm đó, có cần nói không? Tuy đã là quá khứ, nhưng biến cố đó đã tạo thành tổn thương cho Nam Đình, là căn nguyên dẫn đến sự đặc biệt trong thể trạng của cô. Nếu phải suy tính đến thái độ trách nhiệm của thịnh viễn thời, thì hẳn là nên nói cho anh biết so với những cô gái khác, Nam Đình không phải là một người khỏe mạnh, dù tất cả các chỉ số trên kết quả khám đều trong ngưỡng ổn định, nhưng phản ứng bài trừ nhiều loại thuốc sẽ khiến cô gặp nguy hiểm gấp trăm lần người khác những khi cô đổ bệnh. Người ăn ngủ cốc hoa màu, ai mà không sinh bệnh. Mà nói ra, cũng để cho Thịnh Viễn Thời biết, chính vào lúc cả tinh thần và thể xác Nam Đình đều tàn tạ vô cùng, là tan chất đã chấp vá từng chút một cho cô, không có tan chất, cả đời Thịnh Viễn Thời cũng chỉ còn tư đồ nam trong hồi ức mà chẳng có ngày gặp được một Nam Đình của hiện tại. Về việc Nam Đình vẫn muốn bảo vệ tư đồ thắng kỷ, Nam Gia Dư vẫn cho rằng, ông ta không xứng làm bố. Cuộc ẩu đả của thịnh viễn thời và tan chất đến tai lãnh đạo bệnh viện. Lúc viện trưởng nhận ra thịnh viễn thời, ông liền dây huyệt thái dương theo bản năng, viễn thời, chuyện gì thế này? Tây Diệu vội chạy tới giải thích, cháu xin lỗi, chú Trần, bạn gái lão thất bị bệnh, vừa được đưa vào phòng hồi sức tích cực, tâm trạng nó không tốt nên hơi mất kiểm soát làm phiền chú rồi. Bạn gái viễn thời ư, viện trưởng Trần vừa nghe thấy thế liền thân thiết hỏi thịnh viễn thời, con bé bị làm sao? Vấn đề này, ngay cả chủ nhiệm lý phụ trách ca cấp cứu cũng không trả lời được, càng đừng nói là thịnh viễn thời. Anh lau khóe miệng, không nói gì. Viện trưởng Trần thấy khóe miệng anh bầm dập, lại nhìn tan chất cũng không kém gì, dường như đã hiểu ra đôi chút, ông chỉ đạo cấp dưới, xử lý cho hai cậu này đi sau đó ra hiệu bảo tề diệu cùng ông đi thăm bạn gái thịnh viễn thời trước khi đi tề diệu thấp giọng nhắc nhở thịnh viễn thời không muốn để nam đình tĩnh lại phải nhìn thấy cái bộ dạng như quỷ này của mày thì mau đi bôi thuốc đi thịnh viễn thời trước giờ chưa bao giờ chật vật như vậy từ nhỏ bị lão thịnh cho rèn rũa trong môi trường quân ngũ khiến anh dù có đánh nhau cũng chưa từng thua nhìn vết thương trên mặt tang chất và cánh tay không nâng dậy nổi của anh ta cần tức trong lòng anh tang đi không ít quả thật tang chất thảm hơn thịnh viễn thời nhiều cứ cho là anh đồng thủ trước, nhưng người bị đánh hóa ra lại là anh. Có điều, Tang Chất không hề cảm thấy giận, mà ngược lại là vơi đi mấy phần ấy nấy với Nam Đình, như thể anh cố tình cho thịnh viễn thời cơ hội xả giận thay cô vậy. Tóm lại, sau trận ẩu đả này, so với cuộc nói chuyện điện thoại căng thẳng trước kia, trong lòng cả hai đều thoải mái hơn nhiều. Tang Chất tự biết, mình ở lại cũng không có ý nghĩa gì, thậm chí anh còn chẳng chào Nam Gia Dư, cứ thế ra về. Khi chỉ còn lại Nam Gia Dư và mình, thịnh viễn thời đi đến bên cạnh gì ngồi xuống nếu cô không muốn cháu gọi cô là gì theo nam đình vậy thì cháu sẽ gọi cô là luật sư nam nam gia dư làm như không nghe không thấy gì dứt khoát không trả lời thịnh viễn thời nhìn về phía hành lang yên tĩnh không biết đang nghĩ gì một lát sau anh mới tiếp tục cháu biết cô không cho phép cháu với cô mà nói cháu như một thằng trộm tự dưng xuất hiện quấy rầy kế hoạch mà cô đã lên cho nam đình còn phá hỏng quan hệ gì cháu của hai người cháu không có gì để biện hộ cho mình Cháu chỉ muốn nói với cô là cháu yêu cô ấy, cho dù 5 năm qua cháu không làm được gì cho cô ấy, nhưng chính vì thế nên cháu mới càng chắc chắn cháu yêu cô ấy nhiều như thế nào. Tình yêu này trong mắt cô có thể không sánh bằng những hy sinh tan chất dành cho cô ấy, đó là sự bảo vệ còn chân thực hơn cả tìm kiếm hay nhớ nhung, đổi là cháu, cháu cũng sẽ nghĩ như thế. Cháu biết, với cô ấy mà nói, tan chất là một sự tồn tại đặc biệt. Không giấu gì cô, cháu không hề thích con người này nhưng cháu chưa từng có suy nghĩ muốn nam Đình phải cách xa anh ta càng không muốn ỷ vào tình yêu cô ấy dành cho cháu để ganh đua cao thấp với cô hoặc với tang chất so sánh ra đúng là tang chất có thể chăm sóc chu toàn cho cô ấy hơn có điều luật sư nam sự khác biệt giữa người yêu và bác sĩ không cần cháu nhiều lời hẳn là cô hiểu rõ hơn bất cứ ai nghe đến đây rốt cuộc nam gia dư cũng có phản ứng dì nghiêng đầu nhìn về phía thịnh viễn thời người đàn ông trẻ trước mắt gì mặt mũi khôi ngô cơ thể rắn rỏi cường tráng, so với vẻ điềm đạm nhã nhặn của tan chất thì mang nhiều vẻ tự tin kiêu hùng hơn, nếu không vì quá khứ 5 năm, năm kia, thì đến cả nghề phi công, cũng thật sự rất xứng đôi với Nam Đình. Có điều, Nam Gia Dư cúi đầu nhìn tập bệnh án trong tay mình, cuối cùng cũng đưa nó về phía thịnh viễn thời. Mới vừa rồi, thịnh viễn thời còn cực kỳ muốn có được nó, muốn biết tình hình sức khỏe của Nam Đình, mà khi nó ở gần ngay trong gan tất, anh lại không đủ dũng cảm để nhận lấy, như thể nếu không chuẩn bị tinh thần xong, một khi nhận lấy nó, đối với anh mà nói sẽ là một sự thật vô cùng tàn khốc. Như hiểu được sự do dự của anh, Nam Gia Dư nói, trước kia đã từng xuất hiện tình huống nghiêm trọng, đơn giản chính là giống như hôm nay, vì bị phản ứng bài trừ nhiều loại thuốc, nên nếu sơ suất một chút thôi là sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Giọng điệu của dì rất lãnh đạm, như đang kể chuyện thời tiết, nhưng áp lực đằng sau những câu chữ ấy khiến Thịnh Viễn Thời ý thức được rằng, tình yêu mình dành cho Nam Đình thiếu mất mấy phần sức mạnh vì không đủ hiểu biết vì trong lúc nguy nan mình chẳng làm được gì cả. Nam Gia Dư vẫn chưa nói xong, dì ngừng một lát rồi nói tiếp, về việc tại sao con bé đang yên đang lành lại đổ bệnh, chắc là do tôi ép con bé. Con bé này, tâm tư nặng nề hơn trước kia. Có rất nhiều chuyện, con bé đều không muốn nói ra. Mỗi lần tôi hỏi con bé, công việc thế nào, sức khỏe thế nào, đáp án luôn luôn là, tốt, rất tốt, vô cùng tốt. Dì nói xong liền nở một nụ cười, hốc mắt ương ướt, tôi cũng không biết là, trên đời này lại có nhiều chuyện tốt đáng để mừng như thế. Dần dần, dì mới tập thành thói quen thông qua tang chất để biết về tình hình của cháu gái. Tư đồ nam là người vui vẻ, nhiệt tình, gặp phải chuyện khiến cô không vui, cô tuyệt đối không để nghẹn trong lòng, mà sẽ xông lên lý luận không tha cho người ta, lúc cực kỳ tức giận còn có thể động tay động chân, chẳng hạn như sự việc tại sân bay Zurich năm đó, cô không hề quan tâm đến hậu quả, đến sau cùng chỉ nói như hơi hơi hối hận, hình như cũng không nghiêm trọng lắm. Ôi chao, em kích động quá mà, rồi lại cười tủm tỉm làm nũng, ai bảo người ta là công chúa nhỏ cơ. Nhưng Nam Đình thì lại nhẫn nhịn, cứng cỏi, trong mắt cô, chẳng chuyện gì có thể trở thành chướng ngại, ví dụ như trước những lời đồn làm hại cô, cô cũng vẫn có thể cười trừ, chẳng đề cập nhiều với thịnh viễn thời. Chuyển biến lớn như vậy, nhưng lại xảy ra chỉ trong một thời gian ngắn ngủi. Ánh mắt thịnh viễn thời dừng trên tập bệnh án một hồi lâu, như thể muốn xuyên thấu qua cái bìa để nhìn rõ bên trong. Cuối cùng, anh cũng đưa tay nhận lấy, chuẩn bị tinh thần mở ra. Nam gia dư lại nói, tôi quen tang chất trước nam đình. Bàn tay Định mở tập tài liệu của Thịnh Viễn thời khựng lại, anh hơi bất ngờ, vì Nam gia dư lại lấy tang chất làm khởi đầu cho cuộc trò chuyện. Thời điểm đó, tôi vẫn còn là một luật sư vô danh tiểu tốt, không nhận được vụ án hay vụ kiện tụng nào, vì có thể làm, cũng chỉ có làm chân sai vặt cho nhóm luật sư lớn, còn chẳng bằng trợ lý. Tầm mắt Nam gia dư dừng lại trên tán ngô đồng ngoài cửa sổ giọng nói nghe mơ hồ xa xăm Tàng chính viễn là một thương nhân có danh tiếng rất tệ vì lợi ích mà chưa bao giờ từ thủ đoạn ông ta chỉ đích danh mời tôi làm tư vấn pháp lý cho công ty ông ta không phải vì tôi lợi hại thế nào mà là vì rất nhiều người trong giới sợ ảnh hưởng đến thanh danh nên không muốn dính dáng gì đến ông ta nhưng với nam gia dư lúc đó dì còn chẳng có tư cách để nói đến chuyện thanh danh huống hồ với gì mà nói việc phải làm khi ấy chỉ là đảm bảo cho tất cả các hợp đồng ký kết với tang thị được bổ sung những điều khoản và thỏa thuận có lợi cho tang thị mà thôi. Điều này không vi phạm nguyên tắc và đạo đức, thế nên, Nam Gia Dư chẳng có lý do gì mà từ chối. Vụ án khiến Nam Gia Dư một lần thành danh là án ly hôn của cô tan chất, đó là một vụ kiện mà theo như người trong giới thì chắc chắn sẽ thua, dù cô tan chất là người bị hại, nhưng vì bà ấy không chịu nổi việc chồng mình ngoại tình trong khi mình mang thai nên tâm lý có vấn đề, khiến đối phương chiếm ưu thế một khi vụ kiện đó thua cô tàng chất không chỉ mất đi quyền nuôi con mà còn có thể khiến số cổ phần của mình trong tang thị vào tay gã đàn ông bội bạc kia nam gia dư không phải người mang chủ nghĩa nữ quyền nhưng với phụ nữ dù là xuất phát từ sự cảm thông hay không dì vẫn đồng ý hỗ trợ pháp lý miễn phí vì thế dì chủ động xin đi giấc giặc nhận làm luật sư đại diện cho cô của tàng chất từ trước đến giờ tàng chính viễn luôn đặt lợi ích công ty lên đầu ông ta không muốn thu kiện nhưng ngoài nam gia dư không ai dám nhận vụ kiện này cả đồng thời người ngoài cũng nhìn ra khả năng thắng là rất nhỏ hơn nữa gia đình gã bội bạc kia cũng có địa vị nhất định thuê được luật sư có kinh nghiệm nhất trong mảng ly hôn so sánh ra nam gia dư chẳng là gì cả nhưng không có lựa chọn nào khác rơi vào đường cùng tàn chính viễn đành giao vụ kiện cho nam gia dư thời điểm đó trình độ về tâm lý học của tàn chức thấp hơn hiện tại nhiều để hỗ trợ cô ruột anh phải mời thầy của mình đến tư vấn tâm lý cho bà Thế nên, Sở Dĩ có thể thắng được vụ kiện đó, ngoài nhờ Nam Gia Dư dốc hết sức ra, còn có công lao của Tang Chất nữa, cứ thế, hai người trở thành bạn, Nam Gia Dư cũng nhờ vụ ly hôn chấn động cả thành phố này mà trở nên nổi tiếng. "Tuy tôi là dì của Nam Đình, nhưng thật ra tôi không hơn mấy đứa bao nhiêu tuổi đâu, trước kia Tang Chất vẫn gọi tôi là chị Nam." Nam Gia Dư nói xong liền nghiêng đầu liếc Thịnh Viễn thời một cái, "Tôi quen Tang Chất 10 năm, cậu ta với Nam Đình quen nhau 7 năm." Nhưng làm gì mà tôi còn chẳng hiểu Nam Đình bằng tan chất? Thịnh viễn thời hỏi, hai người họ biết nhau thông qua cô ạ. À. Nam Gia Dư gật đầu, có điều, nhà họ tan quá phức tạp, với cái kiểu vô tư như Nam Đình, gã cho tan chất, vào làm dâu nhà họ tan, chắc chắn số phận sẽ như nhân vật phụ trong phim cung đấu, sống không quá ba tập, huống hồ lúc đấy Nam Đình vẫn chưa trưởng thành, tính đến chuyện lấy chồng thì quá sớm, tôi chưa bao giờ lo nghĩ đến chuyện đó cho con bé mà tôi cũng tin chắc là tư đồ thắng kỷ không giống như tang chính viễn, không đời nào. Hy sinh hạnh phúc của con gái vì lợi ích của công ty. Sự quen biết của Nam Đình và Tan Chất hoàn toàn không phải do Nam Gia Dư cố ý sắp đặt. Hơn nữa Tan Chính Viễn một mực muốn kết thông gia với nhà họ Hà. Sao gì có thể ngu ngốc kéo cháu gái dính dáng vào nhưng đời người luôn xảy ra những chuyện mà không ai ngờ tới. Nam Gia Dư khẽ thở dài. Mấy năm nay, tôi không ngừng tự hỏi mình nếu hôn Tan Chất đính hôn với Hà Tử Nghiên Tôi không dẫn Nam Đình đi cùng thì có phải Nam Đình bây giờ sẽ khác không? Thì ra, họ biết nhau từ bữa tiệc đính hôn của Tang Chất và Hà Tử Nghiên. Thịnh Viễn thời vô cùng bất ngờ. Nam Đình ở thời điểm đó, trong mắt Tang Chất vẫn chỉ là một cô bé chưa lớn, mà cô phải đi theo dì Úc, là một vị khách không được mời, trong mắt tràn ngập vẻ chán nản, buông lời bình luận như những người ngoài kia bàn tán, nghi thức càng long trọng, tình yêu càng bền vững thật ca. Tổ chức phô trương thế này làm như sẽ không ly hôn không bằng tang chất nghe thấy thế liền bật cười đồng thời lại cảm thấy lời này tuy không xuôi tai nhưng lại vô cùng chân thật đúng vậy bữa tiệc long trọng đến vậy cả thành phố đều biết nhưng có ai hay tình yêu trong đó có mấy phần dính dáng đến lợi ích lại giả như những người ở đây thật ra đều tự hiểu trong lòng rồi có điều thảo luận về chuyện tình yêu với một cô bé xa lạ trông còn có vẻ non nớt chưa từng yêu đương hình như hơi kỳ lạ nhưng vì không quen biết nên lại càng chẳng cần bận tâm tang chất bèn hỏi với vẻ hứng thú thế em cảm thấy tình yêu như thế nào mới có thể bền vững em đã yêu bao giờ đâu làm sao biết được nam đình nhướng mày đáp một cách tự nhiên nhưng chắc chắn là không liên quan gì đến nghi thức cô nói xong liền nhìn tang chất trong bộ lễ phục anh là nam chính mà lại không ở cạnh nữ chính trốn ra đây trồng nấm mà cô bé trước mặt có vẻ rất tinh ranh tang chất cười hỏi cô trồng nấm là sao trồng nấm mà cũng không hiểu cô lười giải thích chỉ nói cho có lệ, thì là mốc meo đấy. Tàn chất bật cười, em tên gì? Cô hợt hững đáp, tư đồ nam. Nói xong liền cúi đầu nhìn bộ váy trên người mình, được ngày cuối tuần, đáng ra được đi ăn cơm dạo phố với gì, kết quả là gì lại đưa mình đến cái chỗ chán òm này. Dì em ư, tàn chất hỏi cô, là ai? Nam Gia Dư. Chị Nam là dì em à? Hiển nhiên Tang Chất không ngờ nam gia dư còn chưa đến 30 tuổi mà đã có cô cháu gái lớn thế này, nhưng tính cách của hai dì cháu đúng là trống đánh xuôi kèn thổi ngược, khác nhau một trời một vực. Dì em là chị nam của anh. Thế thì em, Tư Đồ Nam trừng mắt nhìn anh, em phải gọi anh là chú à. Có rất nhiều đứa trẻ gọi anh là chú, Tang Chất chưa từng cảm thấy có gì không ổn cả, nhưng nếu đứa trẻ to xác trước mặt đây gọi anh là chú, Tang Chất có phần không chấp nhận được, anh dở khóc dở cười, anh già thế cơ à. Tư Đồ Nam nhíu mày, còn phải xem là so với ai. Tang Chất không giận, nét cười lan tới tận đáy mắt, xem ra anh phải nghĩ trước, sau này nên gọi gì út của em thế nào đây. Tư Đồ Nam ngẫm nghĩ một lát rồi đề nghị, hay là anh gọi bằng gì như em đi. Hoặc không thì, em gọi anh là chú Tang. Cuối cùng còn bổ sung thêm một câu với vẻ mặt tinh quái, em ấm ức một tí cũng không sao. Cô ấm ức Tang Chất 25 tuổi, bị Tư Đồ Nam 17 tuổi gọi là chú được hời trên phương diện vai vế, nhưng lại cảm thấy khó chịu, là sao vậy? Tập truyện đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh Radio Ngôn Tình. Nếu bạn thích bộ truyện này, hãy nhấn nút like, share và đăng ký kênh để nghe thêm nhiều bộ truyện hay khác nhé. Bạn cũng có thể xem thêm những bộ truyện khác, được cập nhật liên tục, hàng ngày trên kênh của mình ở phần danh sách phát. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và hẹn gặp lại ở những tập truyện tiếp theo.